anh ta xoay người đi ra bên ngoài, vừa đi vừa giả bộ như đang gọi điện thoại và đi lên lầu. Khi đi qua văn phòng trưởng ban tổ chức cán bộ thì thấy ngay Trương Quốc Vĩ và Nhiệm Hải Phong đang ngồi bên trong. Lương Thu Duệ sẽ không gọi điện thoại thúc giục Trương Quốc Vĩ. Anh ta không thuộc Trương Quốc Vĩ trực tiếp lãnh đạo, nhưng Trương Quốc Vĩ cũng là nhân vật số 2. Nếu như gọi điện thoại sang thúc giục thì nhất định sẽ khiến Trương Quốc Vĩ tức giận. Cái khó của trưởng ban thư ký chính là ở chỗ này. Trước đây lúc họp, Trương Quốc Vĩ toàn là đến muộn. Bí thư Phương Tiến Giang và Ngả Thành Văn đều bảo anh ta giục. Anh ta đã từng bị thiệt thòi. Khi đi ngang qua cửa, Lương Thu Duệ làm bộ tiếp điện thoại. Thư ký Từ, tôi lập tức xuống luôn. Mọi người đều đã đến đủ rồi sao? Được rồi, tôi đến bây giờ đây. Trương Quốc Vĩ và Nhiệm Hải Phong đều nghe được liền liếc nhau chuẩn bị đi xuống. Lương Thu Duệ quay về văn phòng bí thư trước một bước, vừa vào phòng liền nghe thấy tiếng châm chọc của Phạm Tiến. Thị trưởng Trương có thói quen đến muộn, bí thư Hạ phải nhập ra tùy tục, thích ứng một chút quan niệm thời gian của thành ủy Tần Đường. Cũng có lúc tôi cũng tán thành việc không vội vàng thì mới tốt. Hiển nhiên, việc không vội vàng thì mới tốt, chắc chắn là từ miệng của Trương Quốc Vĩ mà ra. Hạ Tưởng vẻ mặt chỉ cười nhạt, không nói lời nào. Bất luận một bộ máy nào cũng có mâu thuẫn, thân là kẻ bề trên, điều cần thiết chính là phải biết lợi dụng đầy đủ mâu thuẫn của bộ máy để cân bằng thế cục, nắm vững phương hướng, từ đó lập nên quyền uy của nhân vật số 1, mới có thể tạo ra sự kiềm chế đối với mỗi người, dẫn dắt thành ủy thành phố Tần Đường đi nhanh về phía trước. Cũng giống như Trung ương không hy vọng một bộ máy tỉnh rất đoàn kết. Tỉnh ủy không hy vọng một bộ máy thành phố quá đoàn kết vậy, bí thư thành ủy cũng không hy vọng bộ máy thành ủy dưới sự lãnh đạo của mình đều quá đoàn kết một lòng. Đều đoàn kết hết rồi thì sẽ không thể xuất hiện ý chí lớn của quyền lực nữa. Lương Thu Duệ vừa vào cửa thì mọi người đều biết thị trưởng Trương sắp xuất hiện rồi. Mấy phút sau, Trương Quốc Vĩ và Nhiệm Hải Phong người trước người sau bước vào. Sau khi vào cửa, Trương Quốc Vĩ đầu tiên đến chắp tay với Hạ Tưởng. Thật xin lỗi, các vị lãnh đạo, tôi đến muộn. Bí thư Hạ, anh muốn phê bình thì phê bình tôi, chỉ cần không chửi thì mắng thế nào cũng được. Bí thư Phạm, anh muốn mắng tôi cũng được, chứ đừng chửi sau lưng. Mắng ngay trước mặt có khó nghe thế nào tôi cũng có thể nghe được. Phong thái của Trương Quốc Vĩ luôn như thế. Hạ Tưởng rất không thích cái kiểu đó của ông ta. Nhưng lại không dám trực tiếp nói ra là ông ta không được thế này, không được thế kia. Người ta dù sao cũng là thị trưởng, lại lớn tuổi hơn hắn. Hắn không tiếp lời của Trương Quốc Vĩ mà nói luôn. Mọi người đã đến đông đủ rồi, họp thôi. Rất rõ ràng, Trương Quốc Vĩ và Nhiệm Hải Phong cùng tiến vào, cùng thể hiện rõ vấn đề. Nhiệm Hải Phong khá là trẻ tuổi, bộ dạng rất tục tằn, mày rậm mắt to, vừa thấy chính là điển hình của người đàn ông phương Bắc. Bả vai rộng, chán rộng, to cao lực lưỡng. Sau khi ông ta bước vào thì cười một cái, không nói gì. Dường như là kiểu trầm mặc ít lời, khác xa với vẻ bề ngoài của ông ta. Hạ Tưởng biểu hiện ra tính nhẫn nại vô cùng, đợi tất cả mọi người ngồi xuống rồi mới nói. Hôm nay có hai đề tài thảo luận, thứ nhất là bổ nhiệm phó cục trưởng cục công thương, thứ hai là hiện tượng dùng xe công khá là nghiêm trọng. Ý kiến của nhân dân rất lớn. Dưới đây các đồng chí sẽ nói xem cách nhìn của mình thế nào về hai vấn đề này. Hạ Tưởng nói đến vấn đề thì sau đó phải có người phá đề. Theo như trình tự, kế tiếp sẽ là Trương Quốc Vĩ lên tiếng. Trương Quốc Vĩ không nhường ai liền nói luôn. Cái ghế phó cục trưởng cục công thương để trống đã lâu, đã bỏ lỡ không ít công tác của cục công thương. Đương nhiên về phương diện thành ủy cũng có nguyên nhân khách quan tồn tại. Không nói nhiều nữa. Tôi cho rằng đồng chí Lưu Đại Ngưu kinh nghiệm phong phú, mối quan hệ rộng trong cục khá là thích hợp đảm nhiệm chức phó cục trưởng. Vấn đề xe công dùng vào việc tư, Ủy ban Nhân dân thành phố đã làm một thông báo. Lát nữa sẽ gửi cho các vị lãnh đạo, mời các đồng chí xem qua. Trương Quốc Vĩ phá đề rồi nên đến lưu ợt Phạm Tiến tiếp tục. Phạm Tiến vừa nói thì liền khiến Hạ Tưởng động lòng, cục diện phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Chương 1095, Bí thư quyền uy, công việc như ý muốn. Hội nghị hôm nay là hội nghị công việc bí thư đầu tiên từ lúc Hạ Tưởng nhậm chức bí thư, có ý nghĩa trọng đại. Không chỉ tượng trưng cho lần đầu tiên chính diện đón nhận sự khiêu chiến quyền uy của Trương Quốc Vĩ đối với hắn, mà cũng đặt vị trí của hắn ở trong mắt các lãnh đạo thành ủy, vừa là cơ hội tốt nhất để hắn có thể quan sát lập trường và khuynh hướng của các ủy viên thường vụ quan trọng ở một cự ly gần.
hội nghị công việc bí thư sẽ không thể tùy ý như hội nghị thường vụ được. Hơn nữa đề tài thảo luận bình thường không lớn lắm, vì thế càng thể hiện rõ suy nghĩ thực sự của mỗi người. Phạm Tiến trước đó đã nói chuyện với Hạ Tưởng, lúc đó nghe giọng điệu của ông ta thì về vấn đề chọn người cho vị trí phó cục trưởng, ông ta phản đối Trương Quốc Vĩ đề cử Lưu Đại Nghiêu. Về vấn đề điều tra xe công thì cũng là thái độ không cho là đúng. Nhưng trong hội nghị ngày hôm nay thì thái độ của ông ta có chút biến đổi. Tôi vẫn là tán thành đồng chí Trương Nhị Mã đảm nhiệm chức cục trưởng Cục Công Thương. Câu nói đầu tiên của Phạm Tiến đã thể hiện lập trường rõ ràng về mặt nhân sự. Sau đó là về vấn đề điều tra xe công thì lại có khuynh hướng rõ ràng nghiêng về Trương Quốc Vĩ. Thị trưởng Trương Quốc Vĩ lần trước đã lật mấy bàn ăn của nhân viên công chức dùng tiền công để ăn uống. Đây là một chuyện tốt rất làm vui lòng mọi người. Tôi rất khen ngợi hành động của thị trưởng Trương. Tôi đề nghị tự ủy ban nhân dân thành phố dẫn đầu, phối hợp với Cục Công an thành phố tiến hành điều tra một lần hiện tượng dùng xe công, tiến hành trừng phạt hiện tượng không lành mạnh dùng tiền công đi ăn uống. Ủy ban nhân dân thành phố dẫn đầu và phối hợp với Cục Công an thành phố. Hoàn toàn đẩy thành ủy ném sang một bên. Dù là điều tra rõ ra rồi thì sao? Phải xử phạt bọn họ thì chính là quyền hạn của ủy ban kỷ luật. Muốn xử phạt về vấn đề nhân sự thì lại là phạm vi quản lý của ban tổ chức cán bộ. Xa rời thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố còn có thể độc lập triển khai hành động được sao? Cũng không phải là truy quét tội phạm, vấn đề trị an thì đều do Cục Công an trực tiếp xử lý. Phạm Tiến không phải không hiểu quy định, ông ta rõ ràng là muốn cho Trương Quốc Vĩ thể diện. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thường công trị nhìn Phạm Tiến một cái. Còn chưa nói gì thì đã cười vài tiếng. Cười xong rồi mới nói. Vấn đề nhân sự, tôi sẽ không phát biểu ý kiến gì. Bí thư Hạ quyết định là được rồi. Tôi không có ý kiến. Còn vấn đề điều tra dùng xe công và dùng tiền công ăn uống thì tôi vừa mới thảo luận một chút với đồng chí Lương Thu Duệ và lập ra một thông báo gửi đi với danh nghĩa của Ủy ban kỷ luật. Thực sự một xe công dùng vào việc tư thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Nhưng hiện tại Ủy ban nhân dân thành phố phải nắm lấy chuyện này. Về sau có ủy ban kỷ luật chủ động xin đi giết giặc thì ý vị vô cùng sâu xa. Hơn nữa vốn là do thị trưởng Trương khơi ra, bàn cũng là do thị trưởng Trương lật, hơn nữa lại còn lên tiếp đầu của Nhật báo Tần Đường. Có thể thấy, chính trị không có chuyện nhỏ, đầu đầu cũng thể hiện ra khuynh hướng trọng đại ai là nhân vật số 1, ai là nhân vật số 2. Do ủy ban kỷ luật nắm bắt lấy, có thể giảm vầng sáng trên người thị trưởng Trương đi. Phá vỡ cái kế hoạch tinh vi chuẩn bị tỉ mỉ từ trước của thị trưởng Trương. Bất kể là chủ ý do Bí Thư Hạ đích thân ám chỉ hay là do Lương Thu Duệ và Thường Công Trị kết hợp với nhau. Phạm Tiến không thể không thừa nhận thực sự là một nước cờ hay. Ánh mắt của y liếc qua Lương Thu Duệ và Thường Công Trị. Tuy nói là có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cũng biết rõ Bí Thư Hạ vừa lên nhậm chức thì thế cục thành phố Tần Đường chắc chắn sẽ có sự biến đổi. Mấy ủy viên thường vụ luôn bị thị trưởng Trương đè ép thì liền có ý dựa dẫm vào Bí Thư Hạ. Lương Thu Duệ luôn không có mối quan hệ tốt với thị trưởng Trương, càng bức thiết phải thiết lập nên mối quan hệ với Bí Thư. Hơn nữa thân là trưởng ban thư ký thì cũng phải đến gần với Bí Thư. Đó cũng là điều hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng Thường Công Trị không chờ được nữa mà nhảy ra luôn chắn một ván cho Bí Thư Hạ. Đó là dụng ý gì? Phạm Tiến thấy rất là khó hiểu. Thường Công Trị được người ta gọi là nụ cười nham hiểm. Ông ta và Trương Quốc Vĩ mối quan hệ tuy không quá chặt chẽ nhưng cũng tạm tạm. Theo như phỏng đoán của Phạm Tiến, Thường Công Trị nên quan sát một khoảng thời gian, rồi mới thể hiện lập trường của mình mới đúng. Không ngờ hội nghị công việc bí thư lần đầu tiên mà đã thể hiện rõ ràng dứt khoát hướng về Bí Thư Hạ. Hay là có ẩn tình gì? Phạm Tiến hiểu rất rõ thế cục thành phố Tần Đường. Trương Quốc Vĩ ở thành ủy phát triển đã mấy năm rồi. Hai đời bí thư đều không thể kiềm chế được ông ta. Ông ta cũng hiếm thấy liên tiếp đảm nhiệm chức thị trưởng. Do đó, thị trưởng Trương tuy chỉ là thị trưởng, nhưng ở thành phố Tần Đường, cũng là quyền uy có 102. Không đề cập tới hơn phân nửa ủy viên thường vụ thành ủy đều có quan hệ tâm đầu ý hợp với thị trưởng Trương. Chính là đại đa số các ban ngành chủ yếu đều là thân tín của thị trưởng Trương. Quyền uy của thị trưởng Trương tại Tần Đường, không ai có thể dao động được. Cho dù Bí Thư Hạ có thủ đoạn, có hậu trường phía sau, muốn lay động cơ sở của thị trưởng Trương ở thành phố Tần Đường thì cũng khó như lên trời. Hắn không thể thay đổi hết những người không nghe lời. Thế nên Phạm Tiến với viễn cảnh của Hạ Tưởng khi đến thành phố Tần Đường thì không phải có triển vọng tốt đẹp,
dù nhân vật số 1 là thật, nhưng những người phía dưới đều không nghe lời anh. Anh không thể lập nên quyền uy gì thì cũng là phí công. Vẫn là câu nói cũ đó, quyền phát ngôn và chức vụ có quan hệ với nhau. Nhưng không phải tuyệt đối là mối quan hệ tỷ lệ thuận mà còn có mối quan hệ mật thiết với sức hấp dẫn cá nhân, uy danh và mạng lưới quan hệ. Bí thư Hạ lần đầu đến thành phố Tần Đường, cơ sở không vững chắc. Ai dám mạo hiểm đứng chung một chỗ với hắn? Nếu chẳng may Bí thư Hạ ở đó năm rưỡi rồi đi thì chẳng phải là người đó sẽ bị rơi tõm xuống hay sao? Phạm Tiến suy nghĩ rất nhiều. Ánh mắt lại dừng ở trên người Nhiệm Hải Phong. Mối quan hệ giữa Nhiệm Hải Phong và Trương Quốc Vĩ vô cùng chặt chẽ. Bí thư Hạ tưởng này chắc là sẽ không được thoải mái lắm đây. Trưởng ban tổ chức cán bộ không một lòng, về vấn đề nhân sự bí thư cũng sẽ rất gò bó tay chân. Dù sao rất nhiều sự bổ nhiệm cán bộ cơ sở, ban tổ chức cán bộ phải có chủ kiến. Bí thư không thể ngay cả việc bổ nhiệm cán bộ cấp phòng mà cũng phải hỏi thì quá là không có trình độ rồi. Nhiệm Hải Phong mở miệng nói rồi. Nếu như chỉ nghe tiếng ông ta nói thì chắc chắn sẽ không ngờ ông ta là một người to lớn uy mãnh. Bởi vì giọng nói của ông ta rất ôn hòa, tiếng nói trầm thấp, giọng nam trầm. Đồng chí Lưu Đại Ngưu thì càng quen thuộc với các công việc của Cục Công Thương hơn. Anh ta đảm nhiệm chức chánh văn phòng nhiều năm, rất được các lãnh đạo và đồng nghiệp tín nhiệm. Ban tổ chức cán bộ cho rằng anh ta đảm nhiệm chức phó cục trưởng là thích hợp. Dừng lại một chút, dường như là đang cân nhắc lời nói, rồi mới nói tiếp. Vấn đề dùng xe công cho việc tư là một vấn đề rất nhàm tai rồi. Ý kiến của tôi là chỉ gửi đi một thông báo thì không xong được. Vẫn cần có một số hành động thiết thực thì mới có được tác dụng tốt. Sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố dẫn đầu, công an thành phố phối hợp cụ thể hành động. Như thế mới có hiệu quả. Không ngoài dự liệu, Nhiệm Hải Phong hoàn toàn là hướng về lập trường của Trương Quốc Vĩ. Lương Thu Duệ đang ngồi giữa các vị, xếp cuối cùng. Tự nhiên chính là người phát ngôn cuối cùng. Anh ta ho khan nhẹ một tiếng. Về vấn đề nhân sự, tôi cũng có khuynh hướng để đồng chí Trương Nhị Mã đảm nhiệm chức phó cục trưởng Cục Công Thương. Lưu Đại Ngưu là xuất thân học ngành xây dựng, vừa lúc ghế phó cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị trống. Cho anh ta đến Cục Xây dựng Đô thị là rất đúng. Như thế mới tận dụng được tài năng. Còn về vấn đề xe công dùng cho việc tư, tôi đã xin chỉ thị trước từ Bí thư Hạ, họp cùng với các ủy viên thường vụ Ủy ban Kỷ luật để bàn bạc. Suy nghĩ ban đầu của tôi là sẽ do văn phòng thành ủy cùng với văn phòng ủy ban nhân dân thành phố liên hợp gửi công văn đi. Nhưng vừa nghĩ thì thấy ngay như thế vẫn chưa đủ độ mạnh. Nên chuyện này vẫn là do ủy ban kỷ luật ra mặt thì tốt hơn, danh chính ngôn thuận, độ mạnh lớn. Trương Quốc Vĩ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lương Thu Duệ nghiền ngẫm. Quan hệ giữa ông ta với Lương Thu Duệ bình thường. Bởi vì Lương Thu Duệ luôn đến gần phía bí thư nên tuy không phải chuyện gì cũng đối nghịch với ông ta nhưng luôn không thuận mắt ông ta, đều không thuận mắt nhau. Ông ta không thuận mắt cái vẻ ngoài phần tử trí thức hào hoa phong nhã của Lương Thu Duệ. Lương Thu Duệ dường như cũng khinh thường cái phong cách tục tằn hào phóng của ông ta. Cán bộ cũng là người, nếu như không hợp mắt thì cũng rất khó có tiếng nói chung, liền không có khả năng có nhận thức chung được. Hiện tại xem ra. Lương Thu Duệ xem ra không thể trần trừ việc hướng về phía Hạ Tường. Đáng tiếc, Trương Quốc Vĩ âm thầm lắc đầu, có ý nghĩ trào phúng. Đáng tiếc là Lương Thu Duệ đã sớm hướng về phía Phương Tiến Giang. Kết quả là chẳng có được thu hoạch gì. Về sau lại hướng về Ngả Thành Văn. Ngả Thành Văn còn chưa chấp nhận anh ta thì người đã đi rồi. Quả thật là một nhân vật bi kịch. Hội nghị bí thư làm việc có tổng cộng 5 người tham gia. Hạ Tường không thể hiện rõ thái độ nhưng mấy người đều biết lời nói của Lương Thu Duệ phân nửa là ý kiến của Hạ Tường. Ánh mắt của Thường Công Trị liền cùng lúc nhìn sang Hạ Tường. Trương Quốc Vĩ thì ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Nhiệm Hải Phong cúi đầu, dường như đang suy tư vấn đề nhân sinh sâu sắc và trọng đại lắm. Lương Thu Duệ thì vẻ mặt cười yếu ớt, thể hiện đầy đủ sự kiên nhẫn và kiềm chế của một trưởng ban thư ký. Hạ Tường biết rằng, cuộc họp công việc bí thư lần đầu ở thành phố Tần Đường thì cần phải thể hiện thái độ. Lần đầu tiên thể hiện thái độ có nghĩa là sự đáp trả lại 2 lần thử của Trương Quốc Vĩ. Là cứng rắn hay nhượng bộ đây, sẽ thấy ngay tức khắc. Hạ Tường không để mọi người đợi lâu, chỉ chần chừ một chút rồi nói ra luôn kết luận của nhân vật số 1. Ủy ban kỷ luật phụ trách toàn bộ công tác trừng trị việc dùng xe công. Việc bổ nhiệm phó cục trưởng Cục Công Thương sẽ thảo luận ở hội nghị thường vụ. Trương Quốc Vĩ thiếu chút nữa kinh ngạc há hốc miệng,
ông ta tưởng rằng Bí thư Hạ có khả năng phủ quyết hoàn toàn hai đề tài thảo luận. Không ngờ lại phủ quyết một cái, để lại một cái. Thật là một thủ đoạn cao minh, nếu như y cứ cứng rắn yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp nhận công tác trừng trị về vấn đề xe công thì chẳng những không nhất định có phần thắng mà hơn nữa còn có khả năng chịu thất bại ở vấn đề nhân sự. Phạm Tiến cũng là kinh ngạc không thôi. Bí thư Hạ quả thật là biết thu xếp. Đối với hành động khiêu chiến quyền uy, bí thư của Trương Quốc Vĩ không hề do dự. Do Ủy ban kỷ luật tiếp nhận hoạt động thì chẳng những khiến cho sự biểu diễn và bài phỏng vấn kia công toi mà còn khiến cho toàn bộ công lao bị Bí thư Hạ cho là của riêng. Ủy ban kỷ luật là Ủy ban kỷ luật của thành ủy, quy về sự lãnh đạo của Bí thư thành ủy, không thể quy về thị trưởng lãnh đạo. Dân chúng không nhìn ra vấn đề, toàn bộ người của thành ủy ai không hiểu là vấn đề gì. Hơn nữa trong quá trình chấp hành, thường công chỉ nhất định chỉ đề cập đến thành ủy chứ không đề cập tới Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ nhắc đến Hạ Tưởng chứ không nhắc đến thị trưởng Trương. Chủ yếu còn là vấn đề thả về nhân sự, cũng tương đương như là đeo một cái vòng kim cô ở trên đầu ông ta và Trương Quốc Vĩ. Bí thư Hạ muốn niệm chú lúc nào thì ông ta và Trương Quốc Vĩ sẽ cùng đau đầu lúc đó vậy. Phạm Tiến âm thầm hít một hơi lạnh, Hạ Tưởng trẻ tuổi mà nhiều thủ đoạn sắc sảo. Hiệp đầu tiên liền đã phát huy được quyền uy của bí thư một cách vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Được, rất là được. Lương Thu Duệ cũng là âm thầm khen ngợi, trong lòng thở phào một cái. Anh ta đã đặt cược ở hai đời bí thư rồi, đáng tiếc đều thua cả. Suýt chút nữa thì mất cả chì lẫn chài. Hiệp thứ nhất, bí thư Hạ so với anh ta tưởng tượng càng trầm tĩnh, nhiều sách lược hơn. Chẳng lẽ đã đến lúc anh ta phải xoay chuyển rồi, nếu như lại theo nhầm người nữa. Bí thư Hạ nếu như không thể lâu dài ở thành phố Tần Đường nữa thì đợi Trương Quốc Vĩ lên làm bí thư, anh ta ngoài việc xin đi ra chỗ khác thì chẳng còn đường nào khác nữa mà đi. Bí thư Hạ là toàn bộ hy vọng của anh ta. Thường công chỉ không thể hiện điều gì, chỉ là ánh mắt dừng ở trên người Nhiệm Hải Phong. Nhiệm Hải Phong thân người hơi run rẩy, rõ ràng là đã bị xúc động. Trương Quốc Vĩ sắc mặt hơi hơi tối tăm một chút, lại cười cười. Chương 1096 Ván đầu thắng nhỏ, ván hai bắt đầu phiên giao dịch. Sẽ tiếp tục bàn luận phải không? Trương Quốc Vĩ không hài lòng, lại hỏi. Hạ Tưởng hỏi vặn lại. Đưa việc sử dụng xe công cho mục đích cá nhân ra thảo luận tại hội nghị thường vụ không thích hợp sao? Nói một câu chặn miệng Trương Quốc Vĩ, sử dụng xe công cho mục đích cá nhân cũng là vấn đề y từng gióng trống khua chiêng viết bài, do Ủy ban kỷ luật đại diện phụ trách, tóm lại do quá thoải mái nên hoãn tới hoãn lui. Kéo dài tới hội nghị thường vụ lại lôi ra bàn bạc. Đến lúc đầu voi đuôi chuột, chính y lại trở thành trò cười. Dù hội nghị thường vụ đã thông qua nghị quyết có lợi cho y, vấn đề nhân sự có thể sẽ thất bại, vì đến lúc đó chắc chắn bí thư Hạ sẽ giúp đỡ Phạm Tiến. Quầng sáng bí thư được Hạ Tưởng phát huy tới cực điểm, việc y có mâu thuẫn với Phạm Tiến cũng thành mấu chốt để Hạ Tưởng nắm được quyền lợi, quả là người trẻ tuổi nhạy bén tinh tường. Y nguyên đang nghĩ đến việc vẹn toàn đôi bên, không ngờ suýt nữa đã phải trắng tay. Trương Quốc Vĩ tiếc nuối, có lẽ lần đầu tiên ra tay thăm dò Hạ Tưởng đã quá vội vàng, không chuẩn bị chu đáo, còn khiến Hạ Tưởng lợi dụng quầng sáng bí thư thắng được một ván nhỏ, y cũng là người thức thời, nguyện nhận thua, liền đưa hai tay, coi như không đáng kể mà mỉm cười. Xin bí thư Hạ ra chỉ thị xử lý. Nếu Trương Quốc Vĩ tiếp tục không buông tha, ngược lại Hạ Tưởng sẽ xem thường y, không nghĩ tới y nói thả là thả. Đáng sợ nhất là người nắm bắt được thì cũng buông ra được, điều ấy khiến Hạ Tưởng đã thắng ván nhỏ, làm trong lòng Hạ Tưởng cũng có chút ít hưng phấn. Vì hắn ứng chiến trong thế bị động, với cả hai chuyện hắn đều không được ích lợi gì, thắng bại đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là vấn đề hình tượng. Nhưng dù sao hắn cũng là bí thư, phải giữ gìn uy quyền của bí thư, nếu không đến lúc bị Trương Quốc Vĩ chèn ép thêm lần nữa, nếu ra lệnh khó có người nghe lời. Bước đầu tiên tuy rằng hơi gian nan, nhưng dù sao cũng đã xong, còn gặt hái được chút thành quả. Lúc sau, Hạ Tưởng trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống đã nhận được điện thoại của Phó Tiên Tiên. Này, Đại Bí Thư Hạ, có phải có niềm vui mới nên chóng quên tình cũ rồi không? Phó Tiên Tiên tâm tình vui vẻ, bộc lộ bản chất tiểu ma nữ nghịch ngợm. Hạ Tưởng không nhịn được cười, gì mà tình mới tình cũ, hắn không có lòng dạ nào đùa giỡn với Phó Tiên Tiên, liền hỏi. Chủ tịch Phó đang muốn chỉ thị gì chăng? Đừng nói giọng hách dịch ấy với em, không em chẳng nói chuyện với anh đâu. Có nói chuyện hay không, cô vẫn không nhịn được mà chủ động kể. Em thật bực mình,
Phó Tiên Phong cứ nhìn chằm chằm vào anh đi đâu anh ta cũng theo đó mà đầu tư. Hiện giờ Đông Y Phó Thị đã ổn định, anh ta bắt em đi khảo sát thị trường ở thành phố Tần Đường, nhằm xem có hạng mục nào tốt để đầu tư không. Nói đến việc đầu tư hạng mục, thành phố Tần Đường có các lựa chọn linh động hơn thành phố Thiên Trạch, có điều hiện nay Hạ Tưởng chưa cân nhắc đến việc thu hút đầu tư, dù sao cũng là ủy ban kiểm soát kinh tế, hắn nhậm chức lại khoa tay múa chân cũng không hay. Nhưng Phó Tiên Tiên muốn đem nguồn tài chính đến Thiên Trạch tìm hạng mục đầu tư, hắn lại không thể ngăn lại ngoài cửa, liền nói. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Nói rằng hoan nghênh, nhưng trong lòng hắn hiểu Phó Tiên Phong đã vừa ý với ưu thế phát triển của nền kinh tế ở thành phố Tần Đường, muốn mượn gà đẻ trứng kiếm lợi nhuận. Không hợp tác với y lại không được, hiện giờ y là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển, có quyền lực rất lớn, có thể thông qua rất nhiều hạng mục quan trọng, kẹp cổ Tần Đường. Phó Tiên Phong chính là kẻ tiểu nhân, ngăn chặn hắn, lại còn tiếp tục thương lượng điều kiện với hắn, dù sao y cũng rút ruột, nhưng ít nhất còn không tính đến chuyện rút ruột quá nhiều, so với một số người miệng niệm nam mô, bụng một bồ dao găm thì tốt hơn một chút. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng hiểu rõ nếu Phó Tiên Phong lại dở trò, cũng là vì y là kẻ lòng lang dạ sói. Hắn nên cẩn thận đề phòng Phó Tiên Phong hơn là hợp tác với y, rõ ràng Phó Tiên Phong sẽ không quên được hiềm khích trước kia với hắn. Chắc chắn còn có thể coi là chướng mắt, có điều vẫn chưa tới thời điểm mà thôi. Chào đón thật hay giả đây. Giọng anh không nhiệt tình chút nào, nghĩ một đằng nói một nẻo. Phó Tiên Tiên ra vẻ giáo điều. Trần Mạt nói muốn ra mặt cảm ơn anh. Anh nói xem, cô ấy không có tiền lại không có quyền, lấy gì để cảm ơn anh đây? Máu ghen liền nổi lên, Hạ Tưởng mỉm cười nói. Trực tiếp nói cảm ơn là được rồi. Tư tưởng của em sao lại nghĩ chuyện không trong sáng như thế? Em có bao giờ là người trong sáng nhỉ? Anh đừng nghĩ rằng em tốt, em chính là tiểu ma nữ hiếm có đó. Phó Tiên Tiên nói một mạch, lại hạ giọng nói tiếp. Tới lễ quốc khánh em tới Tần Đường, gần đây bận bịu quá. Nhưng mà em nghe nói có người muốn lập tức qua đó, thật là một ngày không gặp như cách tam thu. Hạ Tưởng không trả lời. Phó Tiên Tiên buột miệng. Hạ Tưởng. Em ghét anh. Cô liền cúp điện thoại, trước mắt Hạ Tưởng hiện lên hình ảnh Phó Tiên Tiên thở phì phì, hắn lắc đầu cười, không để ý chuyện Phó Tiên Tiên quấy rối nữa, hắn biết người Phó Tiên Tiên nói tới là ai. Là Nghiêm Tiểu Thì. Vì nguyên do chia cách Trần Mạt và Mạt Lị, Phó Tiên Tiên không rõ tại sao lại rất căm hận Nghiêm Tiểu Thì, quả đúng vậy, Phó Tiên Tiên còn trẻ trung trong sáng, sao địch nổi Nghiêm Tiểu Thì vừa quyến rũ động lòng người, lại còn ngập tràn hương vị phụ nữ. Mà Phó Tiên Tiên tuy có xinh đẹp thật, nhưng lại có chút trẻ con. Hạ Tưởng không muốn nghĩ nhiều đến lòng dạ đàn bà của Phó Tiên Tiên, Phó Tiên Phong muốn đến cũng được, nếu tới dù sao cũng không cản được, hắn cũng không phải người nhát gan ngại phiền phức. Nhưng đối với Nghiêm Tiểu thì hắn vẫn có phần bất an. Hôm qua Nghiêm Tiểu thì cũng gọi điện thoại, nói rằng đến Quốc Khánh muốn tới Tần Đường một chuyến. Hiện cô đang ở Thiên Trạch, cách Tần Đường không xa lắm, so với thành phố Yến lại gần hơn. Khoảng 3-4 giờ. Thật nực cười, hiện tại tình thế khó xử, Liên Nhược Hạm không đếm xỉa tới hắn, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên cùng muốn tới Tần Đường, đúng rồi, còn có cả Hoa Nhài Vàng, bà cũng muốn tới để cảm ơn hắn. Phó Tiên Tiên hình như có ý tránh không gọi Hoa Nhài Vàng, bạc, lại gọi thẳng tên các cô, không biết tâm tư đang suy tính gì. Thực ra Hạ Tưởng đang ở Tần Đường, người hắn nhớ nhất lại là Vệ Tân. Vệ Tân ở Thiên Trạch việc mở rộng kinh doanh không thuận lợi lắm, Thiên Trạch dù sao cũng quá lạc hậu, việc buôn bán điện tử ở Thiên Trạch thực rất khó phát triển, sau cùng Vệ Tân buồn bã dừng lại, không kiếm được tiền, lại còn bị lỗ một ít, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng khiến cô chán trường, cho rằng cô là kẻ vô dụng. Hạ Tưởng khuyên bảo cô cũng chẳng thấm vào đâu, hắn rất rõ tính tình của Vệ Tân, trừ khi chính cô muốn mở lòng, nếu không thì ai có nói gì cũng không thể khiến cô vui vẻ. Cũng là tính cách này của cô, kiếp sau hắn luôn hạ quyết tâm cưới cô. Nhưng ở kiếp này, hắn đối với Vệ Tân ngoại trừ thương xót và quan tâm, thì không còn ý muốn gì nữa. Xuất phát từ tấm lòng muốn bảo vệ Vệ Tân, Hạ Tưởng muốn nghiên cứu kỹ lưỡng kết cấu kinh tế và phương hướng phát triển của thành phố Tần Đường, giúp vạch rõ đường đi cho Vệ Tân, giúp cô đầu tư có lời, chính là muốn báo đáp cho cô. 10 ngành công nghiệp lớn của kinh tế thành phố Tần Đường là tinh luyện sắt thép, chế tạo thiết bị, tổng hợp hóa chất, vật dẫn hiện đại, kỹ thuật cao, du lịch giải trí, phục vụ sản xuất công nghiệp, sản xuất điện, vật liệu xây dựng kiểu mới, nông nghiệp năng suất cao. Hơn nữa,
công nghiệp nặng cực kỳ phát triển, ngoại trừ sắt thép, xi măng và đồ gốm cũng là sản phẩm nổi tiếng trên cả nước. Không giống như Thiên Trạch khan hiếm tài nguyên, ở Tần Đường nguồn tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú, mỏ than và quặng sắt rất nhiều, do đó có nhiều chủ mỏ than, mỏ sắt vừa và nhỏ, sau khi phất lên nhanh chóng, lại khoe của hợm hĩnh bằng cách mua siêu xe. Thành phố Tần Đường có rất nhiều xe xịn, ngay cả lượng xe ở thành phố Yến cũng không sánh bằng, mà so sánh với cả nước, nếu không nói là đứng đầu, ít nhất cũng trong danh sách dẫn đầu. Từng có một lần có đoàn xe đám cưới xa hoa gây chấn động toàn quốc, nghe nói xưa nay chưa từng có ai làm được như vậy, nghe đâu vẫn đang là kỷ lục quốc gia, một chiếc xe quay video là Hummer H2, xe hoa là Bentley tao nhã thanh lịch, phía sau đoàn xe Bentley năm 2007 phiên bản giới hạn, Maybach 62, Rolls-Royce Phantom, Bentley Speed, trên thế giới chỉ có vài chục chiếc, cuối cùng là xe Hummer H2, giá trị của đoàn xe khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Nhưng ở Tần Đường, người giàu nhanh, không khoe mẽ cũng bị người đời chỉ trích. Vì ngành công nghiệp nặng phát triển rất nhanh, dẫn tới việc ô nhiễm nghiêm trọng. Cũng may sau khi Trương Quốc Vĩ lên nhậm chức, xem trọng ô nhiễm môi trường, dùng nhiều tiền để cải thiện môi trường đô thị, cũng đạt được một số thành quả nhất định. Tài chính thành phố Tần Đường dồi dào, chỉ cần bỏ công sức quản lý chắc chắn sẽ có hiệu quả. Hiện tại chính là có tiền thì sẽ dễ làm việc tốt, hơn nữa, Trương Quốc Vĩ không dốc sức chỉnh lý cũng không được, vì Thủ Cương Đông Thiên gần thành phố Tần Đường. Dự án Thủ Cương Đông Thiên đã được khởi công từ vài năm trước, nhà máy mới chiếm trên 2.580 mẫu đất, nguồn đầu tư hơn 1 tỷ tệ, hạng mục tiên phong có công suất 2 triệu tấn một năm, dự tính sau năm 2010 mới hoàn thành, thời hạn công trình gần 10 năm, có thể nói đây là công trình lớn. Thủ Cương tọa lạc ở Đông Thiên của Tần Đường, là vì thành phố Tần Đường có bến cảng lớn nhất, và đang cùng Bắc Kinh khởi công xây dựng cảng Kinh Đường, có trọng tải 10 triệu tấn. Tuy nhiên không thể nhắc đến một điểm, đó là Thủ Cương Đông Thiên, thành phố Tần Đường sắt thép vốn có, sau khi liên hợp cùng Thủ Cương, tại tỉnh Yến ngành sắt thép đang trong làn sóng hội nhập, dù đã hội nhập, tuy nhiên thật tiếc là Thủ Cương vẫn bị khống chế. Lúc ấy, Tống Triệu Độ cũng có ý định chỉnh hợp lại Thủ Cương, nhưng đã không thành, không phải do Thủ Cương quá rộng lớn, mà là do Thủ Cương quá mạnh. Lại nhắc tới kinh tế Tần Đường. Các số liệu cho thấy năm 2006 GDP Tần Đường đạt 236,2 tỷ, bình quân đầu người là 4.235 đô la Mỹ. Theo Ngân hàng Thế giới thống kê, năm 2005, các quốc gia đang phát triển trên thế giới có thu nhập trên trung bình, GDP trung bình trên đầu người là từ 3.466 đến 10.725 đô la Mỹ. Như vậy, Tần Đường đã đạt được mức nửa trên của thu nhập trung bình ở quốc gia và địa khu phát đạt. Số liệu chưa chắc là đúng, có chút mơ hồ, nhưng phải công nhận rằng kinh tế Tần Đường thực sự rất thịnh vượng, bởi vậy việc Hạ Tưởng vừa nhậm chức không khiến nhiều người để ý đến phương diện kinh tế, trừ việc hắn không phải thị trưởng ra, hắn với kinh tế Tần Đường cũng đã liên quan chút ít. Nhưng nếu Phó Tiên Tiên, Nghiêm Tiểu Thì và Vệ Tân muốn đến thành phố Tần Đường đầu tư, hắn nhất định phải có chút hiểu biết đại khái về tình hình kinh tế của Tần Đường, mới nắm chắc được hướng đầu tư tốt. Và tuy hắn đúng là nhân vật cấp cao, nhưng cũng bị kìm hãm bởi rất nhiều thứ, không thể tùy ý sai khiến phó thị trưởng của chính phủ hướng dẫn cụ thể cho đám người Phó Tiên Tiên đầu tư, như vậy không hợp với quy củ, càng khiến hắn có vẻ như không có trình độ chính trị. Đang suy nghĩ thì giọng Từ Từ Kỳ nói chuyện từ bên ngoài truyền vào. Phó thị trưởng Nam đã tới rồi sao? Xin chờ một chút, tôi đi xin chỉ thị từ bí thư hạ. Nam Hân Vũ, trong lòng Hạ Tưởng khẽ gợn sóng. Nữ phó thị trưởng thường ủy duy nhất đến rồi. Chương 1097, trong lòng đã có tính toán, mọi chuyện chậm rãi mà giải quyết tốt. Nam Hân Vũ năm nay 40 tuổi là nữ ủy viên thường vụ duy nhất trong bộ máy thành ủy thành phố Tần Đường, cũng là nữ phó thị trưởng duy nhất trong bộ máy ủy ban nhân dân thành phố. Nam Hân Vũ trang điểm hết sức nền nã, không nhìn kỹ thì không thấy được, Hạ Tưởng tinh mắt, nhìn ra đôi lông mày của cô được vẽ tỉ mỉ. Trên mặt cũng có một lớp phấn mỏng, sống mũi cao thẳng, viền môi rõ ràng, hai mắt luôn luôn lộ vẻ mỉm cười, đều thể hiện ra một hình tượng cán bộ nữ tính chín chắn và giỏi giang. Nam Hân Vũ không thể nói là xinh đẹp, nhưng trong những nữ cán bộ trong nước, tuyệt đối là sắc đẹp cấp thượng đẳng. Mặc dù đã 40 tuổi, vẫn giữ nguyên được vóc dáng săn chắc trong bộ trang phục công sở vô cùng vừa vặn, một chiếc quần ống dài màu xám cho, một chiếc áo khoác thắt lưng màu xanh, khiến cô lộ rõ vẻ hấp dẫn.
vẻ đẹp tri thức và kinh nghiệm quan trường của người có trí tuệ, người phụ nữ bình thường không có được. Bình thường ngoại trừ Trương Quốc Vĩ đích thân tới, Hạ Tưởng cũng theo lễ tiết đứng dậy nghênh đón một chút, cũng xem như lễ độ lắm rồi. Phó thị trưởng ủy viên thường vụ đến, hắn chỉ cần khẽ gật đầu ra hiệu là được. Tuy nhiên đối với việc Nam Hân Vũ đến, hắn vẫn đứng lên, cho cô sự tiếp đãi long trọng. Nam Hân Vũ quả nhiên vẻ mặt khẽ cười, cười đến rất vui vẻ. Hạ Tưởng, nếu anh có vấn đề gì khó khăn trong cuộc sống, thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp anh giải quyết. Đàn ông dù sao cũng không cẩn thận bằng phụ nữ, đừng ngại. Một giọng điệu chỉ cả rất nghiễm nhiên. Hạ Tưởng khá thích tính cách thẳng thắn của Nam Hân Vũ, ha hả cười. Thị trưởng Nam, xin mời ngồi. Rất cảm ơn đã quan tâm, tôi một mình cũng đã quen rồi, Thu Duệ cũng đã sắp xếp giúp tôi một người giúp việc, không cần lo lắng. Nam Hân Vũ dù sao cũng không quen với Hạ Tưởng, hơn nữa Hạ Tưởng lại là bí thư, dù sao về quyền hạn cũng có sự chênh lệch, cô cũng không nói quá thẳng thắn, mà nói. Vậy đi, nếu chẳng may bí thư Hạ có khó khăn gì trong cuộc sống cần giúp đỡ, cứ việc nói. Việc lớn không giúp được, nhưng việc nhỏ cũng không thành vấn đề. Sau khi hàn huyên vài câu, Nam Hân Vũ mới nói tới vấn đề chính. Tôi xin báo cáo một chút công tác tâm đắc gần đây với bí thư Hạ. Không biết anh có thời gian hay không? Không nói báo cáo công tác, mà nói báo cáo công tác tâm đắc, chính là tỏ vẻ rất trực tiếp cần nhờ vả. Công tác sẽ không phải ngày nào cũng có, cho dù ngày nào cũng có, mọi chuyện kể cả việc nhỏ cũng hướng bí thư báo cáo, chính là tự làm mất mặt. Nhưng công tác tâm đắc thì không giống như vậy, tâm đắc có thể ngày nào cũng có, lúc nào cũng có thể bất cứ lúc nào có ý tưởng là có thể nói, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bí thư nguyện ý nghe. Bởi vậy, Nam Hân Vũ chính là muốn thử một chút thái độ của Hạ Tưởng đối với cô. Hạ Tưởng nhìn đồng hồ. 20 phút nữa, tôi phải đi ra ngoài một chút. Không phải 10 phút, không phải nửa giờ, mà là lấy ở giữa 20 phút. Nam Hân Vũ trong lòng hiểu rõ, thái độ của Hạ Tưởng là không nghe không được mà đi cũng khó, tức là nói, chỉ ít có ý chấp nhận. Nam Hân Vũ liền khẽ vuốt lại tóc, bắt đầu báo cáo công tác tâm đắc. Năm nay công tác thành phố Tần Đường tiếp tục thực thi chiến lược 4 điểm vùng. 4 điểm, tức là quận mới Hoàng Hậu Điến, quận mới Vui Đình, khu công nghiệp Duyên Hải Phong Nam, khu khai thác phát triển kinh tế kỹ thuật Lô Hán. Vùng, tức là nối liền, 4 điểm, mà hình thành nên việc mở mang kinh tế vùng Duyên Hải. 4 điểm vùng, theo như lời Nam Hân Vũ Hạ Tưởng cũng đã sớm nghe qua, trước khi đến Tần Đường, hắn cũng đã làm qua một số lượng lớn công việc. Cũng có một sự hiểu biết đại khái đối với tình hình kinh tế của Tần Đường. Kinh tế Tần Đường quả thật rất phát đạt, hơn nữa triển vọng vô cùng rộng lớn, ít khiến hắn phải để tâm. Quận mới Hoàng Hậu Điến xây dựng thành cảng tập trung nguồn năng lượng và quặng sắt và nhiều hàng hóa khác, làm cơ sở cho nền công nghiệp hóa kiểu mới ở phía Bắc Trung Quốc, cơ sở dự trữ năng lượng thương mại, quận kiểu mẫu về tuần hoàn kinh tế cấp quốc gia, vùng kinh doanh các hoạt động vui chơi giải trí ở phía Bắc Trung Quốc và thành phố mới ven biển sinh thái dễ sống, tập trung phát triển hậu cần hiện đại, sắt thép, hóa dầu, trang thiết bị chế tạo và công nghiệp hóa chất biển, đồng thời kéo theo công nghiệp công nghệ cao và các ngành dịch vụ cao cấp phát triển nhanh. Mặc dù những tình hình mà Nam Hân Vũ báo cáo, trong tài liệu tương quan đều có liệt kê lại kỹ càng tỉ mỉ, Hạ Tưởng cũng đã sớm hiểu rõ trong lòng, nhưng Nam Hân Vũ tất yếu phải nhắc lại trước mặt một lần. Thứ nhất là có vẻ cô tôn trọng đối với hắn, thứ hai là cũng bởi vì thời gian cho phép, cô càng kể lại tỉ mỉ càng chứng minh công tác của cô đúng chỗ. Hạ Tưởng không hề thể hiện ra bất kỳ biểu cảm không kiên nhẫn nào, mà bày ra thái độ lắng nghe cẩn thận tỉ mỉ. Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo công tác với bí thư là trình tự bình thường, nhưng không phải do thị trưởng hay phó thị trưởng thường trực báo cáo, mà là do phó thị trưởng ủy viên thường vụ báo cáo trước tiên, cũng đã nói rõ vấn đề. Vừa vặn Hạ Tưởng ở trong bộ máy ủy ban nhân dân thành phố còn chưa có lỗ hổng, có Nam Hân Vũ chủ động đầu quân, cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng trước khi tiếp nhận Nam Hân Vũ, hắn tất yếu phải hiểu biết một chút năng lực và tính cách của Nam Hân Vũ, nếu không nếu dùng người không thích đáng chẳng những sẽ không mở ra cục diện, ngược lại còn có thể bị Trương Quốc Vĩ nắm được nhược điểm. Tính tình của Nam Hân Vũ ngay thẳng, nhưng dưới vẻ ngoài ngay thẳng, cũng có xảo trá. Nếu không cũng sẽ không trở thành một trong số ít nữ cán bộ. Phó thị trưởng ủy viên thường vụ 40 tuổi, trong cả nước cũng không nhiều lắm. Quận mới Nhạc Đình xây dựng thành cơ sở sản xuất nguyên vật liệu thép tinh phẩm, cơ sở của ngành công nghiệp sản xuất hóa chất than đá,
cơ sở của ngành công nghiệp sản xuất trang thiết bị chế tạo cảng biển, các khu nghỉ mát ven biển và các ngành công nghiệp nội đô chuyển rời sang khu vực chịu tải, tập trung phát triển cảng hậu cần, sắt thép tinh phẩm, hóa chất than đá, trang thiết bị chế tạo, công nghiệp, du lịch sinh thái. Khu công nghiệp vùng Duyên Hải Phong Nam trở thành cơ sở của ngành công nghiệp chế tạo trang thiết bị, cơ sở vật liệu xây dựng kiểu mới, các ngành công nghiệp nội đô chuyển rời sang khu vực chịu tải, sản nghiệp của quận mới Hoàng Hậu Đến và quận mới Thiên Tân kết nối với cơ sở hỗ trợ, tập trung phát triển công nghiệp sản xuất trang thiết bị chế tạo, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng kiểu mới. Nam Hân Vũ chậm rãi mà nói, dường như không nhìn vào tài liệu trong tay, mà thuộc lòng, cũng khiến Hạ Tưởng âm thầm khâm phục trí nhớ của cô. Tài liệu chính phủ là buồn tẻ vô vị nhất, không có mấy ai có thể nhớ một loạt số liệu và tên, cô có thể làm đến điểm này, chứng tỏ là thực sự bỏ ra không ít công phu. Khu khai thác phát triển kinh tế kỹ thuật Lô Hán tạo thành, đầu cầu, nối giữa hai nội thành Tần Đường và Tân Thành, quận tiếp nối giữa quận mới Hoàng Hậu Đến và quận mới ven biển Tân Thành, tập trung phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật cao và thông tin dịch vụ gia công phần mềm, công nghiệp sản xuất chế phẩm kim khí và linh kiện xe đạp. Kỳ thật Nam Hân Vũ đem toàn bộ kế hoạch phát triển tương lai vài năm của Tần Đường báo cáo một lần với Hạ Tưởng, đều có ý nghĩa sâu xa của cô. Cô bất hòa với Trương Quốc Vĩ, Chu Minh Hoành, bị Trương Quốc Vĩ và Chu Minh Hoành chèn ép đến thở không nổi, hai gã đàn ông ức hiếp một phụ nữ, chẳng những không nghĩ đến liêm sỉ, còn ức hiếp đến nơi đến chốn, khiến cho cô vô cùng tức giận. Hai nhiệm kỳ bí thư trước, Phương Tiến Giang quá ôn hòa, Ngả Thành Văn quá ba phải, nói cách khác, hai người đều không có tinh thần tiến thủ, đến Tần Đường đều là để kiếm một chút thành tích rồi đi, đem Tần Đường trở thành ván cầu. Bởi vậy, Nam Hân Vũ mặc dù quan hệ với Phương Tiến Giang, Ngả Thành Văn đều tương đối tốt, nhưng vẫn không có được sự tín nhiệm và ủng hộ của hai nhiệm kỳ bí thư đó. Không có nhân vật số 1 ủng hộ, nhân vật số 2 lại không coi cô là gì trong mắt, công tác của cô có tiến triển mới là lạ. May mắn cô vẫn là ủy viên thường vụ, nếu không, đã sớm bị Trương Quốc Vĩ đá một cước sang một bên. Cho dù là ủy viên thường vụ, Trương Quốc Vĩ dù sao cũng là lãnh đạo, vài lần điều chỉnh phân công của cô, khiến cô dù tức giận cũng không thể làm gì được. Hiện tại cô gần như trở thành nhân vật ra rìa trong bộ máy ủy ban nhân dân, chỉ cần là những việc Trương Quốc Vĩ đã quyết định, chẳng những Chu Minh Hoành sẽ lập tức hưởng ứng, mấy vị phó thị trưởng khác cũng sẽ phụ họa theo đuôi, cho dù cô có lên tiếng phản đối, cũng bị bao phủ ở bên trong đại dương mênh mông biển rộng. Lực khống chế của Trương Quốc Vĩ đối với Ủy ban Nhân dân thành phố quá lớn, cũng chỉ có một chỗ hổng là cô, nếu không cũng bền chắc như thép. Trên thực tế, chỗ hổng là cô không hề làm suy yếu quyền uy của Trương Quốc Vĩ, bởi vì Trương Quốc Vĩ chẳng những ở bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố nói một không ai dám nói hai. Ở toàn bộ Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường, cũng là cái tên xứng đáng gọi là chúa đất. Hai nhiệm kỳ bí thư liên tiếp đều không áp chế được y, quyền thế của y ở Tần Đường cuồn cuộn ngất trời. Chương 1098, cận cảnh viễn cảnh, điều ngoài ý muốn nảy sinh. Bí thư Hạ liệu có thể làm được không? Nam Hân Vũ cũng chưa đủ tin tưởng đối với Hạ Tưởng, dù sao bí thư Hạ tuổi còn rất trẻ, hơn nữa hậu trường lớn nhất của hắn là Tống Chiêu Độ cũng đã rời khỏi tỉnh Yến. Nói không chừng cũng sẽ tự mình khó bảo toàn ở Tần Đường. Nhưng Nam Hân Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, cô vẫn muốn thử một lần, cho dù Hạ Tưởng chỉ là một cây rơm rạ, cô cũng phải thử qua rồi nói sau. Bất luận chỗ nào cũng không phải là một cái thùng thiếc, Hạ Tưởng trong lòng cũng biết, hắn mới đến Tần Đường, lần lượt cũng đã có Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ đến đầu quân, khỏi cần nói, bọn họ tuyệt đối bất hòa và không có khả năng bắt tay giảng hòa với Trương Quốc Vĩ. Bởi vậy, bọn họ không hề e dè, trực tiếp đến tìm kiếm điểm đột phá từ trên người hắn. Ngoại trừ Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ ra, nói không chừng, còn có thể có người đang nghe ngóng, muốn đợi sau khi hắn thật sự đứng vững gót chân, mới đến dựa dẫm. Quyền lực ý chí của nhân vật số 1 khiến một số người phải đưa ra lựa chọn, nhưng lại phải thừa nhận chính là, thời gian Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường từ đầu đến cuối mười mấy năm, dường như cũng đã đem Tần Đường từ cao đến thấp cũng làm thành một thùng thiếc rồi. Thành phố Tần Đường là nơi đầu tiên Hạ Tưởng nhậm chức bí thư, nhưng cũng là nơi hắn gặp phải thử thách lớn nhất. Nếu đảm nhiệm chức vụ bí thư mà không thể khống chế đại cục, không thể sử dụng quyền lực ý chí khiến thị trưởng nghe theo mệnh lệnh của bí thư, hắn chính là thất bại lớn, ngay trong mắt của tất cả những người quan tâm đến hắn, sẽ mất điểm và mất đi hào quang. Chức vụ bí thư thành ủy là một chức vụ có thể thi triển tay chân nhất trên sân khấu quyền lực rất lớn, nhưng lại không nhiều lắm, từ cấp phó tỉnh trở lên.
rất nhiều sự tình phải bó tay bó chân. Hạ Tưởng suy nghĩ rất nhiều, thấy Nam Hân Vũ vẫn đang chậm rãi mà nói, trực giác báo cho hắn biết đã đến lúc, hắn liền lơ đãng mà đưa tay nhìn đồng hồ một chút. Nam Hân Vũ liền nhận ra ngay, lập tức ngừng câu chuyện. Tôi trước hết xin báo cáo như vậy, không làm chậm trễ thời gian quý báu của bí thư hạ. Hạ Tưởng ngẩng đầu. Đồng chí Hân làm việc rất cẩn thận, còn có việc gì nữa không? Nam Hân Vũ hơi chần chừ, cuối cùng cũng nói ra. Nghe nói bí thư hạ có thể nói chuyện với phó chủ nhiệm phó của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia, việc nâng cấp khu công nghệ cao của chúng ta xin ông ấy đã hơn một năm, vẫn chưa được phê duyệt. Hạ Tưởng đã hiểu, câu nói cuối cùng mới là mục đích chính mà Nam Hân Vũ tới đây, phỏng chừng cũng bởi vì đơn xin chưa được phê duyệt, Nam Hân Vũ thường xuyên bởi vì việc này mà bị Trương Quốc Vĩ gõ đầu. Hạ Tưởng nói, tình hình cụ thể tôi vẫn không biết rõ lắm, chờ có thời gian tôi sẽ hỏi qua thử xem. Vừa không nói có phải có quan hệ với Phó Tiên Phong hay không, lại không trả lời Nam Hân Vũ rõ ràng. Nam Hân Vũ hơi thất vọng, nhưng không tiện biểu lộ ra ngoài, đứng dậy cáo từ. Sau khi tan tầm, Hạ Tưởng từ chối khéo tiệc chiêu đãi của Lương Thu Duệ, một mình trở về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề, mâu thuẫn của thành phố Tần Đường dần dần trồi lên mặt nước, đối với người tiến đến chủ động đầu quân, trước hết tạm hoãn chậm lại rồi nói sau, không thể quá vội vã. Vội vã, dễ có thể chín quá hóa nấu. Hạ Tưởng trong lòng dần dần có một thứ khái quát đại khái, quyết định ngày mai sẽ triệu tập hội nghị thường vụ đầu tiên kể từ khi nhậm chức tới nay. Về đến nhà, Tiểu Quỳ không ngờ lại không có ở nhà, cơm nước lại đã xong xuôi, bày ra gọn gàng. Còn để lại một dòng chữ. Bí thư hạ, thật sự xin lỗi, tôi không gọi điện thoại được cho anh, tôi phải về nhà trước. Hôm nay là 100 ngày mẹ tôi đi cúng cho bà. Chữ viết lại không tồi, tinh tế mà phóng khoáng, viết tốt hơn so với đại bộ phận sinh viên. Một cô gái hiếu thảo hiếm có, Hạ Tưởng vốn định qua một thời gian thì tìm cơ hội sắp xếp cho Tiểu Quỳ một công việc, cho cô chuyển ra ngoài, dù sao Tiểu Quỳ không phải trẻ con, cô nam quả nữ vẫn dễ xảy ra chuyện. Bây giờ vừa thấy Tiểu Quỳ cẩn thận và hiếu thảo, lại hơi do dự, không đành lòng làm tổn thương một cô gái tốt bụng. Đừng nói, Tiểu Quỳ ở nhà còn được. Sự tươi trẻ và cần mẫn của cô, làm cho người ta thích thú. Hiện tại cô không ở đây, Hạ Tưởng ăn cơm một mình cũng không có hứng thú, liền gọi điện thoại cho Từ Tử Kỳ. Tử Kỳ, ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ra bên ngoài làm một chầu. Từ Tử Kỳ tự nhiên vui vẻ mà đáp ứng, có thể cùng ăn cơm với lãnh đạo là vinh hạnh, mặc dù y đã ăn được một nửa bữa cơm. Từ Tử Kỳ có một việc muốn báo cáo Hạ Tưởng, hôm nay cùng nhau ăn cơm là một cơ hội, nhất định phải nói ra. Không nói thì khó chịu. Tối hôm qua bí thư hạ làm thêm giờ, Từ Tử Kỳ cũng làm thêm giờ. Lãnh đạo tăng ca, thư ký phải đi cùng, lúc trở về nhà khách thì đã khuya, phần lớn nhân viên phục vụ đã đi ngủ, chỉ còn Mặc Lệ là chưa ngủ. Mặc Lệ là người xinh đẹp nhất trong ba nhân viên phục vụ ở tầng trệt chỗ Tử Kỳ ở, đôi mắt to, đôi mắt hạnh nhân, khuôn miệng anh đào, xinh đẹp và quyến rũ đến nói không nên lời. Thật lòng mà nói. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn cũng đều động lòng. Từ Tử Kỳ ngay từ đầu cũng có chút suy nghĩ bậy bạ, nhưng sau mấy lần Mặc Lệ đi ngang qua y, cố tình dùng cánh tay cọ vào cánh tay của y, lại thêm vài lần cô ở trong phòng y trải grab giường, quét thước vệ sinh, mặc váy ngắn, cúi gập lưng, thiếu chút nữa lộ ra nội y bên trong, y có phần e sợ, biết người phụ nữ này không thể dây vào được. Nhưng vừa vào cửa, Mặc Lệ liền nhanh chân nhanh tay mà tiến vào, nói là đưa nước ấm cho y. Từ Tử Kỳ bảo cô đặt xuống. Sau khi cô đặt xuống rồi cũng không đi ra ngoài, quanh co lòng vòng mà nói chuyện với Từ Tử Kỳ. Thời tiết có phần nóng, Từ Tử Kỳ thấy cổ áo Mặc Lệ mở rất thấp, tóc cũng hơi lộn xộn, dường như mới vừa ngủ dậy, lại có ý tứ đầy hàm xúc, không tránh khỏi có phần bị phân tâm. Dáng người của Mặc Lệ thật sự rất đẹp, ánh mắt của cô long lanh nước, đảo qua đảo lại, khiến cho Từ Tử Kỳ có phần không trụ nổi. Lúc rót nước, Từ Tử Kỳ giơ tay tiếp. Lại đúng lúc đụng phải tay Mặc Lệ. Tay Mặc Lệ mềm mại, dễ chịu, cô vừa có phần hơi bối rối lại vừa có phần chờ đợi, nhẹ nhàng lấy tay vẽ một bông hoa nhỏ vào trong lòng bàn tay Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ trong lòng liền có phần gợn sóng. Đàn ông, đều không chịu được sự khiêu khích của phụ nữ, thật sự là rất không tự chủ, Từ Tử Kỳ một mặt vừa tự trách, một mặt vẫn nắm lấy tay Mặc Lệ, chỉ nhẹ nhàng kéo là Mặc Lệ đã ngã vào lòng y. Từ Tử Kỳ ôm lấy eo Mặc Lệ. Mặc Lệ rúc vào trong ngực của Từ Tử Kỳ,
nói một câu, liền lập tức dập tắt hết tình ý trong lòng Từ Tử Kỳ. Anh phải chịu trách nhiệm đến cùng với em. Từ Tử Kỳ bỗng chốc liền bừng tỉnh, người đàn bà này chỉ vì cái lợi trước mắt, trong mắt cô ta không phải là con người y, mà là thân phận của y có thể mang lại lợi ích cho cô ta, không thể dính vào. Lên thì dễ xuống mới khó, ai biết được lòng ham muốn của cô lớn thế nào. Tham quan vì tình nhân mà mất chức nhiều đếm không xuể, y không thể lại đi sai một bước. Một số người phụ nữ xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng lại là thuốc độc, một khi đã bị nhiễm rồi thì đừng mong thoát được. Từ Tử Kỳ cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu, nhưng so sánh về tiền đồ và về hình ảnh cá nhân của Bí Thư Hạ, y biết rõ đâu nặng đâu nhẹ. Trực giác của Từ Tử Kỳ cho rằng Mặc Lệ có lẽ là có người cố ý bố trí đến để dẫn dụ y, kéo y xuống nước. Lúc gặp Hạ Tưởng, đã là hơn 7 giờ tối. Tần đường trong mùa này, mặt trăng lạnh như nước, đường phố về đêm vẫn đông nghịt ngựa xe, phồn hoa như gấm, so sánh với Thiên Trạch, khác nhau rất nhiều. Tần đường, lờ mờ đã có dấu hiệu vượt xa thành phố Yến, trên thực tế Hạ Tưởng cũng đã thấy trong báo cáo chính phủ có nhắc tới tổng giá trị sản lượng năm nay có triển vọng vượt qua thành phố Yến, đứng đầu toàn tỉnh. Thành phố Yến chiếm giữ ưu thế là thành phố tỉnh lỵ, vẫn đang bị Tần đường phát triển thần tốc cố gắng đuổi theo. Ngoại trừ Tần đường có điều kiện ưu thế của bản thân ra, cùng với việc Tần đường nắm bắt được thời cơ, tiếp nhận hàng loạt ngành sản xuất công nghiệp nặng từ Bắc Kinh và Tân Thành rời đến không phải không liên quan. Không chỉ các xí nghiệp sắt thép khổng lồ ở Bắc Kinh lúc chuyển rời lại lựa chọn Tần đường, mà rất nhiều, ngành công nghiệp chủ chốt của Tân Thành cũng đã thấy được những ưu thế về địa lý thiên nhiên của Tần đường ở gần Bắc Kinh Thiên Tân, giao thông thuận tiện, có bến cảng tuyệt vời. Tần đường đúng là nhờ vào ưu thế về địa lý mà nhanh chóng phát triển lớn mạnh, thu hút rất nhiều ngành công nghiệp quan trọng của cả hai nơi Bắc Kinh Thiên Tân, tuy rằng cũng bị người chỉ trích là chấp nhận lạc hậu, toàn những xí nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng để theo đuổi hiệu quả và lợi ích kinh tế, phải hy sinh một bộ phận hoàn cảnh môi trường để đổi lấy tổng giá trị sản lượng kinh tế cao hơn. Hơn nữa đồng thời với việc thu hút các ngành công nghiệp nặng vào, Tần đường cũng tập trung rất nhiều vào việc giảm chống ô nhiễm môi trường. Hạ Tưởng trong lòng rất chờ mong đợt sóng kinh tế tiếp theo của Tần đường, sau quá trình tiếp nhận một loạt sản nghiệp của Bắc Kinh Thiên Tân chuyển rời, ắt sẽ phải có một thời kỳ trùng xuống, Tần đường không thể chỉ dựa vào ăn thức ăn thừa của người khác mà đòi nhắc tới chuyện tăng trưởng quy mô kinh tế, cũng phải tự có cơ sở sản xuất công nghiệp của mình mới có nổi trội được. Chương 1099, màn kịch khôi hài, thời cơ. Tần đường được xác định là một quần thể, khu đô thị lớn, ở Bắc Kinh Thiên Tân Đường Sơn và vùng Bột Hải là cơ sở gia công nguồn năng lượng, cơ sở công nghiệp nguyên vật liệu, lấy sự đa chức năng của cảng và công nghiệp cảng biển làm ngành công nghiệp trụ cột mới nổi, hiện đại hóa vùng duyên hải mở ra thành thị. Bất kể là đối với việc định ra vòng tròn Bắc Kinh Thiên Tân thành phố Yến, hay là sự phát triển kinh tế của vùng Bột Hải, Tần đường tất nhiên sẽ tham dự vào. Nhưng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Tần đường tất nhiên phải tiến bước mạnh mẽ từ công nghiệp truyền thống hướng đến công nghiệp hiện đại, từ hình thức tăng trưởng kinh tế khoanh vùng sang hình thức tăng trưởng tuần hoàn, một sự chuyển biến về kinh tế trang bị kỹ thuật công nghệ cao. Từ Tử Kỳ thấy Bí Thư Hạ vẫn cúi đầu không nói, biết lãnh đạo đang suy nghĩ chuyện gì, y cũng không dám nói gì, yên lặng theo sát ở phía sau lãnh đạo, trong lòng cân nhắc nên mở miệng nói như thế nào về việc đổi chỗ ở, nếu không chờ xảy ra chuyện thì cũng đã muộn. Đi tới đi lui. Vừa ngẩng đầu đã thấy một quán cơm phía trước, có tên là Thiên Khách Lai, xem chừng quy mô và cấp bậc cũng tạm được, y liền khẽ gọi Hạ Tưởng lại. Bí Thư Hạ, anh đi đã nửa ngày rồi, có cần ăn một chút cơm hay không? Hạ Tưởng bất chợt bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy một quán cơm trước mắt, không lớn không nhỏ, rất thích hợp, liền gật đầu nói. Được, vào đây luôn. Vừa nói vừa đi vào trong, vừa rồi suy nghĩ rất nhiều. Mạch suy nghĩ còn chưa dứt, bởi vì hắn vừa mới nghĩ tới việc phát hiện ra một mỏ dầu khổng lồ, một mỏ dầu lớn nhất khu vực Đông Nam ở một nơi cách nội thành không đến 100 km. Chỉ bằng một mỏ dầu này, tương lai trong vài năm tới sẽ có 20 triệu mạnh mẽ tiến vào. Đây mới chỉ là đầu tư về phương diện khí đốt, chưa bao gồm thiết bị phụ trợ, chẳng khác nào là chỉ ngồi chờ trong nhà, sẽ có mấy trăm triệu đầu tư từ trên trời rớt xuống. Tần đường không dầu mới là lạ. Càng đánh giá triển vọng của Tần đường, Hạ Tưởng suy nghĩ đến mức xuất thần, lúc vào cửa không cẩn thận mà khẽ đụng phải một người. Đối phương vóc dáng cao lớn, tuổi không lớn, cùng lắm là ngoài 20 tuổi, dáng vẻ khá nhã nhặn, tuy nhiên ánh mặt lại không thân thiện lắm, toàn thân mặc đồ hiệu, trong tay cầm một chuỗi ngọc sáng lấp lánh. Vừa nhìn đúng là vàng nguyên chất đánh ra,
ít nhất cũng đáng giá trên dưới 200.000 tệ. Cũng may y chỉ nghiêng người liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, mắng một câu. Không có mắt à, người lớn như vậy, đến đường cũng đi không tốt. Từ Tử Kỳ lập tức chắn ở trước mặt Hạ Tưởng, định nói gì đó, Hạ Tưởng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai của y liền hiểu nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, lời nói tới cửa miệng lại nuốt trở vào. Kết quả bởi vì đến muộn, không còn chỗ, với lại Hạ Tưởng cũng không quá so đo. Nếu đổi lại bất kỳ một bí thư thành ủy nào khác, Đường Đường là nhân vật đệ nhất thành phố Tần Đường, chắc chắn sẽ không yên vì ăn cơm ở phòng khách. Hạ Tưởng lại cho rằng cũng chẳng sao hết, dù sao cũng không có mấy người biết hắn, trước hết ăn đã rồi nói sau. Hắn vừa tới Tần Đường không bao lâu, cũng chưa lên bản tin gì nhiều. Hạ Tưởng liền cùng với Từ Tử Kỳ ngồi ở một chỗ sát cửa sổ, tùy ý chọn vài món ăn, rồi bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, suy nghĩ của Hạ Tưởng vẫn không hề ngừng vận động, cho rằng Tần Đường có ưu thế địa lý và điều kiện thiên nhiên, sau khi hoàn thành việc sắp xếp các ngành công nghiệp nặng, theo lý phải phát triển một nền kinh tế công nghệ cao, thương mại điện tử hẳn phải nhiều đất dụng võ. Với tính tình của Vệ Tân, người mà cô đã thích khó lòng đi được, việc cô đã quyết cũng khó lòng thay đổi được, nên để cô đến Tần Đường triển khai thương mại điện tử là được. Cho cô một công việc, cũng khiến cô yên tâm. Lại nói chuyện trong chốc lát với Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ thấy cơ hội thích hợp, đã nói ra cảnh ngộ của mình ở khách sạn. Hạ Tưởng nghe xong, hơi trầm tư nói. Lương Thu Duệ có một phòng trống, cậu xem qua đấy ở cũng được. Từ Tử Kỳ trên mặt vẻ khó xử. Phòng của trưởng ban thư ký, tôi làm sao lại không biết xấu hổ mà ở được. Lãnh đạo, có phải rất không thích hợp hay không? Bảo cậu ở thì cậu cứ đến ở là được rồi, không có gì là không thích hợp. Hạ Tưởng cười mắng một câu, vốn lúc đầu Lương Thu Duệ nói tới chuyện này, hắn còn muốn Từ Từ nói sau. Giờ sự tình lại đúng dịp, Từ Tử Kỳ là bị người cố ý hãm hại cũng tốt, hoặc chính là nhân viên phục vụ muốn trèo cao cũng thế, tóm lại được dịp mượn cơ hội này để có thể kết nối quan hệ với Lương Thu Duệ. Chỗ ở sẽ là một cầu nối, Từ Tử Kỳ chính là sợi dây nối. Ăn uống xong xuôi, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, nhìn qua kính ra phía ngoài thì thấy. Một đám người vây quanh một chỗ, không ai nhường ai, đẩy đẩy kéo kéo, đang ầm ĩ không ngừng. Phỏng chừng lại là mấy thanh niên uống rượu say sinh chuyện, Hạ Tưởng không muốn can thiệp, liền chuẩn bị cùng Từ Tử Kỳ đi khỏi. Đi tới cổng mới phát hiện, cánh cổng bị người ta vây chật kín, không đi được. Hạ Tưởng ngẩng đầu nhìn, người thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ bệ vệ ngút trời đứng giữa sân đúng là Kim Thủ Liên vừa rồi đụng phải hắn. Kim Thủ Liên vênh váo tự đắc đang rằng co với một người trẻ tuổi khoảng trên dưới 20 tuổi, người trẻ tuổi đeo một chiếc kinh đen, rất khí thế mà đứng mặt đối mặt với Kim Thủ Liên ở cùng một chỗ. Cái xe Ferrari quái quỷ của cậu cản đường của tôi. Kim Thủ Liên khí thế mà nói. Là chiếc xe Porsche mục nát của cậu cản đường của tôi mới đúng. Kính đen không chịu yếu thế. Cậu có biết bố tôi là ai không? Kim Thủ Liên cười lạnh một tiếng. Bố tôi là Kim Cương. Kim Cương thì là cái gì? Cậu có biết chú của tôi là ai không? Kính đen khẽ cười một tiếng. Chú tôi là Lý Hữu Quốc. Hóa ra là hai gã con nhà giàu mới nổi bất lương so bố ai to hơn. Hạ Tưởng không nói gì, lắc đầu, chuẩn bị cùng Từ Tử Kỳ rời khỏi. Đối với loại đấu đá không vô ý nghĩa loại này, hắn nhìn cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn một cái. Không ngờ còn chưa bước chân, đã có chuyện không ngờ xảy ra, bởi vì hắn nghe được trong đám người có người nhắc tới Chu Minh Hoành. Hạ Tưởng liền dừng bước, dự định im lặng xem tình thế phát triển. Từ Tử Kỳ thấy Hạ Tưởng dừng chân, cũng đứng lại, y không nghe thấy cái gì, không rõ Hạ Tưởng là có ý tứ gì. Nhưng có một số việc không thể hỏi, y liền chăm chú đứng ở bên cạnh Hạ Tưởng, sẵn sàng bảo vệ cho sự an toàn của lãnh đạo. Làm cho Từ Tử Kỳ lo lắng chính là, Tiêu Ngũ vẫn chưa đến Tần Đường. Y cũng biết Tiêu Ngũ thân thủ rất cao, là vệ sĩ bên người bí thư Hạ. Y cũng không có bản lĩnh của Tiêu Ngũ, bởi vậy liền đặc biệt lo lắng Hạ Tưởng bị đám người hỗn loạn tấn công. Từ Tử Kỳ chưa tận mắt thấy qua thân thủ của Hạ Tưởng. Chợt nghe Kim Thủ Liên và Kính Đen tiếp tục chọi gà. Lý Hữu Quốc thì có gì đặc biệt hơn người? Bố tôi và thị trưởng Chu quan hệ rất tốt, ông ấy chỉ cần gọi một cú điện thoại, thị trưởng Chu phải lập tức lại đây. Kim Thủ Liên bước một bước về phía trước, làm cho Kính Đen lui về phía sau một bước. Kính đen hiển nhiên không phục, cũng bước một bước về phía trước, dính chặt cùng một chỗ với Kim Thủ Liên. Thị trưởng Chu,
thị trưởng Chu cũng không quản được cục trưởng Hoàng. Kim Cương càng không có gì trọng đại, chú tôi gọi một cú điện thoại, cục trưởng Hoàng cũng phải khẩn trương lại đây. Cục trưởng Hoàng là ai? Hạ Tưởng trong lòng hiểu rõ, chính là bí thư đảng ủy ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường kiêm công an Hoàng Đắc Ích. Được lắm, một va chạm nho nhỏ, liền liên lụy tới hai nhân vật trọng yếu của thành ủy, một phó thị trưởng thường trực Chu Minh Hoành, một trưởng công an Hoàng Đắc Ích. Thành phố Tần Đường thật đúng là một địa phương ngọa hổ tàng long, một sự việc nhỏ cũng có thể kéo cán bộ chính phủ vào. Đương nhiên, có lẽ có yếu tố phóng đại, nhưng có một điểm không thừa nhận cũng không được là, cũng quả thật là có khả năng Chu Minh Hoành và Hoàng Đắc Ích có liên quan về lợi ích với hai người đang có mặt. Hạ Tưởng ngay từ đầu đã nghĩ hai người xung đột là bởi vì phụ nữ, đối với một số ít con nhà giàu mới nổi mà nói, tranh giành tình nhân là chuyện thường, nhưng ở trong tầm mắt của hắn, chú ý tới ở một bên còn có một người đang khoanh tay đứng nhìn, bị bao vây ở bên trong đám người giống như các vì sao vây quanh mặt trăng vậy. Người này ngoài 30 tuổi, tóc rẽ ngôi, ánh mắt không lớn, khóe mắt cụp xuống, diện mạo rất là cổ quái, trên khóe miệng còn có một nốt ruồi, có thể dùng từ dung mạo xấu xí để hình dung, tuy nhiên quần áo gọn gàng ngăn nắp, vẻ mặt sáng sủa, toàn thân cũng tất cả đều là hàng hiệu, đứng ở giữa mọi người, dáng vẻ thiên hạ đệ nhất, vẻ mặt đầy châm biếm đang nhìn Kim Thủ Liên và kính đen bật lại nhau. Anh ta là ai? Hạ Tưởng bình tĩnh quan sát tình thế phát triển. Lúc đang do dự có cần thiết phải xem tiếp không, sự tình lại đột nhiên thay đổi. Vốn Kim Thủ Liên và kính đen hai người đang người này đẩy người kia xô, ngoài mặt vô cùng tức giận, trên thực tế đều là phô trương thanh thế, bởi vì hai người rằng co cả buổi, không ai dám đánh ra cước đầu tiên. Điều không ngờ xảy ra khi đang rằng co, Kim Thủ Liên không cẩn thận đụng rớt kính của kính đen giận dữ, kéo cái vòng tay bằng vàng của Kim Thủ Liên không chịu để yên. Giơ tay lên đánh ra cước đầu tiên. Một cú đấm vô cùng quý giá, bởi vì cú đấm từ Kim Thủ Liên, cũng tương đương như một cú đấm bằng vàng. Một cú đấm đã đánh cho kính đen lên cơn thịnh nộ, giơ nắm đấm đáp lại một cú. Kết quả cú đấm đã đánh trúng vào bụng của Kim Thủ Liên liền ôm bụng ngồi xổm xuống. Lần này thì náo loạn, hai người đều dẫn theo không ít người, cục diện hỗn loạn, có xu thế dẫn đến hỗn chiến. Hạ Tưởng hiện tại không giống như trước kia, đường đường là bí thư thành ủy, hắn liền tính toán rời đi. Một bí thư thành ủy đứng ở một bên xem một đám người đánh nhau, cũng có phần thất thân. Vừa mới cất bước chợt nghe Kim Thủ Liên hô to. Không ai được phép đi, người nào ở đây dám đi tôi sẽ chém người đó. Phải làm chứng cho tôi, là anh ta động thủ trước. Lát nữa cảnh sát đến đây, ai không nói bênh vực về phía tôi sẽ xử lý mẹ nó người đó. Đều là một đám người trẻ tuổi vô lương, Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, không để ý tới lời kêu gào của gã. Không ngờ mới từ bên cạnh vừa đi, vừa lúc Kim Thủ Liên bị kính đen đẩy, lảo đảo một cái liền vọt thẳng hướng về phía hắn. Hạ Tưởng chắc chắn sẽ không để Kim Thủ Liên làm ngã, nhưng bên cạnh có người lại tránh không thoát được, đành phải giơ tay đỡ, xem như đỡ Kim Thủ Liên. Kim Thủ Liên đánh bị thua, đang nổi nóng, quay đầu thấy Hạ Tưởng, lập tức cả giận nói. Mày chắc chắn cũng là một đám với thằng tiểu tử kia, mẹ nó, dám đánh lén tao. Vừa nói, vừa nhấc chân đá Hạ Tưởng một cước. Hạ Tưởng là bí thư thành ủy, không muốn động một tí là đánh nhau với người khác, nhưng Kim Thủ Liên vô cùng kiêu ngạo, hắn cũng không thể để dính cước ngay tại trận, rất mất mặt. Từ tử kỳ ở một bên sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch, bí thư thành ủy bị người ta đá một cước, trò đùa to chuyện rồi. Không ngờ một cảnh tượng kế tiếp lại càng khiến y sợ đến hết hồn, chỉ thấy bí thư Hạ nhẹ nhàng và khéo léo né về phía bên cạnh, đã tránh được một cước của Kim Thủ Liên, hơn nữa bí thư Hạ còn giơ tay bắt được chân của Kim Thủ Liên, nhẹ nhàng kéo về phía trước. Kim Thủ Liên thu thế không được, trong chốc lát liền ngã vồ xuống đất. Lần này Kim Thủ Liên nổi trận lôi đình, trên mặt đất quàng quạc kêu loạn lên. Mau gọi điện thoại gọi người, ai cũng không thả cho chạy. Kính đen không nghĩ tới giữa đường lại xuất hiện thêm một trình rào kim, nhưng y thật ra lại rất coi trọng nghĩa khí, lập tức đi tới trước mặt Hạ Tưởng, lấy thân mình đứng chắn ở trước mặt Hạ Tưởng. Người đàn ông tóc rẽ ngồi bấy giờ mới lên tiếng, bộ dáng của y chậm rãi giống như trời có sụp xuống dưới cũng không là việc gì to lớn, nói. Kim Quang, Lý Niên, tôi cũng khá khó xử, rốt cuộc đi theo người nào trong các anh. Chúng ta không cần đánh nhau để giải quyết vấn đề được không? Đều bày ra quân bài chưa lật, bài ai lớn, thì người đấy thắng. Hạ Tưởng nhìn cũng đã hiểu,
Kim Thủ Liên gọi là Kim Quang, Kính Đen gọi là Lý Niên, hai người đánh nhau là vì người đàn ông tóc rẽ ngôi. Người đàn ông tóc rẽ ngôi lai lịch không nhỏ, lại khá khôn ngoan, một phong thái bất động sừng sững. Tuy nhiên Hạ Tưởng thật ra lại ấn tượng không tồi đối với Kính Đen, ít nhất biết giúp đỡ người vào thời khắc mấu chốt, liền vỗ vỗ vai Kính Đen. Lý Niên, người đó là ai, có lai lịch thế nào? Lý Niên quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, dường như hơi do dự, vẫn nói. Anh ta là Chu Tịch Phong, là một trong tứ đại thái tử nổi danh ở Bắc Kinh, đến Tần Đường tìm dự án, nghe nói cầm theo 5 tỷ tiền vốn đầu tư. Chu Tịch Phong, cái tên quái gì? Hạ Tưởng âm thầm cười, càng coi thường đối với cách nói, tứ đại thái tử ở Bắc Kinh, thật sự thế lực gia tộc sẽ ở trước mặt người ta mà rêu rao chính mình là thái tử. Còn tự xưng là một trong tứ đại, đến ngay cả Phó Tiên Phong cũng không dám nói chính mình là tứ đại thái tử, với lại hắn cũng không có nghe nói ở Bắc Kinh có quan lớn nào họ Chu có đứa con tên là Chu Tịch Phong. Nói như vậy, cậu và Kim Quang đều muốn kết giao với Chu Tịch Phong. Hạ Tưởng đoán được 89 phần 10. Vốn là tôi biết Chu Tịch Phong trước, Kim Quang lại nhảy ra giữa đường, muốn so bì tai to mặt lớn với tôi. Mẹ kiếp, anh ta là cái gì, dám so bì với tôi? Lý Niên tức giận bất bình nói. Tôi đã gọi điện thoại cho cục trưởng Hoàng nói, ông ấy sẽ lập tức tới. Hạ Tưởng trong lòng khẽ động, cừ thật, một sự kiện đánh nhau thật đúng là có thể kinh động đến nhân vật đứng đầu của cục công an thành phố, rốt cuộc là Lý Niên sĩ diện lớn. Hay là Hoàng Đắc Ích thân thế thấp? Hắn cũng muốn xem, Hoàng Đắc Ích xử lý như thế nào với việc nhỏ vặt vãnh trước mắt. Càng làm cho Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, Hoàng Đắc Ích còn chưa tới, Chu Minh Hoành đã tới trước. Chu Minh Hoành tự mình lái xe đến, Hạ Tưởng đang đứng ở một góc khuất gần đó, y không nhìn thấy, Hạ Tưởng lại nhìn thấy y rất rõ ràng, bởi vì lúc y bước đi bước chân rất liêu xiêu, rõ ràng đã uống không ít rượu. Chu Minh Hoành vừa xuất hiện, Kim Quang liền lập tức chạy đến trước mặt Chu Minh Hoành, thầm thì nói vài câu, Chu Minh Hoành đầu tiên là chau mày, sau đó lại hỏi mấy câu gì đó, liền hướng Lý Niên vẫy vẫy tay. Hạ Tưởng đứng ở phía sau Lý Niên, lại đứng ở trong bóng râm, Chu Minh Hoành không hề nhìn thấy hắn. Lý Niên đầy tức giận, nghênh ngang mà liền đi tới, trước khi đi y quay đầu nói với Hạ Tưởng một câu. Đừng sợ, để tôi sẽ bao che cho anh. Một lát nữa cục trưởng Hoàng đến đây. Thị trưởng Chu cũng không dám làm gì. Hạ Tưởng không biết nên khóc hay cười, nhưng không trả lời. Hắn đang nghĩ, Hoàng Đắc Ích sẽ xử lý tranh cãi ra sao, giữa y và Chu Minh Hoành có quan hệ cá nhân gì, chỉ cần y vừa xuất hiện là đã có thể thấy rõ kết quả. Dựa theo xếp hạng, Hoàng Đắc Ích đứng sau Chu Minh Hoành. Hoàng Đắc Ích xuất hiện, sớm hơn so với thời gian Hạ Tưởng dự tính. Ngay lúc Lý Niên mới vừa đi đến trước người Chu Minh Hoành, Hoàng Đắc Ích liền lộ diện. Hoàng Đắc Ích năm nay 44 tuổi, tai to mặt lớn, cao, dáng người vạm vỡ, mới nhìn, bộ dạng khá giống vận động viên bóng rổ, nhưng kém sành điệu hơn so với y. Hoàng Đắc Ích vừa lộ diện đầu tiên là sửng sốt, bởi vì y thật không ngờ Chu Minh Hoành đã có mặt ở hiện trường. Hoàng Đắc Ích không mặc trang phục cảnh sát, cũng đến một mình, hiển nhiên là muốn lấy thân phận cá nhân để giải quyết tranh cãi. Y tiến lên phía trước bắt tay với Chu Minh Hoành, lại nói vài câu gì đó với Lý Niên. Sau đó y liền cùng Chu Minh Hoành đi sang một bên nói chuyện. Lý Niên và Kim Quang trợn mắt nhìn, đều không nhường nhịn, chỉ có Chu Tịch Phong vẫn là một bộ dạng hồn nhiên không thèm để ý, cũng không chủ động chào hỏi với Hoàng Đắc Ích, Chu Minh Hoành, dường như y thật sự rất có lai lịch. Sự ung dung của y cũng khiến Hạ Tưởng sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ Bắc Kinh thực sự có một nhân vật như vậy? Ngẫm nghĩ một chút, hắn vẫn lặng lẽ gọi một cú điện thoại cho Phó Tiên Phong. Cục diện hiện trường có phần tế nhị, Hoàng Đắc Ích và Chu Minh Hoành thảo luận nửa ngày, hai người trở lại giữa sân, chia nhau nói chuyện với Lý Niên, Kim Quang, cuối cùng xem chừng là Lý Niên gật đầu, Kim Quang lại liên tục lắc đầu, một bộ dạng không chịu để yên. Cuối cùng Hoàng Đắc Ích nổi giận, đến trước mặt Kim Quang nói vài câu gì đó, Kim Quang mới chịu thua, mới tức giận bất bình mà xoay người bước đi, không ngờ vừa mới đi vài bước lại nghĩ tới cái gì, lấy tay chỉ ra chỗ Hạ Tưởng đứng, lớn tiếng nói. Có một người không thể buông tha, cục trưởng Hoàng, đem bắt hắn đi, hắn vừa rồi chọc giận tôi. Hoàng Đắc Ích nhíu mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Minh Hoành một cái. Chu Minh Hoành mặt không chút thay đổi nói. Cục trưởng Hoàng, Kim Quang đã nhượng bộ, anh cũng phải biểu hiện thỏa đáng,
tất cả mọi người đều là bạn bè ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Nếu không, chỗ Tổng Giám Đốc Kim, cũng khó mà nói qua. Còn có đại thiếu gia Chu từ Bắc Kinh đến đây khảo sát thị trường Tần Đường, công tác trị an có chỗ sơ suất, mặt mũi của anh cũng không thể nào nói nổi. Hạ Tưởng vừa mới nói chuyện điện thoại xong, không nghĩ tới Kim Quang lại tức giận đến mức, còn nhớ rõ mối thù với hắn. Hắn liền cố ý trốn ở một góc khuất gần đó không hiện thân, muốn xem cuộc đọ sức giữa Chu Minh Hoành và Hoàng Đắc Ích, kết thúc như thế nào. Hoàng Đắc Ích hơi khó xử. Chuyện này không tốt lắm đâu, tùy tiện bắt người, cũng tổn hại đến hình tượng công an. Chu Minh Hoành lại chỉ nói. Tôi chỉ là đưa ra đề nghị, còn muốn cục trưởng Hoàng tự mình quyết định. Hạ Tưởng nghĩ Hoàng Đắc Ích chắc chắn sẽ không nghe lời nói của Chu Minh Hoành, không ngờ Hoàng Đắc Ích chỉ chần chừ một lát, rồi hướng phía xa khoát tay nói. Trước hết bắt về cục công an rồi nói sau. Quái lạ, với cấp bậc của Hoàng Đắc Ích không đến mức phải sợ Chu Minh Hoành, lại càng không cần nghe mệnh lệnh của Chu Minh Hoành. Hạ Tưởng đang sửng sốt, đã có hai gã cảnh sát vào tới, xách cánh tay hắn lên, đưa hắn tới trước mặt Hoàng Đắc Ích và Chu Minh Hoành. Chương 1100, thay đổi bất ngờ, đổ dầu vào lửa. Kim Quang vừa thấy Hạ Tưởng bước tới, liền đứng dậy làm ra vẻ hung hăng, y không chiếm thế thượng phong hoàn toàn, phải tìm một người để trút sự bực tức. Hạ Tưởng liền trở thành chỗ tốt nhất để y trút giận. Kim Quang tùy tiện bước tới trước mặt Hạ Tưởng, quan sát Hạ Tưởng thật kỹ lưỡng, vẻ mặt châm biếm cười nói. Mẹ nó, dám ra tay với tao sao? Cũng không dò la xem Kim Quang tao là ai à? Mày không biết ai lãnh đạo Tần Đường hả? Chính là Kim Cương, là cha tao đó. Biết chưa, không phải là ba mày, lại còn dám kênh kiệu với tao hả? Hôm nay ông đây không dạy dỗ được mày, ông không phải người nhà họ Kim. Kim Quang không biết rằng ở đằng sau y, Hoàng Đắc Ích và Chu Minh Hoành đang ngơ ngác nhìn nhau, hai người này đã bị dọa sợ đến phát ngốc rồi. Kim Quang vẫn còn chưa biết, cánh tay đã đảo vòng, muốn hướng vào bụng Hạ Tưởng mà đánh. Nếu đòn ấy trúng bụng Hạ Tưởng, đây sẽ là sự kiện lớn nhất trong thời gian gần đây ở thành phố Tần Đường. Đừng nói cha của Kim Quang là Kim Cương, chính Kim Cương ra mặt cũng không gánh được hậu quả của việc đánh bí thư thành ủy. Vừa thấy Kim Quang giơ nắm đấm lên, Hoàng Kim Ích liền phản ứng lại, phi lên đá trúng mông của y, Kim Quang liền té nhào về phía trước, miệng đập xuống đất, dụng hai cái răng cửa, đau thấu trời liền chửi ầm lên. Thằng khốn nào dám đá tao, tao phải giết mày. Gì chứ, làm càn tới như vậy, Hoàng Đắc Ích không thể nén giận, đâu còn biết nghĩ đến thể diện của Chu Minh Hoành. Bèn phất tay nói. Bắt lại đem về. Hai gã cảnh sát đang giữ cánh tay Hạ Tưởng đơ mặt ra, bèn quay lại nhìn nhau chăm chú, không biết cục trưởng Hoàng muốn bắt ai. Hoàng Đắc Ích nổi giận mắng. Điếc hết rồi à, bắt giữ Kim Quang đem về. Một cảnh sát chỉ Hạ Tưởng, làm ra vẻ thông minh mà nói. Có bắt người này không? Hoàng Đắc Ích nghĩ thầm, bắt về chính là đụng tới tổ tông mày đó, liền thấy tức giận, giương tay tát tên cảnh sát. Nói nhảm nhiều vậy, làm mau lên, nếu không lúc quay về cách chức. Tên cảnh sát vẫn thấy oan ức, nghĩ thầm rằng trước kia tuy tính tình cục trưởng Hoàng có hơi nóng nảy, nhưng không hề tùy tiện đánh người, hôm nay cục trưởng bị sao vậy nhỉ? Hai gã cảnh sát quay đi bắt Kim Quang không phục, vừa đấm đá vừa mắng chửi. Chúng mày là ai lại dám bắt tao? Cha tao là Kim Cương, chú tao chính là Kim Toản, thị trưởng Chu, ông nói gì đi? Bọn này ngay cả tôi cũng dám bắt giữ, bắt tôi các ông sẽ phải trả giá. Chu Minh Hoành xanh mặt, không nói gì cả. Có thể nói gì đây? Nói gì cũng không thể giải thích rõ ràng được. Thật chưa từng nghĩ đến chuyện Kim Quang gây sự với ai không gây, lại chọc chúng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng và y trước giờ không qua lại, sớm tìm đủ cách gây phiền toái cho y, nay hay rồi, y lại tự chuốc họa vào thân. Chu Minh Hoành thật hối hận vì đã xuất hiện ở đây, chẳng những say rượu. Lại còn khiến Hạ Tưởng biết được y và Kim Quang có quan hệ. Có một số việc nếu lập lờ không rõ, dù cho Hạ Tưởng đúng là nhân vật đứng đầu, thì muốn hiểu rõ được sự việc cũng phải mất một năm rưỡi. Rốt cuộc chỉ một chuyện nho nhỏ thế này liền khiến việc bị bại lộ, thật quá xui xẻo. Muốn trách nên trách Kim Quang, hơn là trách Lý Niên. Chu Minh Hoành đổi ý, nghĩ tới Chu Tịch Phong, đúng rồi, chút nữa có thể dùng Chu Tịch Phong làm lá chắn. Y thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ lùi lại phía sau một bước, vẫy vẫy tay với Chu Tịch Phong. Chu Tịch Phong hiểu ý, bèn im lặng tiến tới bên Chu Minh Hoành. Hai người thì thầm trao đổi.
Ban đầu cho rằng mọi chuyện đã xong xuôi hơn phân nửa, Hoàng Đắc Ích ngại ngùng, luống cuống chuẩn bị nhận lỗi với Hạ Tưởng, trước hết phải tự phê bình bản thân, chuyện khác tính sau. Trước mắt lãnh đạo không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ không dám nhận sai. Hoàng Đắc Ích vẫn phải chịu trách nhiệm, nhưng không ngờ vừa có hứng, chưa kịp nói gì đã thấy một chiếc xe đang gầm rú chạy tới, một người đàn ông trung niên khuôn mặt tai to mặt lớn, chừng 50 tuổi từ trên xe bước xuống, đang hung hăng bước tới giữa sân, giống giận ầm ĩ trước mặt hai gã cảnh sát. Ai cho chúng mày bắt con tao? Ai ra lệnh làm chuyện này? Chính là cha của Kim Quang, lão già Kim Cương. Đằng sau Kim Cương là một người vóc dáng thấp, vẻ mặt hung hăng, mắt lờ đờ mặc cảnh phục. Hạ Tưởng không biết tên này là ai, Chu Minh Hoành thì nhận ra, đây chính là Phó Cục trưởng Phân Cục Công an khu Bắc Lộ Mã Quân. Mã Quân và Kim Cương quan hệ tâm đầu ý hợp, Kim Cương có nhiều mối kinh doanh đều là nhờ vào Mã Quân ít nhiều chống lưng cho. Chu Minh Hoành nhủ thầm, hỏng rồi, mấy năm nay ở Tần Đường, Kim Cương đã quan tâm giúp đỡ, mình và gã quan hệ cũng không tồi, hơn nữa Trương Quốc Vĩ được gã chiếu cố, có chút ỷ thế làm bậy. Chu Minh Hoành đang tính tiến lên giải vây, còn chưa kịp mở miệng nói, Kim Cương liền bước tới trước mặt Hạ Tưởng, chỉ thẳng vào mũi Hạ Tưởng mà nói, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Mày đánh con tao phải không? Mày tên gì? Tao sẽ khiến mày phải hối hận. Vừa nói vừa phả ra mùi rượu, khiến Hạ Tưởng suýt nữa phát nôn. Hạ Tưởng nén giận, từng nghe qua chuyện ở Tần Đường có nhiều kẻ lắm tiền, hôm nay quả thật được mở mang tầm mắt. Nhưng có tiền thì có tiền, không phải cũng cần có phẩm chất tốt sao? Uống rượu cho lắm vào, ỷ thế hiếp người yếu, còn dám làm gì nữa? Mới mở miệng đã nói sẽ khiến hắn phải hối hận cả đời, thật đúng là kẻ lớn lối. Hạ Tưởng cười nhạt. Ông làm sao để tôi phải hối hận cả đời đây? Hoàng Đắc Ích khuôn mặt đỏ như trái cà, muốn tiến lên giải vây, lại nhìn Chu Minh Hoành. Chu Minh Hoành là phó thị trưởng thường trực, ông ta là người đứng mũi chịu sào, nên để ông ta ra mặt mới đúng. Nhưng phó thị trưởng Chu và Chu Tịch Phong đứng một bên nói thầm vẫn chưa xong, không hề có ý định tiến lên giải vây, y đang hơi chần chừ liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mã Quân đi tới, nhìn chằm chằm Hạ Tưởng đang đứng trong sân. Gã đang theo sau Kim Cương, vừa vặn Hoàng Đắc Ích và Chu Minh Hoành đang đứng chỗ kín đáo, nên không phát hiện ra có hai nhân vật cấp cao đang có mặt ở nơi này. Và lại gã vừa uống rượu say, buổi tối ánh sáng lại không được tốt, có liếc mắt nhìn qua cũng không chắc có thể nhận ra. Gã càng không nhận ra Hạ Tưởng, người mà cục trưởng phân cục của gã muốn gặp cũng khó như lên trời, huống hồ gì gã chỉ là phó cục trưởng. Thấy thái độ của Hạ Tưởng cứng rắn, lại dám châm chọc Kim Cương, bèn tức giận. Vừa nãy uống rượu cùng Kim Cương, xưng anh gọi em vỗ ngực tự xưng, ở khu Bắc Lộ này gã một tay che trời, không ai có thể đụng tới sợi tóc của Kim Cương. Vừa nói xong lại xảy ra chuyện, đây chính là lúc gã phải thể hiện bản thân, gã liền bước tới, không nói hai lời, nhấc chân liền đá. Hạ Tưởng muốn tránh đi là chuyện rất dễ dàng, nhưng thấy người kia mặc đồ cảnh sát uống say liêu xiêu, cứ bước tới là đánh người, liền thấy nóng mặt. Nhưng dù sao cũng là bí thư thành ủy. Tự mình động thủ sẽ không hay, hắn đang tính bỏ đi thì từ Tử Kỳ từ bên cạnh chạy lên chắn trước mặt. Mã Quân đá một phát trúng vào bụng từ Tử Kỳ. Hay, đá giỏi lắm. Kim Cương lớn tiếng khen ngợi, chỉ tay về phía Hạ Tưởng. Tiếp theo sẽ đến lượt mày. Chưa dứt lời, hắn thấy có lực rất mạnh đánh từ phía sau, Kim Cương mập ú nặng 150kg liền té ngã ngay dưới chân Hạ Tưởng, hơn nữa miệng lại ở ngay bên giày của hắn. Trông như đang liếm chân Hạ Tưởng vậy. Mã Quân giận dữ, ai lại dám đánh Kim Cương chứ, thực không coi gã ra gì, liền quay đầu lại hét lớn. Người đâu, bắt tất, không để ai chạy. Thét được nửa lời liền nghẹn họng, người đang đứng phía sau gã trợn mắt giận dữ, chính là nhân vật số 1 của Cục Công an thành phố, Hoàng Đắc Ích. Mã Quân nghẹn lời, ú ớ vài câu. Hoàng, Hoàng, Cục trưởng Hoàng, đúng là ngài sao? Không phải tôi, chẳng lẽ lại là ông à? Hoàng Đắc Ích không nén được giận, dám đánh thư ký của bí thư thành ủy, quá đáng lắm rồi, chức vụ của Mã Quân không chừng sẽ bị chuyển giao, y cũng không lo nghĩ thân phận, giơ tay tát Mã Quân một bạt tai. Đồ có mắt như mù, ai cũng dám đánh, mở mắt ra mà xem người ông đánh là ai kìa. Hậu thuẫn của Mã Quân chính là Trương Quốc Vĩ, cha vợ là chủ tịch Lưu Kiệt Huy, gã sắp được đề bạt lên làm cục trưởng phân cục. Chính là lúc đường làm quan rộng mở.
Hơn nữa Hoàng Kim Ích và gã trước giờ không hợp nhau, có lần gây sự với gã vẫn còn ghi hận trong lòng, cũng không vừa mắt Tê Hoàng Đắc Ích. Bây giờ Hoàng Đắc Ích lại dám đánh gã, men rượu bốc lên, thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên hét. Cục trưởng Hoàng, ông không hỏi rõ sự tình lại đánh người, tôi muốn phản ánh chuyện này với cấp trên. Việc đã tới nước này, thể diện của Hoàng Đắc Ích đã không còn gì, dù sao y và Chu Minh Hoành cũng không hợp nhau, y và Trương Quốc Vĩ có mối quan hệ bình thường, mà Mã Quân cũng không nể mặt nhân vật số một của Cục Công an thành phố này, y cũng đã thấy rõ thế cục, Bí Thư Hạ hết nửa ngày cũng không thèm tỏ rõ thân thế, chắc cũng đã có mưu tính khác, được lắm, dù gì cũng dính vào rắc rối, vậy thì cứ tiếp tục, cùng lắm y chỉ bị phê bình, có vài người. Không chừng còn mất luôn chức quan. Tốt lắm, cứ phản ánh với cấp trên, có thể tố cáo với thị trưởng Chu bất cứ lúc nào. Hoàng Đắc Ích cố tình châm dầu vào lửa. Mã Quân liếc thấy Chu Minh Hoành, lập tức đi tìm Chu Minh Hoành nói chuyện. Lúc này Chu Minh Hoành nào dám chuốc họa vào thân, liền nháy mắt ra hiệu với Mã Quân, tiếc là do uống rượu say, Mã Quân không rõ Chu Minh Hoành có ý gì, bước tới trước mặt Chu Minh Hoành cầu xin. Thị trưởng Chu, ông phải giúp tôi làm chủ chuyện này, Hoàng Đắc Ích tùy tiện dánh người, tôi muốn đến thành ủy để phản ánh tình hình. Chu Minh Hoành hận muốn đá cho Mã Quân một cái, mấy câu gã vừa nói, hạ tưởng có thể lần mò ra sơ hở của Mã Quân. Mã Quân đánh ai không đánh, lại đi đánh thư ký thứ nhất của Tần Đường. Y không thể không lớn tiếng quát. Mã Quân, cậu có biết ban nãy cậu đánh ai không? Là thư ký của Bí Thư Hạ, Từ Tử Kỳ đó. Mã Quân đang tức giận lại còn vừa uống rượu, đầu óc không tỉnh táo. Thị trưởng Chu, gì mà thư ký của Bí Thư Thành ủy chứ, đừng có đùa, ông không giúp tôi, cũng nên bênh vực Chủ tịch Kim chứ. Chu Minh Hoành giận đến mức thiếu chút nữa chửi tục, thấy Hoàng Đắc Ích tiến tới gần Hạ Tưởng, biết nhất định phải lộ mặt, bèn đẩy Mã Quân sang một bên, bước nhanh tới phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khom lưng nâng Từ Tử Kỳ đứng dậy, Từ Tử Kỳ đã đỡ cho hắn một đòn, hắn đã bên bờ vực bùng nổ. Nhưng không thể thất thố trước mặt mọi người. Vừa nâng Từ Tử Kỳ, vừa ngẩng đầu, Hoàng Đắc Ích đã bước tới trước mặt. Hoàng Đắc Ích khó xử, cung kính lên tiếng. Bí Thư Hạ, là lỗi của tôi, mong anh phê bình và xử phạt. Vừa bị quật cho té ngã, Kim Cương đang lồm cồm bò dậy, thẹn quá hóa giận muốn lần nữa ra tay, đột nhiên nghe Hoàng Đắc Ích gọi tên Hạ Tường, liền tỉnh rượu hơn phân nửa. Bí Thư Hạ, là Bí Thư Thành ủy Hạ Tường mới nhận chức sao? Chương 1101, tình thế phát triển, thế khó xử. Lúc này, Chu Minh Hoành đi tới trước mắt, xoa xoa tay tỏ vẻ thực sự khó xử, thần sắc hổ thẹn. Bí Thư Hạ, không nghĩ rằng có chút việc nhỏ cũng khiến anh phải khó chịu, là sơ sót của chúng tôi. Mong Bí Thư Hạ xử phạt. Lý Niên há hốc miệng, thì ra người y muốn xử lý chính là người đứng đầu Tần Đường, Bí Thư Hạ. Còn dám nói lời đe dọa Bí Thư Thành ủy, cha y cũng chẳng phải là Bí Thư Tỉnh ủy. Dù cho y có là Bí Thư Tỉnh ủy, cũng chẳng dám làm mặt dày với Bí Thư Thành ủy. Lý Niên ngồi bệt xuống đất, hai chân run lẩy bẩy. Kim Quang vốn đang bị hai gã cảnh sát giữ tay, vẫn cố gắng giãy giụa, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cha y đã tới đây, Mã Quân cũng tới đây rồi, toàn bộ Tần Đường ai có thể trấn áp y. Kết quả vừa nghe được người ban nãy y muốn đánh cho một trận chính là Bí Thư Thành ủy Hạ Tưởng, y dương mắt nhìn, không thể tin được điều mình đã nghe. Đến khi chính miệng Chu Minh Hoành gọi tên Bí Thư Hạ, y hiểu rõ bản thân đã hỏng chuyện rồi, một phát vào đá miếng sắt, chắc rằng lần này phải thương gân động cốt. Kim Quang liền thấy đầu óc choáng váng, nháy mắt trong đầu hiện lên vô vàn ý nghĩ, nên làm sao đây? Kim Quang mắt trắng dã, bỗng chốc mê man. Thực ra cũng chẳng phải là hôn mê, chỉ là giả vờ mà thôi, dù sao cũng không giải quyết được sự việc, sẽ có cha thay y ra mặt. Y phụ trách nhậu say Bí tỷ. Làm sằng làm bậy, cha phụ trách giải quyết tốt hậu quả, lo liệu cho thỏa đáng. Mã Quân nhất thời bị dọa cho choáng váng. Gã những tưởng theo sau Chu Minh Hoành, nghĩ muốn hỏi người đi trước vài câu, liền nghe được Hoàng Kim Ích cùng Chu Minh Hoành liên tục xưng tên Bí Thư Hạ, liền cảm thấy chân mềm nhũn, trước mắt choáng váng, rốt cuộc đứng cho vững cũng không xong, bèn ngồi bệt xuống đất, tai ong ong, không thể nghĩ được gì. Mã Quân tự cho rằng mình có hậu thuẫn mạnh mẽ. Cũng biết Bí Thư Thành ủy quyền lực to lớn bao nhiêu, càng biết rằng Bí Thư Thành ủy có địa vị lớn sẽ không dung thứ cho người xâm phạm. Nếu Kim Quang và Hạ Tưởng chỉ có bất đồng về lời nói thì tốt chút rồi, nhưng quan trọng là tên kia đá thư ký Bí Thư Thành ủy một cái. Hơn nữa,
vừa rồi rõ ràng cú đá kia là nhằm vào bí thư thành ủy, thảm rồi, thực sự rất thảm rồi. Ban nãy Mã Quân uống vào chừng một lít rượu trắng, bây giờ rượu trắng đều trở thành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phía dưới cũng ướt đẫm, không biết là do mồ hôi chảy hay sợ quá mà tè dầm, ánh mắt gã tuyệt vọng nhìn về phía Chu Minh Hoành, gã biết hiện giờ khả năng Chu Minh Hoành thay gã nói chuyện bằng con số không. Chẳng nhẽ nói, gã xui xẻo như vậy, ra khỏi nhà dẫm phải phân chó, đi đường bị lừa đá, tùy tiện dương oai nhưng lại đánh trúng bí thư thành ủy. Thực con mẹ nó xúi quẩy. Lần sau mà có lấy súng ra, không chừng đứng trước mặt lại chính là bí thư tỉnh ủy. Không thể, nhất định phải qua được cửa ải khó khăn trước mắt này. Mã Quân lén lút lấy di động ra, thừa lúc mọi người không chú ý nhắn tin cho cha vợ gã. Cha vợ gã là Lưu Kiệt Huy ở thành phố Tần Đường cũng là nhân vật cấp cao, Đường Đường là chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, quyền lực cũng không nhỏ. Chiếu theo cấp bậc, cũng là đồng cấp với Hạ Tưởng và Trương Quốc Vĩ. Hạ Tưởng tức giận không thèm nhìn Hoàng Đắc Ích, cũng phớt lờ luôn Chu Minh Hoành, chỉ hỏi từ Tử Kỳ rằng. Tử Kỳ, anh có bị thương nặng không? Đi, để tôi đưa anh tới bệnh viện. Sao lại có chuyện để bí thư thành ủy tự thân đưa thư ký tới bệnh viện chứ? Nếu như bí thư Hạ đưa thư ký đi bệnh viện, thì mất mặt không phải là bí thư Hạ, mà là thành ủy viên Tần Đường, Hoàng Đắc Ích nóng nảy, hét to. Xe cấp cứu, lập tức gọi xe cấp cứu tới. Chu Minh Hoành cũng muốn biểu hiện. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Cục trưởng Ti, tôi là Chu Minh Hoành, lập tức thành lập đội ngũ chuyên gia giỏi nhất tiến hành hội chẩn. Ai bị bệnh ạ? Thư ký Từ, thư ký của bí thư Hạ, lập tức điều xe tới đây, vô cùng khẩn cấp. Chu Minh Hoành phân công quản lý y tế, hiển nhiên ông ta trực tiếp gọi cho cục trưởng cục y tế. Xung quanh vốn có một đám người đang vây quanh, kỳ thực đều là thủ hạ của Lý Niên và Kim Quang. Vừa nghe thấy có xung đột cùng bí thư thành ủy, ngay cả thư ký của bí thư cũng bị đánh trúng, đều biết sợ hãi, liền chạy trốn hết sạch. Không chạy trốn thì còn chờ gì nữa, bị dọa mới biết sợ, chạy trốn là thượng sách, vội vã chuồn mau thôi. Chớp mắt, trước cửa chỉ còn lại dăm ba người, lúc này xe cảnh sát và xe cấp cứu hú còi chạy tới. Chu Minh Hoành âm thầm cười gượng, ông ta nhìn ra, từ Tử Kỳ bị đánh cũng không nặng lắm, hiện tại hẳn là đã không sao rồi. Nhưng từ Tử Kỳ nhắm chặt hai mắt, như thể đang hôn mê bất tỉnh. Y liền biết rằng sự tình sẽ phiền toái đây, bí thư Hạ chắc chắn sẽ mượn cớ để sinh sự, bắt hết không tha, từ Tử Kỳ theo Hạ Tưởng lâu như vậy, chỉ cần một ánh mắt một cử chỉ là có thể đoán được ám chỉ của Hạ Tưởng. Từ Tử Kỳ hôn mê càng lâu, thì càng có thể mượn cơ hội để gây sự. Hoàng Đắc Ích và Chu Minh Hoành đứng một bên, hai người đều tỏ vẻ ngượng ngùng, bí thư Hạ còn không thèm liếc mắt nhìn họ. Trong lòng ai nấy đều biết, sự việc hôm nay, không thể kết thúc rồi. Bí thư chính là bí thư, phát ra uy quyền thực sự khiến người ta phải sợ hãi. Khi Hạ Tường mới tới, Hoàng Đắc Ích tưởng rằng Hạ Tường dù là bí thư, cũng là quá trẻ tuổi, phỏng chừng không có uy lực. Hôm nay xem như đã chính mắt thấy được bí thư Hạ ra uy, trong lòng bắt đầu suy tính. Lương Thu Duệ hàng phục bí thư Hạ trước nhất, cũng có thể lý giải, là do Lương Thu Duệ luôn bị Trương Quốc Vĩ chèn ép. Y không hề có lựa chọn. Nghe nói, Nam Hân Vũ cũng chủ động tìm bí thư Hạ báo cáo tình hình công tác. Tình cảnh của Nam Hân Vũ và Lương Thu Duệ là đồng bệnh tương liên cùng chung cảnh ngộ, cô càng sớm dựa dẫm, càng biểu hiện được thành ý của cô. Đối với một người không còn đường lui mà nói, có đôi lúc bước ra bước đầu then chốt, đổi lại sẽ càng dễ dàng. Nhưng Hoàng Đắc Ích cùng Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ rất khác nhau, y tuy có quan hệ không hẳn là chặt chẽ với Trương Quốc Vĩ. Nhưng bình thường cũng tỏ rõ, cơ bản tôi tốt anh tốt mọi người đều tốt, hay ở chỗ quan hệ không gần không xa, tuy nhiên y cũng rất rõ, y và Trương Quốc Vĩ không phải là cùng một loại người, Trương Quốc Vĩ thấy y là cái gai trong mắt, y cũng không thể tin tưởng Trương Quốc Vĩ. Cũng vậy, vào thời điểm bí thư Hạ mới tới đây, y tuy muốn cũng có ý dựa dẫm bí thư Hạ, nhưng không quyết tâm thực hiện lắm, vì còn vết xe đổ trước kia. Hai bí thư tiền nhiệm chưa ai ngăn chặn được tên Trương Quốc Vĩ. Bọn họ đi rồi, tất cả ủy viên thường vụ đều có quan hệ mật thiết với bọn họ, đều bị Trương Quốc Vĩ lật đổ, hiện giờ ở thành ủy bị kìm kẹp đủ điều. Y xem chừng nếu ở vào thế trung lập có thể sẽ duy trì được cục diện hiện tại. Nếu như xoay theo hướng Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng không chiếm được thế thượng phong, y lại phải sống khổ sở. Vậy nên Hoàng Đắc Ích quyết định quan sát thêm ít nhất một năm rưỡi nữa rồi tính tiếp. Trương Quốc Vĩ và y tuy đã từng có mâu thuẫn bất đồng. Nhưng chí ít còn có thể chung sống hòa bình,
không đến mức trở mặt với nhau. Vốn đã tính rằng sẽ lập lờ trong một khoảng thời gian, không ngờ hôm nay lại phải tỏ thái độ lựa chọn phe phái, Hoàng Đắc Ích đã lâm vào thế khó xử. Nhân viên cứu hộ cuống cuồng đưa Từ Tử Kỳ lên xe cấp cứu. Chu Minh Hoành luôn miệng giải thích rằng cần phải chuyên tâm cấp cứu cho thư ký Từ, lại còn nhấn mạnh thân phận của thư ký. Nhân viên điều dưỡng cũng biết đây là chuyện quan trọng, đều ra sức cấp cứu, mong lãnh đạo yên tâm. Hạ Tưởng nghiêm mặt từ đầu tới cuối, không nói một lời, trong lòng đang tính toán ảnh hưởng và hậu quả của sự tình. Hoàng Đắc Ích và Chu Minh Hoành vẫn đang rất lúng túng, bèn đứng phía sau Hạ Tưởng. Không dám đứng quá gần, nếu đứng quá gần lại sợ bị giáo huấn, lại chẳng thể đứng quá xa, nếu quá xa chẳng may bí thư Hạ có điều chỉ bảo lại không nghe thấy, như thế càng không được. Vài phút sau, Hạ Tưởng mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn Hoàng Đắc Ích gần từng tiếng mà nói. Đồng chí Hoàng Đắc Ích, say rượu gây rối, hành hung người khác, nên xử lý thế nào thì xử lý luôn đi. Kim Cương đứng một bên không nghĩ được gì, vừa rồi y còn đang muốn nói, bị Chu Minh Hoành trừng mắt, đành phải im lặng. Kim Quang ở chỗ kia giả chết hồi lâu, không thấy ai để ý tới y, y bị trói hai tay ở phía sau thực sự khó chịu, liền vụng trộm mở mắt quan sát sự tình, vừa nghe Hạ Tưởng ra lệnh muốn xử lý, gã bèn giật mình, nói to. Phó Cục trưởng Mã, ông tới chỗ thư ký Từ xin lỗi, tôi sẽ lo tiền thuốc men, cha, mau mang 200 ngàn tới bệnh viện. Kim Cương cũng đang rối trí, vừa nghe Kim Quang nói, liền nói, à, một tiếng, quay người muốn đi, Hoàng Đắc Ích mắng thầm, hai kẻ dở hơi, đều là đồ não ngắn, vấn đề này là chuyện có thể dùng đến tiền để giải quyết sao? Dùng được tiền để giải quyết thì đã không phải là vấn đề, chính là có rất nhiều chuyện tiền bạc không thể dàn xếp được. Hạ Tưởng không nói lời nào, vẻ mặt gay gắt nhìn Hoàng Đắc Ích. Hắn muốn xem Hoàng Đắc Ích sẽ xử trí Kim Cương thế nào. Bắt Kim Quang thì chẳng là gì, có bắt Kim Cương luôn không, mới là chuyện Hoàng Đắc Ích phải đau đầu suy tính, vì Kim Cương chính là doanh nhân ưu tú, là người của Trương Quốc Vĩ, cũng có quan hệ mật thiết với Chu Minh Hoành. Chu Minh Hoành thấy tình huống bắt đầu trầm trọng hóa, bèn kiên trì hòa giải. Bí thư Hạ, chỉ là hiểu lầm, anh hãy nghe tôi giải thích đã. Khi người đứng đầu nổi cơn thịnh nộ, điều không muốn nghe nhất chính là cấp dưới giải thích vấn đề, giải thích chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Hạ Tưởng giận dữ nói. Hiểu lầm sao, ngay cả tôi cũng đánh thì mới không gọi là hiểu lầm chứ gì. Tôi muốn hỏi lại ông, đồng chí Chu Minh Hoành, thị trưởng Trương cấm dùng xe công cho việc tư, bòn rút công quỹ vào việc ăn uống, bây giờ ông chẳng dùng xe công cho việc riêng, lại còn lái xe sau khi uống rượu, ông đi tìm thị trưởng Trương mà kiểm điểm đi. Được, trực tiếp vẽ mặt, khiến Chu Minh Hoành mất mặt, sắc mặt ông ta thoáng chốc đỏ bừng. Muốn ông ta hướng thị trưởng Trương chủ động kiểm điểm, không phải là tự mình làm mất mặt mình sao, hơn nữa lại còn làm mất mặt thị trưởng Trương. Bị Hạ Tưởng đả kích khiến ông ta nghẹn họng, đành há miệng thở dốc, không nói nên lời. Hoàn cảnh trị an của Tần Đường hiện tại, Cục trưởng Hoàng, mỗi ngày ông đều có thể ngủ yên giấc sao. Hạ Tưởng ném lại một câu, quay đầu lại nói với Chu Minh Hoành. Đồng chí Minh Hoành, báo tin cho Quốc Vĩ, đồng chí Phạm Tiến, Công Trị và Thu Duệ, mời các đồng chí dự hội nghị khẩn cấp. Thư ký bí thư bị đánh phải nằm viện, công tác thư ký, liền do Chu Minh Hoành tới thay thế tạm thời. Chu Minh Hoành được bí thư Hạ sai bảo như thể thư ký, cũng đành ngậm đắng nuốt cay, phải tự thân gọi điện thoại để thông báo cho từng người. Hội nghị khẩn cấp không mời Hoàng Đắc Ích, y biết nếu cứ tiếp tục bất mãn chuyện thư ký Từ bị đánh, thì sẽ khiến bí thư Hạ bất mãn. Rồi y sẽ bị bí thư Hạ trù dập, địa vị ở Tần Đường có nguy cơ lung lay, liền ngay lập tức hạ quyết tâm. Chương 1102, giả danh lừa bịp, cơ hội hiện trước. Hoàng Đắc Ích lấy ra khí thế năm đó, vung tay lên. Đem Kim Cương, Kim Quang toàn bộ mang về cục, chờ chỉ thị tiếp theo. Lập tức mở ra hội nghị đảng tổ cục, nghiên cứu ý kiến xử lý đồng chí Mã Quân. Hoàng Đắc Ích vừa nói xong, Hạ Tưởng giống như mới nghĩ đến y. Quay đầu nói với y một câu. Đồng chí Đắc Ích, hội nghị khẩn cấp của thành ủy, anh cũng đến tham gia. Hoàng Đắc Ích cảm giác như một tảng đá lớn rơi xuống đất, bí thư Hạ cho y tham gia hội nghị, coi như là cánh cửa lớn đẩy ra một kẽ hở cho y. Bí thư chính là bí thư, có thể quyết định lập tức mời dự họp hội nghị khẩn cấp, còn có thể quyết định do ai tham gia. Ai tham gia, người đó có quyền lên tiếng, trước khi sự kiện trọng đại đệ trình đến hội nghị thường vụ. Có quyền lợi biết trước một bước.
đừng coi thường hội nghị công việc bí thư, rất nhiều sự kiện trọng đại, tuy nói cũng phải đệ trình đến hội nghị thường vụ thảo luận, nhưng ý kiến của hội nghị công việc bí thư trên cơ bản chính là định luật, chỉ cần đạt thành nhận thức chung, đệ trình đến hội nghị thường vụ, khả năng thông qua là 90%. Bởi vì người có thể tham gia hội nghị công việc bí thư, đều là nhân vật cấp quan trọng có quyền phát ngôn trọng đại trên hội nghị. Nhưng có khi bí thư cũng sẽ cố ý bỏ qua một số người, không thông báo cho người đó tham gia hội nghị công việc bí thư, nhất là một số thường ủy quản hạt phạm vi khá rộng lớn, ví dụ như trưởng ban thư ký. Bởi vậy nếu trưởng ban thư ký thất thế, số lần tham gia hội nghị công việc bí thư ít đi, thì có thể khiến phân lượng của ông ta giảm mạnh ở trong thành ủy. Hoàng Đắc Ích trong lòng hiểu được, bí thư Hạ đối với y không phải vô cùng vừa lòng, nhưng lại cho y một lần cơ hội, y liền vội vàng đến bên cạnh Hạ Tưởng, hơi khom lưng, nhỏ giọng nói một câu. Bí thư Hạ, Mã Quân bại hoại hình tượng cán bộ công an, say rượu gây rối, tôi sẽ đề nghị với đảng tổ cục, miễn chức ngay lập tức, khai trừ ra khỏi đội ngũ công an. Hạ Tưởng dường như là nghe được, lại dường như là không có nghe được, không tiếp lời của Hoàng Đắc Ích, hỏi ngược lại một câu. Anh định xử lý Lý Niên thế nào? Hoàng Đắc Ích giật mình, không hiểu rõ bí thư Hạ có ý gì, nhìn mặt đoán lòng, thấy bí thư Hạ sắc mặt bình tĩnh, liền nói. Cũng bắt về cục trước, hỗ trợ điều tra. Khi nói chuyện, Chu Minh Hoành đã gọi xong điện thoại, cùng Chu Tịch Phong đi đến trước mặt Hạ Tưởng, gã giới thiệu Chu Tịch Phong cho Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, vị này chính là Chu Tịch Phong, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hữu hạn Thương mại Lam Phong Bắc Kinh. Chu tiên sinh cố ý đến Tần Đường đầu tư, đúng lúc anh ấy cũng quen biết với Kim Quang, Lý Niên, liền gây ra một trận hiểu lầm. Chu Minh Hoành là có ý xé hổ ra làm văn, lấy Chu Tịch Phong để phô trương thanh thế. Chu Tịch Phong rất kiêu ngạo mà chủ động vươn tay hướng về Hạ Tưởng, tốt xấu gì Hạ Tưởng cũng là bí thư thành ủy, cho dù gã có tự cao là thái tử đảng tài giỏi gì, cũng không có tư cách giơ tay với Hạ Tưởng trước, ngoại trừ cấp bậc của gã cao hơn Hạ Tưởng còn tươi cười. Bí thư Hạ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi mới từ Bắc Kinh đến Tần Đường, cảm nhận được kinh tế Tần Đường phát triển nhanh chóng, trong lòng rất là vui mừng. Anh có thể đảm nhiệm bí thư thành ủy Tần Đường, là quyết định anh minh của tỉnh ủy tỉnh Yến, tôi ở trong giới Bắc Kinh cũng thường xuyên nghe được đại danh của anh. Cứ thật, thái độ tỏ ra cao hơn cả Phó Tiên Phong, cái giá còn to hơn Mai Thái Bình, Hạ Tưởng đã hoài nghi về lai lịch của gã từ lâu, vừa rồi đã thầm gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong. Trong lòng càng biết rõ. Hắn không bắt tay của Chu Tịch Phong, cũng không tiếp lời của gã, mà quay đầu hỏi Chu Minh Hoành. Minh Hoành, Chu tiên sinh là khách của anh sao? Chu Minh Hoành không hiểu ý của Hạ Tưởng, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, chắc chắn là bí thư Hạ không quá yên tâm với lai lịch của Chu Tịch Phong, gã đang cố ý mượn Chu Tịch Phong để từ chắc diện giảm nhẹ áp lực từ phía Hạ Tưởng, liền thuận thế tiếp lời nói. Coi như là khách của tôi, chỉ sợ tôi không dám trèo cao. Chu Tịch Phong cười ha hả. Đâu có, đâu có, Phó Thị trưởng Chu quá khách khí rồi, có thể làm bạn của Phó Thị trưởng Chu, cũng là vinh hạnh của Chu Tịch Phong tôi. Tuy gã cười, nhưng cũng là có chút ngượng ngùng, bởi vì tay của gã vươn ra giữa không trung, Hạ Tưởng không có tiếp. Hạ Tưởng chỉ thản nhiên trả lời một tiếng, lại quay về nói với Chu Tịch Phong. Chu tiên sinh nói ở Bắc Kinh thường xuyên nghe người ta nói đến tôi, không biết đều có những nhân vật quan trọng nào. Chu Tịch Phong ngây ngẩn cả người, gã vốn chỉ là tùy miệng nói, bởi vì không có ai lại hỏi ra vấn đề hơi ngốc mà Hạ Tưởng vừa hỏi, gặp nhau nói ngưỡng mộ đã lâu đều là vô nghĩa, trong lòng ai không biết rõ. Bí thư Hạ phải hỏi tỉ mỉ, cũng thật là làm khó gã rồi. Nhưng lại không thể không trả lời, gã liền ngượng ngùng ho khan vài câu, suy nghĩ, liền báo ra vài cái tên, trong đó cũng thật sự có một cái tên mà Hạ Tưởng rất quen thuộc, Dương Uy. Hạ Tưởng càng biết rõ trong lòng. Tên của Chu tiên sinh không sai, tôi nghe Dương Uy nói, anh ở Bắc Kinh rất phong cách, đều gọi anh là Chư Phong Cách, đúng không? Hạ Tưởng vừa thật vừa giả nói, khiến người ta nhìn không rõ hắn là đang nói đùa, hay nói thật. Chu đại thiếu gia được xưng là một trong tứ đại thiếu gia ở Bắc Kinh, tôi cũng muốn biết, ba người còn lại là ai? Chu Minh Hoành không hiểu ý trong đó, đã lúc nào rồi, bí thư Hạ sao còn khá có kiên nhẫn tào lao với Chu Tịch Phong? Nghe giọng điệu của bí thư Hạ, chẳng lẽ là không tin lai lịch của Chu Tịch Phong? Chu Tịch Phong Chu Phong Cách, cũng thật là có chút thú vị. Nhưng hắn rất tin không nghi ngờ đối với lai lịch của Chu Tịch Phong, bởi vì Chu Tịch Phong đến Tần Đường 5-3 lần rồi,
mỗi lần đều thanh thế lớn, ở trong giới Tần Đường rất có danh tiếng. Kỳ thật Chu Minh Hoành không biết, Hạ Tưởng nói không phải, Chu Phong Cách, là Chu Phong Cách. Chu Tịch Phong nhìn thấy bí thư Hạ từng bước truy vấn, vẫn là rất lên mặt nói. Mấy người kia so với tôi, khiêm tốn rất nhiều, bọn họ đều thuộc loại có thực lực nhưng không chú trọng danh khí. Hạ Tưởng rốt cục lạnh lùng cười. Chu Tịch Phong, anh nợ phó chủ nhiệm phó 20.000 tệ, khi nào trả? Chu Tịch Phong lập tức thay đổi sắc mặt, ấp úng nói. Cái gì phó chủ nhiệm phó? Cái gì 20.000 tệ? Bí thư Hạ, nếu Tần Đường không chào đón tôi đến đầu tư, tôi đi là được. Phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển phó Tiên Phong, anh dám nói anh không quen biết. Hạ Tưởng thấy Chu Phong Cách còn giả danh lừa bịp, nổi giận rồi, nói với Hoàng Đắc Ích. Trực tiếp bắt đi. Hả, Chu Minh Hoành quá sợ hãi, Chu Tịch Phong là thái tử đảng bối cảnh thâm hậu, nghe nói gã quen biết rất nhiều quan lớn cấp tỉnh bộ, còn có vô số lãnh đạo của bộ phận quan trọng, bí thư Hạ hôm nay phát điên gì thế, nói bắt ai thì bắt người đó. Hoàng Đắc Ích cũng là nhất thời ngạc nhiên, ngơ ngẩn tại chỗ, bí thư Hạ đang đàng hoàng, vì sao muốn bắt Chu Tịch Phong? Hạ Tưởng thấy Hoàng Đắc Ích ngơ ngẩn, tức giận nói một câu. Nếu người chạy mất, hỏi tội anh, chờ chút sẽ có một phần tài liệu truyền tới Cục Công an thành phố, anh nhìn thấy sẽ hiểu rõ lai lịch của Chu Phong Cách. Chu Tịch Phong trợn mắt há hốc mồm, chỉ sửng sốt một lát, cũng không bày ra cái giá nữa, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Hoàng Đắc Ích biết chắc chắn là có vấn đề rồi, ở trước mặt y cho Chu Phong Cách chạy đi, hôm nay y sẽ hoàn toàn bị mất mặt. Hoàng Đắc Ích dưới tình thế cấp bách, hoạt động tay chân một chút mà nhiều năm không có thi triển, nhanh như hổ đói vồ mồi lao về phía trước, lập tức vồ ngã Chu Tịch Phong xuống đất, vươn tay từ trong tay cảnh sát tiếp nhận còng tay, còng gã lại. Toàn bộ động tác dứt khoát nhanh nhẹn, không giảm phong thái năm đó. Chu Minh Hoành chỉ mở to hai mắt, giống như choáng váng. Vừa rồi bí thư Hạ hỏi Chu Tịch Phong có phải khách của ông ta không, ông ta còn thừa nhận ngay, thì ra là đào hố cho ông ta nhảy vào, ông chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người ra đầu run lên, hôm nay xem như mất mặt hoàn toàn rồi, xe công tư dùng, uống rượu lái xe, lại bị người ta lừa, đường đường phó thị trưởng thường trực, thật sự là không mặt mũi gặp người rồi. Chu Tịch Phong bị người ta đưa đi, còn có Mã Quân, cha con Kim gia, đám người Lý Niên, đều bị bắt về Cục Công an thành phố. Sau đó lại có một đội cảnh sát đến duy trì trật tự hiện trường, Hạ Tưởng hơi hả giận một chút, cùng Hoàng Đắc Ích ngồi xe đến thành ủy họp. Chu Minh Hoành một mình bị bỏ lại ở hiện trường, ông ta nghĩ đến vừa rồi bí thư Hạ khiến ông ta thông báo các ủy viên thường vụ liên can dự họp, căn bản thì không có nhắc tới khiến ông cũng tham gia hội nghị, nghĩ lại cũng phải, ông ta còn không đủ tư cách tham gia hội nghị hôm nay, cho dù tham gia, cũng chỉ có phần bị giáo huấn. Phòng họp lầu 3, trụ sở văn phòng thành ủy, đèn đuốc sáng trưng. Hiếm có chính là, buổi họp hôm nay Trương Quốc Vĩ đến hội trường đầu tiên, sau khi y tới thì ngồi xuống, không lên tiếng, không có tự tin tươi cười dường như mọi thứ nắm vững trong tay giống như ngày thường. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, vừa rồi khi Chu Minh Hoành gọi điện thoại cho y thì trong lòng y liền trầm xuống, biết đã bị Hạ Tưởng bắt được một cơ hội, tuy nói y vô cùng tự tin, nhưng cũng không rõ Hạ Tưởng sẽ mượn cơ hội phát huy đến mức độ nào. Thư ký Từ bị đánh là chuyện lớn, mà còn là sự kiện chính trị, không dễ xong việc. Trương Quốc Vĩ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một diệu kế, khẳng định phải hy sinh tiền đồ của người cá biệt, người khác hy sinh thì không có gì, chỉ cần có thể vì Hạ Tưởng chôn xuống tai họa ngầm là tốt rồi. Theo sau, Phạm Tiến, Lương Thu Duệ và Thường Công Trị đều đến đông đủ, mấy người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, đều ngơ ngác nhìn nhau, muốn hỏi rõ ràng, đúng lúc. Hạ Tưởng và Hoàng Đắc Ích cùng từ bên ngoài tiến vào. Hạ Tưởng ai cũng không nhìn, đi thẳng đến ghế chủ tọa ngồi xuống, chỉ nói một câu. Hôm nay đã xảy ra một chuyện khiến người ta vô cùng tức giận, quá trình cụ thể, mời đồng chí Hoàng Đắc Ích giới thiệu một chút với các đồng chí. Không ít người đều kinh ngạc, bí thư Hạ vì sao đi cùng với Hoàng Đắc Ích. Nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Đắc Ích nghiêm túc và bi tráng, chỉ biết e rằng không phải chuyện tốt gì, quả nhiên. Hoàng Đắc Ích vừa mở miệng đã nói. Đầu tiên tôi thừa nhận sai lầm trên công tác của tôi với bí thư Hạ và các vị lãnh đạo có mặt tại đây, nguyện tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào của thành ủy. Chuyện gì nghiêm trọng như thế? Mấy người đều mở to hai mắt. Quá trình của sự việc là... Hoàng Đắc Ích đầu đuôi gốc ngọn nói ra quá trình tỉ mỉ của sự việc, cường điệu chỉ ra Mã Quân kiêu ngạo,
kim quang ngạo mạn cùng với kim cương ỷ thế hiếp người, đối với vấn đề của Chu Minh Hoành, y chỉ nói phó thị trưởng Chu cũng có mặt tại hiện trường thì lướt qua, không nói nhiều. Không phải không dám nói, mà là y biết không đến lượt y nói, bí thư hạ chắc chắn sẽ nói chuyện của Chu Minh Hoành. Hoàng Đắc Ích vừa nói xong, cả hội trường lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Trương Quốc Vĩ biết trước một chút nội tình, mấy người khác đều khiếp sợ tại chỗ thư ký của bí thư hạ bị phó cục trưởng phân cục công an khu đánh, đây cũng là một sự kiện chính trị có thể lớn có thể nhỏ. Lớn, có thể lên đến xây dựng đội ngũ cảnh sát và môi trường kinh tế, trị an xã hội. Nhỏ, có thể chịu nhận lỗi trở thành hiểu lầm không giải quyết được gì, toàn bộ xem lập trường của bí thư hạ. Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người của Hạ Tường. Chương 1103, kính tôi một thước, trả anh một trường. Hạ Tường cũng không có khiến mọi người đợi lâu, nhưng không có nói ý kiến xử lý của hắn, mà hỏi Hoàng Đắc Ích. Đồng chí Đắc Ích, nói ý kiến của anh trước đi. Hoàng Đắc Ích biết, bí thư hạ là cho y cơ hội thứ hai tỏ thái độ trước mặt mọi người, thái độ của y, có nghĩa là y phải đứng thành hàng rồi. Bởi vì ở trước mặt của Trương Quốc Vĩ và mấy lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền thành phố Tần Đường, lời nói của y có nghĩa là lập trường chính trị. Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Hoàng Đắc Ích, Hoàng Đắc Ích cũng coi như kinh nghiệm quan trường, nhưng lại khó hiểu một trận hoảng hốt, bởi vì y lên tiếng thì có nghĩa là lựa chọn trọng đại, sẽ quyết định tiền đồ và vận mệnh chính trị sau này của y, không khẩn trương mới lạ. Hoàng Đắc Ích thậm chí cảm thấy trong lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Không chỉ Hoàng Đắc Ích khẩn trương, Trương Quốc Vĩ cũng hồi hộp. Nếu Hoàng Đắc Ích một bước bước ra thì không có cách nào quay đầu, tuy rằng gã không đến nỗi vì Hoàng Đắc Ích hoàn toàn ngã về Hạ Tưởng mà cảm thấy chiến tuyến căng thẳng, nhưng cũng hy vọng Hoàng Đắc Ích tiếp tục duy trì lập trường trung lập. Hơi trầm mặc một lát, Hoàng Đắc Ích mở miệng, y thanh cổ họng trước, trước kia không có tật xấu này, hôm nay quả thật là khẩn trương rồi. Đồng chí Mã Quân Thân là nhân viên cảnh sát, bại hoại hình tượng cảnh sát, nhằm nghiêm túc kỷ luật đảng quốc pháp. Cục Công an thành phố quyết định miễn đi chức vụ phó chi cục trưởng khu Bắc Lộ của Mã Quân. Mã Quân là thân tín của Trương Quốc Vĩ, lại là con rể của Lưu Kiệt Huy chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đề nghị của Hoàng Đắc Ích coi như là một lúc đắc tội hai nhân vật số một của bộ máy là Trương Quốc Vĩ và Lưu Kiệt Huy, y mạo hiểm đắc tội với nhân vật số một của hai trong số bốn bộ máy lớn, cột bản thân lên chiếc thuyền chiến của bí thư hạ, đánh cược thật là lớn. Trương Quốc Vĩ ánh mắt tối tăm chớp động vài cái. Đề nghị của Hoàng Đắc Ích đã làm gã tức giận, đã chạm đến điểm mấu chốt của gã. Phạm Tiến cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hiển nhiên, cũng là đã bị chấn động không nhỏ. Bí thư hạ vừa đến Tần Đường, sống yên chưa ổn, liền muốn bắt Mã Quân khai đao, một đao chém ra, sẽ làm bị thương rất nhiều người vô tội, còn đắc tội vô số thế lực. Lưu Kiệt Huy cũng không dễ trêu chọc, nổi tiếng là người bảo thủ, hơn nữa lại là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, bộ máy cuối cùng. Trên căn bản chẳng sợ việc gì, nếu ông ta không phối hợp công tác của bí thư hạ cũng sẽ rất đau đầu. Hai bí thư tiền nhiệm cũng bị Lưu Kiệt Huy làm cho không còn tính khí, Phương Tiến Giang quá ôn hòa, Ngả Thành Văn không có lòng dạ nào ở Tần Đường thu quyền. Nhưng mặc kệ là loại nào, ai cũng không ngăn chặn được Trương Quốc Vĩ, càng không khiến cho Lưu Kiệt Huy nghe lời. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân không nghe bí thư thành ủy, đại quyền nhân sự vương bài lớn nhất trong tay bí thư thành ủy sẽ giảm mạnh. Tôi tán thành. Hạ Tưởng cao giọng nói, bởi vì thanh âm quá vang, ngược lại làm cho Phạm Tiến giật mình, ánh mắt của hắn rất kiên định, giọng nói rất kiên quyết. Con sâu làm dầu nồi canh phải kiên trì loại trừ ra khỏi đội ngũ cảnh sát, khi tôi ở thành phố Lang, đã bỏ ra sức lực lớn chỉnh đốn và cải cách đội ngũ cảnh sát, trước sau có một phó cục trưởng và mười mấy đại đội trưởng bị khai trừ công chức. Cảnh sát là nhân viên chấp pháp, hiểu pháp luật mà phạm luật, tội thêm một bậc. Hiện tại đồng chí Từ Tử Kỳ còn ở bệnh viện điều trị, nếu không phải anh ấy thay tôi đỡ một cước, bây giờ người nằm trong phòng bệnh, chính là tôi rồi. Vốn Trương Quốc Vĩ còn muốn thay Mã Quân nói mấy câu, Hạ Tưởng vừa nói ra câu này, lời nói đến bên miệng của gã liền nuốt trở vào, đành phải thay đổi bộ dáng lý do thoái thác, nổi giận đùng đùng đập bàn nói. Mã Quân thật quá đáng, còn là phó cục trưởng của Cục Công an khu, sao tố chất tệ như vậy? Đắc Ích! Xây dựng tố chất của đội ngũ công an không thể khá hơn, môi trường trị an của Tần Đường sao có thể tốt được. Chuyện này, anh cũng phải gánh trách nhiệm lãnh đạo nhất định. Hoàng Đắc Ích bị Trương Quốc Vĩ nói một câu, muốn nói chuyện, không có nói ra, trong lòng không phục cũng phải nhịn, biết rõ Trương Quốc Vĩ là cố ý gây chuyện,
cũng không có cách, ai bảo gã là thị trưởng. Trương Quốc Vĩ tiếp tục nói. Nghiêm trị Mã Quân, tôi cũng là thái độ ủng hộ, nhưng bí thư hạ có thể không hiểu một tình huống. Mã Quân là con rể của Chủ tịch Lưu, vì lo lắng cho thể diện của Chủ tịch Lưu, có phải nội bộ xử lý thì tốt hơn một chút hay không? Theo lý mà nói, Mã Quân là con rể của Lưu Kiệt Huy thuộc loại sự thật biết rõ trong lòng không nói ra, hạ tưởng cho dù không rõ, Trương Quốc Vĩ nói riêng thì tốt hơn, bây giờ lại nhắc đến ở trước mặt mọi người là có dụng tâm khác rồi. Hạ tưởng cũng biết rõ dụng ý của Trương Quốc Vĩ, chẳng qua chính là muốn ra đề khó cho hắn, nếu hắn tiếp tục ủng hộ Hoàng Đắc Ích khai trừ Mã Quân, chính là ở trước mặt mọi người không nể mặt Lưu Kiệt Huy, truyền đến tai của Lưu Kiệt Huy, chắc chắn sẽ đắc tội với Lưu Kiệt Huy. Nếu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lại trở thành tự tát tai. Trương Quốc Vĩ quả nhiên không dễ thân nhau, tâm cơ thâm hậu. Vốn tiếp theo nên là Phạm Tiến phát biểu, nhưng Phạm Tiến cúi đầu không nói lời nào, dường như không có nghe thấy, Lương Thu Duệ đang nghẹn một bụng lửa, liền giành trước lên tiếng. Cán bộ đảng viên phạm vào sai lầm, nếu đều phải hỏi trước là thân thích của ai mới xử lý, thì không có công chính đáng nói rồi. Tôi tán thành đề nghị của sếp Hoàng. Thân là nhân viên công an, say rượu gây rối, hành hung đả thương người, hơn nữa là đả thương thư ký Từ. Ừ, ban đầu vẫn là muốn đánh bí thư hạ là ai? Là thể diện của thành ủy Tần Đường chúng ta, anh ta động đến một ngón tay của bí thư hạ, chính là phun nước miếng lên mặt của mỗi một người chúng ta đang ngồi ở đây. Trương Quốc Vĩ sắc mặt liền trầm xuống. Lão Lương, không thể nói như vậy, bình thường đồng chí Mã Quân biểu hiện rất tốt, ít nhiều cũng lập qua công. Còn được sở công an khen ngợi. Bởi vì một lần hiểu lầm thì miễn anh ta đến cùng, có phải quá không biết điều hay không? Trương Quốc Vĩ rất thông minh, đầu tiên là đưa ra Lưu Kiệt Huy, sau đó lại thay Mã Quân nói chuyện, chính là muốn dễ dàng hướng về Lưu Kiệt Huy tỏ rõ gã bảo vệ Mã Quân, đồng thời cũng dần dần đẩy Hạ Tưởng sang mặt đối lập với Lưu Kiệt Huy, có thể nói dụng tâm khó lường. Tuy nhiên cũng có thể lý giải, chuyện trên chính trị vốn chính là lôi kéo đồng minh đả kích đối thủ. Huống chi Trương Quốc Vĩ đối với Hạ Tưởng vốn có mâu thuẫn tâm lý. Chuyện nào ra chuyện đó, khi chúng ta đang xử phạt cán bộ đảng viên, sẽ không xem công lao trước kia của anh ta, lại không phải thẩm vấn phạm nhân, có thể có cách nói lấy công chuộc tội. Thường công chị thong thả nói hai câu. Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến xử lý nội bộ của Cục Công an thành phố đối với đồng chí Mã Quân. Thường công chị cố ý nhấn mạnh hai chữ. Nội bộ ý là nói Hoàng Đắc Ích đã đại diện Đảng Tổ cục Công an thành phố làm ra quyết định, khai trừ Mã Quân, nếu Đảng Tổ cục Công an thành phố đồng ý, chỉ cần báo cho thành ủy lập hồ sơ là được rồi, không cần thông qua thành ủy họp nghiên cứu. Đương nhiên, nếu thành ủy muốn thực hiện áp lực, cũng có thể ảnh hưởng tới quyết định của Đảng Tổ cục. Phạm Tiến cúi đầu suốt nửa buổi, dường như là suy nghĩ suốt nửa buổi, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói. Đồng chí Mã Quân là có sai từ trước. Nhưng trước kia anh ta quả thật là một đồng chí tốt luôn biểu hiện tốt, bởi vì sự kiện một lần say rượu thì hoàn toàn phủ định một cán bộ, cũng không công chính. Cách nhìn của tôi là trước tiên không miễn đi chức vụ phó cục trưởng, xử phạt lỗi nặng hành chính, rồi giữ lại đảng xem xét một năm. Theo thứ tự phát biểu một lần, sau cùng ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sắc mặt không hề phẫn nộ, mà là cao thâm, khiến người ta khó mà đoán ra được, hắn bỗng nhiên xoay chuyển đề tài. Công chị, liên quan đến thông báo công tác chỉnh đốn hạng mục xe công tư dụng, đã gửi xuống chưa? Vừa qua một ngày, chắc chắn là chưa gửi xuống, nhưng bí thư hạ hỏi như vậy, nhất định có thâm ý, thường công chị liền trả lời nói. Ngày mai chính thức gửi xuống. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Trương Quốc Vĩ. Đồng chí Quốc Vĩ, lần trước anh lật bàn, ghi lại mấy cán bộ đảng viên xe công tư dụng, ăn uống công khoản, định xử lý thế nào? Trương Quốc Vĩ lập tức bị tư duy toát ra của Hạ Tưởng nhiễu loạn phán đoán, không cần nghĩ ngợi mà đáp. Cấp huyện trở lên, ở trong phạm vi toàn thành phố thông báo phê bình. Cấp huyện trở xuống, do đơn vị sở tại đưa ra ý kiến xử phạt cụ thể, báo lên thành ủy lập hồ sơ. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, lại hướng về mọi người nói. Các đồng chí, ngay sau khi thị trưởng Trương vừa đề xuất phải nghiêm túc thanh tra xe công tư dụng nghiêm cấm ăn uống công khoản. Ngay lúc ủy ban kỷ luật thành phố sắp gửi thông báo, còn có đồng chí của thành ủy ngược gió gây án, không chỉ xe công tư dụng, còn uống rượu lái xe, rất khiến người ta đau lòng. Khi nói chuyện, hắn đột nhiên đề cao thanh âm. Hôm nay khi đồng chí Chu Minh Hoành chạy đến hiện trường xảy ra sự việc,
toàn thân mùi rượu, lái xe cơ quan chính phủ. Trương Quốc Vĩ trong lòng loảng xoảng một tiếng, giống như đập nát một ly rượu, hỏng rồi, quên chuyện này rồi, chuyện của Chu Minh Hoành bị bí thư Hạ lấy ra nói rồi, coi như là lấy cây thương của gã để công kích cái khiên của gã. Hạ Tưởng nói một nửa, không nói gì nữa, chỉ có điều vẻ mặt đầy thâm ý nhìn Trương Quốc Vĩ, chính là muốn bức Trương Quốc Vĩ tỏ thái độ. Vừa rồi Trương Quốc Vĩ lấy Lưu Kiệt Huy để ép buộc hắn, bây giờ hắn trở tay xuất chiêu, dùng Chu Minh Hoành để ép buộc Trương Quốc Vĩ đến góc tường. Trương Quốc Vĩ khó xử rồi, nếu gã giơ tay buông tha Chu Minh Hoành, thanh thế làm ầm ĩ trước đó liền thành tự tát tai. Nếu không buông tha, người một nhà chơi người một nhà, cũng khá vô vị. Nhưng không chơi không được, ép đến bên vách núi rồi. Vừa rồi gã đã kính Hạ Tưởng một thước, bây giờ Hạ Tưởng trả đến một trượng, đều không phải đèn cạn dầu, Trương Quốc Vĩ hận đến nghiến răng, mới so vài chiêu thì đã cảm nhận được Hạ Tưởng xảo quyệt và lợi hại. Hai tiền nhiệm Ngả Thành Văn và Phương Tiến Giang, ai cũng không có thủ đoạn xảo quyệt của Hạ Tưởng. Trương Quốc Vĩ cắn răng một cái. Đồng chí Chu Minh Hoành ngược gió vi phạm kỷ luật, anh ta phải làm văn bản kiểm điểm với thành ủy. Cuối cùng hội nghị đã được thỏa thuận, tôn trọng ý kiến xử lý của Cục Công an thành phố đối với đồng chí Mã Quân, do Cục Công an thành phố phái một vị phó cục trưởng đến bệnh viện an ủi đồng chí Từ Tử Kỳ. Do Lương Thu Duệ và Tạ Truyền Thắng đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thân thiết an ủi và thăm hỏi tình trạng bị thương của đồng chí Từ Tử Kỳ. Đồng thời hội nghị còn quyết định, chiều ngày mai mở cuộc họp hội nghị thường vụ, chính thức thảo luận đề tài thảo luận bổ nhiệm hai vị phó cục trưởng của Cục Công Thương và Cục Xây Dựng. Hội nghị lần này, trên căn bản Hạ Tưởng hoàn toàn nắm chắc quyền chủ động, mà đồng thời lại khiến Hoàng Đắc Ích tỏ rõ thái độ, là một hội nghị thành công. Hội nghị họp xong đã gần 11 giờ đêm, Hạ Tưởng lại cùng Lương Thu Duệ nói vài câu, mới quay về nơi ở. Tuy đêm đã khuya, nhưng hắn vẫn khó có thể ngủ được, hôm nay chỉ là một lần diễn thử giao phong chính diện, hội nghị thường vụ ngày mai mới là một lần giao phong chính diện chính thức, mới là một lần kiểm duyệt lớn lập trường của tất cả các ủy viên thường vụ. Tuy nhiên hôm nay khiến Hoàng Đắc Ích tỏ rõ thái độ, cũng là một thắng lợi không nhỏ, một cước của Từ Tử Kỳ, đáng giá rồi. Chỉ là khiến Hạ Tưởng không ngờ tới chính là, trên vấn đề có liên quan đến Mã Quân, hắn đã chọc tức Lưu Kiệt Huy, khiến Lưu Kiệt Huy vốn đã không ưa hắn luôn chống đối với hắn, và tạo không ít phiền toái cho hắn. Chương 1104, phát triển đội ngũ, từ từ mưu đồ. Ngày hôm sau, cả buổi sáng rất bận rộn, trước là Nam Hân Vũ lần nữa tiến đến báo cáo tư tưởng không phải công tác tâm đắc, là tư tưởng nhận thức càng linh hoạt hơn tư tưởng tâm đắc, cũng có tính phát huy hơn. Hạ Tưởng cho cô thời gian vài phút, tuy rằng rất cẩn thận rất kiên nhẫn mà nghe Nam Hân Vũ báo cáo, còn phát biểu một chút ý kiến, nhưng cũng không tỏ rõ ra ý tiếp nhận. Nam Hân Vũ dường như so với lần trước bình tĩnh rất nhiều, vừa đến giờ liền chủ động rời khỏi, xem trạng thái của cô, dường như là trong lòng chắc chắc. Cũng phải, tin tức mở ra hội nghị đột xuất đêm hôm qua bây giờ đã truyền khắp trụ sở thành ủy, tất cả mọi người đều biết Bí Thư Hạ và Thị trưởng Trương lần đầu tiên giao phong chính diện. Hơn nữa lấy con rể của chủ nhiệm Lưu là Mã Quân ra khai đao. Chủ yếu nhất chính là Hoàng Đắc Ích đã đứng thành hàng rồi. Tin tức truyền ra khiến cho rất nhiều người với trạng thái vây xem suy nghĩ dao động, bởi vì mặc kệ là khi Bí Thư Phương tại vị, hay là khi Bí Thư Ngả đảm nhiệm Bí Thư, đều dường như chưa từng có qua xung đột chính diện với thị trưởng Trương. Hơn nữa cũng chưa từng có qua điều chỉnh trọng đại trên nhân sự. Mã Quân là Phó Cục trưởng Cục Công an khu. Không coi là điều chỉnh nhân sự trọng đại gì, nhưng gã là con rể của Lưu Kiệt Huy, là dòng chính của Trương Quốc Vĩ, trong đó hàm xúc ý vị sâu xa và làm cho người ta chấn kinh. Bởi vậy, cả buổi sáng người đến báo cáo nối liền không dứt, không ít cục trưởng, phó cục trưởng bị Trương Quốc Vĩ xa lánh, đều lấy các lý do muốn giáp mặt báo cáo với Bí Thư Hạ, bị Lương Thu Duệ cản lại phần lớn, một phần nhỏ, y châm trước có khả năng sẽ lọt vào mắt của Bí Thư Hạ, liền cho vào. Người bị cản lại cũng không bỏ ý định, liền vòng đường đi tới bệnh viện, đích thân đi thăm Từ Tử Kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn phòng bệnh của Từ Tử Kỳ tụ tập đông đúc, đủ loại người hóa trang lên sân khấu, làm cho y mệt mỏi ứng phó. Bởi vì rất nhiều người không đủ cấp bậc khiến Bí Thư Hạ đích thân tiếp đãi, liền phải do y ra mặt ứng phó, có thể đoàn kết một người được một người. Giai đoạn hiện nay, không sợ đội ngũ không lớn mạnh, chỉ sợ đội ngũ quá ít người. Làm lớn mạnh lực lượng rồi tính sau, Từ Tử Kỳ kỳ thật không có chuyện gì nữa, tốt hơn bao giờ hết, nhưng Bí Thư Hạ không lên tiếng, y liền ngoan ngoãn nằm ở trong bệnh viện làm bệnh nhân.
Bệnh nhân là một tín hiệu chính trị, cũng là một cái cớ, y nằm viện càng lâu, thời gian bí thư hạ nắm giữ quyền chủ động càng dài. Phòng bệnh cao cấp, các vì sao vây quanh mặt trăng, cộng thêm mỹ nữ y tá vần quanh, Từ Tử Kỳ cũng thật sự có chút vui đến quên cả trời đất. Từ Tử Kỳ là vui đến quên cả trời đất, Hạ Tưởng lại bận tối mày tối mặt, đồng thời từ thân phận các cục trưởng cục công an đến báo cáo công tác có thể có được kết luận, lực khống chế của Trương Quốc Vĩ đối với thành phố Tần Đường, còn lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Hạ Tưởng vẫn là trong lòng rất có sầu lo, cho dù hắn và Trương Quốc Vĩ không có phân biệt kỳ thị trên quan niệm chấp chính, không có xung đột trên lợi ích kinh tế. Nhưng hắn cũng phải nắm chắc quyền lớn trong tay, hắn không phải thị trưởng, là bí thư, là phải tạo dựng nhân vật số một quyền uy. Thân là nhân vật số một, nếu không có quyền uy đáng nói. Ở Tần Đường không thể làm đến nắm chắc đại cục, hắn chính là bí thư thất bại. Phương Tiến Giang ở Tần Đường không có nắm trong tay cục diện, bởi vậy y đã lui xuống trước. Ngả Thành Văn cũng không thể ngăn chặn Trương Quốc Vĩ, bởi vậy bị điều nhiệm tới Bộ Nông nghiệp đảm nhiệm thứ trưởng, rõ ràng là thăng tiến, trên thực tế có khả năng không có không gian tiến lên trước nữa. Bằng không với kinh nghiệm lý lịch của Ngả Thành Văn, có khả năng điều nhiệm tỉnh ngoài đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh thường vụ. Làm bí thư, nếu không thể ở một thành phố thật sự làm tới chủ trì công tác toàn diện, chính là thất bại. Đảm nhiệm bí thư, rèn luyện chính là năng lực dùng người, chính là cái nhìn toàn cục và cái nhìn đại cục, phát triển kinh tế cũng nằm trong khảo hạch. Nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, rất nhiều nhân vật phía sau đều đang xem năng lực về phương diện dùng người và cái nhìn đại cục của hắn. Suy tính trên phương diện kinh tế của hắn đã không quá xem trọng rồi. Bởi vì ở hai quận Hạ Mã và Thiên Trạch, hành động của hắn trên phương diện kinh tế đã giao ra đáp án hài lòng rồi. Hắn cũng biết rõ, sở dĩ khiến hắn đến Tần Đường kinh tế phát triển, chính là muốn xem dưới hoàn cảnh kinh tế phức tạp, dưới sự vây kín bởi mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ của thị trường bản địa, làm thế nào có thể thong dong phá vây, làm thế nào có thể từng bước thu quyền. Cuối cùng đạt tới mục đích nắm giữ quyền lớn ở Tần Đường. Càng hiểu được sứ mệnh của chính mình, Hạ Tưởng càng trong lòng sầu lo. Bởi vì sức khống chế của Trương Quốc Vĩ đối với Tần Đường, quả thật quá lớn. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần khảo nghiệm trước giờ chưa từng có. Lãnh đạo các cục chủ chốt và tất cả các bộ phận quan trọng của thành phố Tần Đường, gần như tất cả đều là thân tín của Trương Quốc Vĩ, chủ động đến báo cáo công tác với hắn. Hễ là cục trưởng, đều là cục trưởng không quá trọng yếu và không có thực quyền. Ví dụ như cục chăn nuôi, cục văn hóa, v.v. Hễ là phó cục trưởng, đều là phó cục trưởng nắm quyền lớn, ví dụ như cục tài chính, cục công thương, v.v. Bởi vậy có thể suy đoán ra một sự thật nhìn thấy ghê người, Trương Quốc Vĩ trước sau ở Tần Đường kinh doanh mười mấy năm, y chính là thổ hoàng đế nói 102 của Tần Đường. Cho tới bây giờ, Hạ Tưởng ngay cả lập trường của các ủy viên thường vụ cũng còn chưa sở thấu, đối với cục trưởng các cục phía dưới, nhân vật số 1, số 2 của các quận huyện, càng là không biết gì cả, hắn ở Tần Đường đừng nói đứng vững căn cơ, bây giờ hẳn là ngay cả cái ghế dưới mông còn chưa ngồi nóng, con đường phía trước không chỉ lâu dài, mà còn khó khăn trùng trùng. Nhất là hiện tại bởi vì vấn đề của Mã Quân lại đắc tội với Lưu Kiệt Huy. Bận rộn cả buổi sáng, Hạ Tưởng cũng suy tư cả buổi sáng. Cũng biết vạn sự khởi đầu nan, chỉ ít hiện tại bên cạnh hắn có Lương Thu Duệ, Hoàng Đắc Ích, còn có Thường Công Trị và Nam Hân Vũ đang tranh thủ. Đối với Thường Công Trị và Nam Hân Vũ, Hạ Tưởng là muốn đối đãi khác, bởi vì Thường Công Trị dường như dễ dàng tiến gần hắn một chút, nhưng Thường Công Trị là quan hệ của Lương Thu Duệ, lập trường trước mắt của gã vẫn còn bởi vì quan hệ của Lương Thu Duệ, không phải hoàn toàn xuất phát từ thật tâm dựa vào. Hạ Tưởng vẫn muốn quan sát gã một thời gian rồi kết luận sau. Nam Hân Vũ biểu hiện bức thiết hơn, mà tính cách của cô trong thẳng thắn của biến chuyển, coi như là loại người Hạ Tưởng khá thưởng thức. Nhưng Nam Hân Vũ rõ ràng có việc cầu xin hắn, hắn không cần phải nóng lòng nhất thời, bởi vì bây giờ hắn tiếp nạp Nam Hân Vũ, sẽ cho người ta một ấn tượng nóng lòng không đợi được muốn nhúng tay vào bộ máy chính quyền, cũng sẽ khiến Trương Quốc Vĩ càng có tâm lý mâu thuẫn. Cơm phải một ngụm ăn, đường phải từng bước một đi, Hạ Tưởng cũng không muốn mới đến Tần Đường. Liền biểu hiện ra khuynh hướng nhúng tay vào công việc của chính quyền. Hắn muốn từ từ mưu đồ. Đương nhiên, đồng thời với việc từ từ mưu đồ, gặp phải bại hoại giống như Mã Quân, cũng phải hạ độc thủ, không lưu tình chút nào mà đả kích. Có khi, thủ đoạn nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán mới có thể thu được hiệu quả mong muốn. Khi đang suy nghĩ, Lương Thu Duệ gõ cửa tiến vào,
vừa vào thì đưa thuốc lá cho Hạ Tưởng trước, Hạ Tưởng xua tay cự tuyệt. Y cũng không có miễn cưỡng, liền nói. Bí thư Hạ, Cục Công an thành phố đang nghiên cứu vấn đề miễn đi chức vụ của Mã Quân, gặp phải cản trở, không ít đồng chí Lão Thành gọi điện thoại cầu xin. Hàm nghĩa của đồng chí Lão Thành hơn phân nửa là chỉ đám người Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Hạ Tưởng tất nhiên biết rõ, liền hỏi. Có cản trở rất bình thường, Trung Quốc là một nơi chú ý tình người. Lương Thu Duệ gật gật đầu. Hội nghị chi bộ Đảng Cục Công an buổi sáng, không có đạt thành thỏa thuận. Xem ra, sức khống chế của nhân vật số 1 Cục Công an thành phố Hoàng Đắc Ích đối với Cục Công an thành phố cũng là kém một chút, phỏng chừng cũng là có liên quan đến áp lực ở trên quá lớn. Hạ Tưởng không nói lời nào, chờ Lương Thu Duệ tiếp tục báo cáo. Vừa rồi nhận được điện thoại của Cục trưởng Hoàng Đắc Ích, anh ấy nói sẽ kiên quyết chứng thực tinh thần của hội nghị. Thái độ của Hoàng Đắc Ích cũng nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng, nếu không thể đẩy xuống, Hoàng Đắc Ích cũng mất thể diện, sự việc liên quan đến uy vọng của y trong hệ thống công an, không cần hắn quá quan tâm, bởi vậy, hắn quan tâm chính là lời nói phía sau của Lương Thu Duệ. Quả nhiên, Lương Thu Duệ ngay sau đó lại nói một câu. Sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của chủ nhiệm Lưu đối với tình hình vết thương của thư ký Tử rất quan tâm, nói là muốn đích thân đi thăm một chút. Lưu Kiệt Huy không chủ động gọi điện thoại cho hắn, không trực tiếp đề xuất hắn tha cho Mã Quân, mà là lấy lý do đến bệnh viện thăm Từ Tử Kỳ để thể hiện, thật giỏi, Hạ Tưởng tất nhiên biết rõ trong lòng hàm nghĩa phong phú trong đó, nhưng hắn chính là không nói ra, hắn cũng biết Lương Thu Duệ và Lưu Kiệt Huy có chút giao tình, cũng có ý thuyết khách, liền ha hả cười. Chủ nhiệm Lưu quan tâm Tử Kỳ, thay tôi cảm ơn lòng tốt của ông ấy. Lương Thu Duệ hiểu rõ bí thư Hạ có ý không chịu để yên. Suy nghĩ một chút, vẫn là hàm xúc mà nhắc nhở một cái. Quan hệ của chủ nhiệm Lưu và bí thư Phương cũng khá tốt, quan hệ với bí thư Ngả thì có chút cương, ông ấy còn vài năm thì có thể lui rồi, bây giờ là cương vị cuối rồi. Hạ Tưởng tất nhiên hiểu được Lương Thu Duệ nhắc nhở, là nói bởi vì một Mã Quân đắc tội Lưu Kiệt Huy không đáng, bởi vì Lưu Kiệt Huy sắp phải lui rồi, càng là cương vị sau cùng, càng là không có băn khoăn, dù sao sẽ không thăng tiến nữa. Sẽ không sợ bị người khác cho dù là bí thư gây rắc rối nữa. Hạ Tưởng có thể thông cảm cách nghĩ khó xử của Lương Thu Duệ, liền nói. Càng là cương vị sau cùng, càng phải chú ý hình tượng cá nhân, cả đời người, không để lại chiến tích, thì để lại danh tiếng, luôn phải để lại chút gì đó cho dân chúng, anh nói phải không? Lương Thu Duệ biết bí thư Hạ chủ ý đã định, liền rất thông minh không còn nhắc đến chuyện này nữa, dù sao y đã truyền lời rồi, vừa nể tình của Lưu Kiệt Huy. Lại thiện ý nhắc nhở bí thư Hạ rồi, làm nhiệm vụ chuyển tiếp đã hoàn thành thắng lợi, y chỉ cần truyền lời, không phải thuyết phục, y cũng biết không thuyết phục được bí thư Hạ rồi. Bí thư Hạ không thể so với bí thư Phương và bí thư Ngả, hắn vừa có chủ kiến lại có thủ đoạn, xem ra, là muốn để lại danh tiếng cho người Tần Đường rồi. Buổi chiều vừa đến giờ làm việc, liền chính thức mở hội nghị thường vụ, là một hội nghị thường vụ đầu tiên từ khi Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư đến nay. Khi Hạ Tưởng chạy tới phòng họp, nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ. Trương Quốc Vĩ cũng không làm giá nữa, từ sớm đã ngồi trong phòng họp, nhưng ông vừa thay đổi thái độ bình thường, không phải biểu hiện hi hi ha ha, mà là vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Tưởng vừa vào cửa ngồi ở giữa, câu nói đầu tiên là Thu Duệ, hôm nay anh vất vả một chút, viết biên bản hội nghị, Tử Kỳ bị người ta đánh đến nằm viện rồi. Vừa bắt đầu thì nhắc đến sự kiện từ Tử Kỳ bị đánh. Trương Quốc Vĩ sắc mặt hơi đổi. Cơ bản các ủy viên thường vụ ở đây đều nghe nói qua sự kiện từ Tử Kỳ bị đánh, còn tưởng rằng bí thư Hạ kiêng dè việc này. Không ngờ bí thư Hạ lại nhắc tới ở trước mặt mọi người, xem ra, vẫn là có điều đáng nói. Sau khi Hạ Tưởng dặn dò xong, mới tiến vào đề chính. Hôm nay chủ yếu thảo luận hai hạng mục bổ nhiệm nhân sự. Một là ứng viên phó cục trưởng cục công thương, hai là ứng viên phó cục trưởng cục xây dựng đô thị. Tiếp theo xin mời đồng chí Nhâm Hải Phong nói một chút ý kiến về ban tổ chức. Nhâm Hải Phong bị bí thư điểm danh, phải tỏ thái độ. Ban tổ chức trải qua khảo hạch cho rằng, đồng chí Lưu Đại Ngưu nghiệp vụ thuần thục, công tác nghiêm túc, do anh ấy đảm nhiệm phó cục trưởng cục công thương là thích hợp. Đồng chí Trương Nhị Mã trước đó làm qua ngành kiến trúc, anh ấy đảm nhiệm phó cục trưởng cục xây dựng đô thị cũng là tận dụng người tài. Tôi lại có ý kiến khác. Bất ngờ chính là... Người đầu tiên cao giọng phản đối chính là Trương Quốc Vĩ. Chương 1105, điểm tướng duyệt binh, rõ ràng dứt khoát.
Đây là chuyện gì vậy? Hạ Tưởng hơi giật mình, đề danh của Nhâm Hải Phong, làm cho hắn vốn tưởng rằng Phạm Tiến đã thỏa thuận riêng với Trương Quốc Vĩ rồi, bởi vì ban đầu Trương Quốc Vĩ đề danh Lưu Đại Ngưu đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Công Thương, cũng không có nghĩa là ông tán thành Trương Nhị Mã đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị. Cục Xây dựng Đô thị cũng là bộ phận quan trọng, ông nói không chừng cũng muốn nhét vào trong túi. Hạ Tưởng chủ yếu là mới đến, còn chưa có mục tiêu dùng người rõ ràng, bằng không hai phó cục trưởng, hắn phải bắt lấy một người trong đó. Chỉ có điều không nghĩ tới, Nhâm Hải Phong đề danh, Trương Quốc Vĩ lên giọng phản đối, chẳng lẽ là một kẻ đóng vai phản diện, một người đóng vai người tốt. Trương Quốc Vĩ thấy thu hút ánh mắt của mọi người rồi, mới nói tiếp. Đồng chí Trương Nhị Mã luôn ở trong hệ thống công thương, tùy tiện đi tới Cục Xây dựng Đô thị, cũng không dễ khai triển công tác. Tôi kiến nghị do đồng chí Lưu Đại Ngưu đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Công Thương, đồng chí Trương Nhị Mã đảm nhiệm Chánh Văn phòng Cục Công Thương. Phạm Tiến vẫn nhất quán chậm rãi. Ừ, kiến nghị của thị trưởng Trương cũng không sai, chiếu cố tới lợi ích các mặt, trên nguyên tắc tôi đồng ý. Nhưng mà, ghế trống của Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị, do ai bổ sung? Tôi cho rằng đồng chí Lưu Tương Huy rất tốt, là đồng chí tốt công tác cần cù và thật thà. Đương nhiên, cuối cùng còn phải do Bí Thư Hạ quyết định. Hạ Tưởng xem như hiểu rõ giữa Phạm Tiến và Trương Quốc Vĩ đã diễn trò hay gì rồi, chắc chắn là đã thỏa thuận giao dịch sau lưng, đồng thời lại chen ngang xuất hiện một Lưu Tương Huy. Lưu Tương Huy là ai? Là em họ của Lưu Kiệt Huy, đương nhiệm Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị khu Nam Lộ. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân của Lưu Kiệt Huy, Hạ Tưởng mới không biết Lưu Tương Huy là ai, một Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị khu nho nhỏ, cũng thật là rất khó khiến Bí Thư Thành ủy nhớ tên. Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt theo thứ tự đảo qua trên mặt mỗi một ủy viên thường vụ ở đây. Trương Quốc Vĩ vẻ mặt trầm tĩnh, vẫn là thái độ trấn tĩnh thong dong, dường như sự tình hôm qua không có một chút ảnh hưởng đối với ông. Phạm Tiến rất ung dung, vẻ mặt thuận theo, giấu tài không để lộ. Thường công chỉ tươi cười không ngừng, động tác thích nhất chính là dùng tay sờ bụng của gã, dường như bên trong toàn là gấm vóc. Chu Minh Hoành cúi đầu, có chút xấu hổ. Từ khi họp luôn không ngẩng đầu nhìn người, phỏng chừng cũng tự biết chuyện hôm qua quá mất mặt, không mặt mũi gặp người. Trưởng ban tổ chức cán bộ Nhâm Hải Phong cũng vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng là không sợ hãi, trầm ổn. Y ánh mắt nhìn thẳng, đường như đang nhìn người, kỳ thật tiêu điểm dừng ở khoảng không, khiến người ta nhìn qua có chút mê man. Trưởng ban tuyên giáo Trần Thiên Thu 46 tuổi, tướng mạo hơi già, vẻ mặt nếp nhăn, dường như kinh nghiệm tang thương. Nếp nhăn trên mặt che giấu toàn là chuyện cũ và bí mật của ông, vẻ mặt như cười như không, ánh mắt láo liên, dường như đang nhìn Hạ Tưởng, lại dường như đang nhìn Trương Quốc Vĩ, dù sao anh nắm bắt không được điểm dừng chân đích thực của ông. Lương Thu Duệ ánh mắt rất sinh động, thỉnh thoảng xem văn kiện, lại thỉnh thoảng ghi chép một chút, còn lưu ý quan sát hội trường, chú ý ly trà của lãnh đạo nào đã uống cạn rồi, sẽ gọi nhân viên phục vụ rót trà. Từ Tử Kỳ không ở đây. Y phải gánh vác trọng trách nửa thư ký. Hoàng Đắc Ích hôm nay biểu hiện rất khiêm tốn, ánh mắt của y có chút tán loạn, tâm tư hơi bay xa, bộ dáng tâm thần bất an. So sánh với nhau, Phó Thị trưởng Thường vụ Nam Hân Vũ có chút tung tăng, cô lại tỉ mỉ trang điểm nhẹ, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, thỉnh thoảng lướt qua giữa hai người Hạ Tưởng và Trương Quốc Vĩ, dường như đang tìm một điểm cân bằng, hoặc là muốn ở trong lòng so sánh cao thấp hình tượng của hai người. Ngoại trừ Hạ Tưởng, Bí thư Quận ủy Bắc Lộ Hứa Hải Đào là một vị trẻ nhất trong số các ủy viên thường vụ ở đây, năm nay 39 tuổi. Hứa Hải Đào vốn là phó bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh ủy, khi trực tiếp bị bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Tần Đường mới 37 tuổi. Hứa Hải Đào tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tướng mạo già dặn giống như Trần Thiên Thu, y 39 tuổi mà xem qua khoảng 45 tuổi. Y xếp hạng gần cuối ở trong ủy viên thường vụ, chỉ cao hơn tư lệnh viên phân khu quân đội Lãnh Phùng một hạng. Y ngồi bên cạnh Lãnh Phùng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hạ Tưởng, dường như là vô hạn ngưỡng mộ Hạ Tưởng. Lãnh Phùng là tư lệnh viên phân khu quân đội, gã không quá lớn tuổi, cùng lắm ngoài 30, mày rậm mắt to, tướng mạo kỳ vĩ, hai hàng lông mày rất rộng, ánh mắt lạnh lùng. Gã không nhìn ai cả, cúi đầu vẽ vòng tròn trên bàn, thái độ việc không liên quan đến mình. Trên cơ bản tất cả ủy viên thường vụ đều qua một lần, ngoại trừ Lương Thu Duệ trên nhiều phương diện như nhân sự có hy vọng duy trì nhất trí với Hạ Tưởng, ngay cả Hoàng Đắc Ích mới dựa vào, Thường Công chỉ có ý dựa vào, Nam Hân Vũ nhiệt tình dựa vào,
lập trường trên vấn đề nhân sự của bọn họ cũng chưa hẳn giống như hắn, mỗi người có dụng tâm khác nhau, có khuynh hướng khác nhau. Chủ yếu nhất chính là bọn họ cũng không hiểu hắn nghĩ gì, chỉ sợ giai đoạn hiện nay cho dù bao gồm Lương Thu Duệ trong đó, cũng không ai có thể lĩnh hội đầy đủ được ý đồ của hắn. Không phải ai cũng có cơ trí và khéo léo như Bành Vân Phong, nếu như có Bành Vân Phong đảm nhiệm trưởng ban thư ký thành ủy Tần Đường, hạ tưởng chí ít thoải mái một nửa. Bởi vì ý đồ của hắn không cần phí sức thì có thể biểu đạt ra được, tự có Bành Vân Phong trước sau hỗ trợ, chuyển tiếp. Lương Thu Duệ có lẽ năng lực làm việc không kém hơn Bành Vân Phong, nhưng trên phương diện lĩnh hội ý đồ của hắn, vẫn kém hơn Bành Vân Phong không ít. Cũng có thể lý giải, dù sao còn không quá quen thuộc. Phạm Tiến phát biểu xong, trầm mặc một lát, Hạ Tưởng liền đưa ra đề tài. Ban tổ chức cán bộ đối với đề danh của Bí Thư Phạm, có cách nhìn thế nào? Con người và năng lực của đồng chí Lưu Tương Huy, tôi cũng không quá hiểu. Bí Thư rõ ràng nói ra không hiểu, liền khiến Nhâm Hải Phong khó xử rồi, bởi vì y không rõ Bí Thư nói không hiểu là thật sự không hiểu, hay là hàm xúc biểu đạt ý bất mãn đối với đề danh của Bí Thư Phạm, liền hơi trầm ngâm nói. Đồng chí Lưu Tương Huy năng lực xuất chúng, tác phong cứng rắn, danh tiếng không tồi. Tốt, tốt. Hạ Tưởng lập lờ mà đáp ứng một câu, lại nói. Các đồng chí tiếp tục phát biểu ý kiến. Thái độ của Bí Thư Hạ Ba phải cái nào cũng được, cũng nằm trong dự đoán của không ít người, bởi vì Bí Thư Hạ tuy rằng nắm trong tay quyền nhân sự, nhưng trên vấn đề quan trọng hai ứng viên Phó Cục trưởng Cục Công an, không có khuynh hướng, cũng có liên quan đến thời gian Bí Thư Hạ đến Tần Đường quá ngắn. Bởi vậy, Bí Thư Hạ là có thái độ không đếm xỉa đến, đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, đúng lúc có thể nhìn rõ lập trường của mọi người. Đối với người dao động mà nói, có chút khó hạ quyết đoán. Đối với người rõ ràng dứt khoát mà nói, thì dễ dàng hơn nhiều. Thường Công chỉ một tay vuốt bụng, một tay chuyển động ly trà, ha hả cười. Hai đồng chí Lưu Đại Ngưu và Trương Nhị Mã đã đủ kinh nghiệm lý lịch rồi, tôi cũng ít nhiều hiểu họ một chút, sắp xếp của họ, ý kiến của ban tổ chức cán bộ rất tốt. Đương nhiên, đề nghị của thị trưởng Trương càng hoàn mỹ hơn. Về phần đồng chí Lưu Tương Huy, tôi cũng không hiểu lắm. Thường Công trị hồ đồ rồi. Trương Quốc Vĩ lại lên tiếng. Đề nghị của Bí Thư Phạm khá đúng trọng tâm, tôi đồng ý. Hiện tại thứ tự phát biểu đã loạn rồi, tiếp theo Lương Thu Duệ cũng phát biểu ý kiến. Vấn đề nhân sự là đặc biệt nặng nề, vị trí Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị rất trọng yếu, nếu Bí Thư Hạ không hiểu đồng chí Lương Tương Huy lắm, thì chờ sau khi Bí Thư Hạ tìm hiểu con người và năng lực của đồng chí Lương Tương Huy, rồi mới quyết định cũng không muộn. Sắp xếp của hai đồng chí Lưu Đại Ngưu và Trương Nhị Mã, tôi tán thành ý kiến của thị trưởng Trương, đều không ra hệ thống công thương thì tốt hơn. Nam Hân Vũ Thân là một phái nữ duy nhất, khi cô nói chuyện lại rất trực tiếp. Tôi phụ họa ý kiến của trưởng ban thư ký Lương. Hoàng Đắc Ích cũng gật gật đầu. Ý kiến của đồng chí Thu Duệ rất đúng trọng tâm, tôi đồng ý. Bí thư quận ủy Bắc Lộ Hứa Hải Đào ánh mắt dừng trên người Hạ Tưởng, trong lòng quay cuồng. Bí thư Hạ rốt cuộc có quyết đoán, mới nhậm chức không bao lâu, hắn ngồi ở giữa, không tỏ thái độ thì đã có ba người phụ họa rồi, đã mơ hồ có tình hình chủ trì công tác toàn diện. Nhưng cũng chỉ có dấu hiệu mà thôi, cách thật sự nắm giữ đại cục còn kém rất xa, bởi vì tình hình trước mắt cho thấy, chỉ có ba bốn người rõ ràng có ý dựa vào Bí thư Hạ mà thôi, ngoại trừ Hoàng Đắc Ích nắm đại quyền trong tay, Lương Thu Duệ thực quyền không lớn, Nam Hân Vũ nằm ở bên ngoài bộ máy chính quyền, trên thực tế. Người bên cạnh Bí thư Hạ, phân lượng đều không quá nặng. Thường Công trị thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, rất có phân lượng, chỉ có điều, y và Lương Thu Duệ quan hệ cá nhân không tồi, nhưng không có nghĩa là mọi việc y sẽ đi theo bước chân Bí thư Hạ, chỉ sợ đa số tình huống, y đóng vai trò hồ đồ. Hứa Hải Đào đưa ra kết luận, y và Trương Quốc Vĩ quan hệ cũng không chặt chẽ, nhưng Trương Quốc Vĩ rất biết đối nhân xử thế, đồng thời với việc đả kích đối lập. Cũng rất biết đoàn kết lực lượng trung gian, vì thế giữa y và Trương Quốc Vĩ tuy rằng hợp tác không nhiều, nhưng quan hệ cá nhân cũng không tồi, mặc kệ là trên tình cảm hay là xem xét thời thế, chắc chắn sẽ hướng về Trương Quốc Vĩ. Đề nghị của thị trưởng Trương vẫn là rất phù hợp tình hình thực tế, tôi cho rằng có thể xem xét. Hứa Hải Đào phát biểu cách nhìn, y hơi mỉm cười, bộ dáng rất lễ phép. Tôi cũng có cách nhìn nhất trí với thị trưởng Trương. Chu Minh Hoành cúi đầu nửa ngày. Khi cảm giác được tiết tấu trên hội nghị thường vụ vẫn hoàn toàn nằm trong tay Trương Quốc Vĩ, gã lại có lòng tin,
cố gắng khôi phục trấn tĩnh, đúng lúc biểu lộ thái độ. Tuy nhiên vừa ngẩng đầu, vừa lúc thấy được ánh mắt Hạ Tưởng nhìn gã như cười như không, gã liền trong lòng căng thẳng, theo sau lại nhìn thẳng ánh mắt Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng không phải chỉ là làm một kiểm tra văn bản với thành ủy, cần gì phải sợ Hạ Tưởng. Hắn là bí thư thì sao nào, lại không phải có thể một câu nói miễn chức bí thư tỉnh ủy của gã. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Uông Hải Triều và Thường Công Chỉ tướng mạo cũng thật sự có chút giống nhau, cũng khá béo, thích một tay vuốt bụng, y ha hả cười. Nếu như mọi người đều tán thành ý kiến của thị trưởng Trương, tôi cũng biết nghe lời phải, phụ họa một chút. Trưởng ban tuyên giáo Trần Thiên Thu cũng cười cười, gã không cười còn tốt, vừa cười thì lộ ra vẻ mặt giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Chuyện đó, chuyện này, tôi không phát biểu ý kiến gì cả, cách nhìn của mọi người đều rất thành thục, tôi cũng không có gì đáng nói. Bỏ quyền, ủy viên thường vụ đầu tiên bỏ quyền. Hạ Tưởng ánh mắt liền dừng ở trên người Trần Thiên Thu, dừng thêm vài giây. Ủy viên thường vụ cuối cùng lên tiếng là tư lệnh viên phân khu quân đội Lãnh Phùng. Lãnh Phùng nói chuyện rất rõ ràng, tuyệt đối không dây dưa. Thái độ của tôi và lão Trần giống nhau, cũng không có gì đáng nói, liền nghe theo ý kiến của mọi người được rồi. Lại một người bỏ quyền. Hội nghị thường vụ hôm nay, thật là có chút thú vị, không chỉ ánh mắt Hạ Tưởng quan sát Lãnh Phùng nhiều hơn, Trương Quốc Vĩ cũng nhìn Lãnh Phùng với ánh mắt khó hiểu. Cho dù có hai người bỏ quyền, nhưng tổng thể mà nói, người phụ họa của Trương Quốc Vĩ vẫn là phần đông, hoàn toàn vượt qua một nửa. Ánh mắt của mọi người lại nhìn Hạ Tưởng, đều đang nghĩ, bí thư Hạ là biết nghe lời phải, hay là gác lại đề danh, kéo dài một chút. Chương 1106, đều có được mất, đều có tâm cơ. Hạ Tưởng không khiến mọi người đợi lâu, hắn cuối cùng đánh nhịp nói. Đề danh của Lưu Đại Ngưu và Trương Nhị Mã, nhất trí được thông qua. Đề danh của đồng chí Lưu Tương Huy, gác lại, nghiên cứu quyết định sau. Nhất cử thông qua bổ nhiệm hai ứng viên trọng yếu, một người là đề danh của Trương Quốc Vĩ, một người là quan hệ của Phạm Tiến. Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến tất nhiên không có dị nghị, đối với Hạ Tưởng tạm thời áp chế đề danh của Lưu Tương Huy, cho dù Trương Quốc Vĩ trong lòng bất mãn, cũng không có biểu lộ tại chỗ, ông cũng tỏ vẻ xử lý theo chỉ thị của Bí Thư Hạ. Kỳ thật Lưu Tương Huy có phải thông qua bổ nhiệm hay không đối với Trương Quốc Vĩ mà nói, cũng không quan trọng, quan trọng là, ông mượn cớ đề danh Lưu Tương Huy, lần nữa khiến Lưu Kiệt Huy có ác cảm sâu sắc hơn đối với Hạ Tưởng. Phải nói, Trương Quốc Vĩ âm mưu đạt được rồi. Nhưng đồng thời, Hạ Tưởng cũng biết rõ trong lòng thủ đoạn của Trương Quốc Vĩ. Hiểu được thì hiểu được, nhưng lại phải áp chế đề danh của Lưu Tương Huy, bởi vì vị trí Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị quả thật mấu chốt, không thể dễ dàng bổ nhiệm, hơn nữa quả thật sự phát đột ngột, hắn đối với Lưu Tương Huy một chút cũng không hiểu rõ, chắc chắn sẽ không đồng ý Lưu Tương Huy đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị, cho dù Lưu Tương Huy là em họ của Lưu Kiệt Huy cũng không được. Hạ Tưởng cũng không phải lãnh đạo dùng người không khách quan. Hạ Tưởng cũng không phải hoàn toàn bị động ứng chiến, hắn cũng có mưu tính của mình. Áp chế đề danh Lưu Tương Huy, một là vì công chính, hai cũng là phải để lại một con đường với Lưu Kiệt Huy, sau này dễ gặp lại. Coi như ám chỉ với Lưu Kiệt Huy, Lưu Tương Huy và Mã Quân, hai người chỉ có thể giữ một. Nếu muốn bảo vệ Mã Quân, được, chức phó cục trưởng của Lưu Tương Huy có thể mất đi. Hội nghị thường vụ đầu tiên, giống như đa số người dự đoán, Bí Thư Hạ vẫn là bị khí thế của thị trưởng Trương ngăn chặn, trên cơ bản không có nắm tiết tấu trong tay. Nhưng cũng có chỗ khiến người ta khiếp sợ, chính là Trần Thiên Thu và Lãnh Phùng bất ngờ bỏ quyền vì lực lượng đối lập giữa Bí Thư Hạ và thị trưởng Trương, tăng thêm biến số. Nếu tính luôn Lương Thu Duệ, Nam Hân Vũ, Hoàng Đắc Ích, rồi cộng thêm một Thường Công Trị, Bí Thư Hạ lại kéo thêm Trần Thiên Thu và Lãnh Phùng qua đó. Ủy viên thường vụ đoàn kết bên cạnh Bí Thư Hạ liền lập tức tăng mạnh lên đến 6 người, lại cộng thêm bản thân Bí Thư Hạ đã vượt qua phân nửa số người. Cũng khiến không ít người thầm kinh ngạc, Bí Thư Hạ quả nhiên càng bình tĩnh hơn, càng có mưu lược hơn hai vị Bí Thư trước đó, chí ít bắt đầu thuận lợi hơn chút. Đương nhiên, người biết rõ lực lượng của Trương Quốc Vĩ tại các cục cơ quan toàn thành phố cũng biết rõ, cho dù Bí Thư Hạ nắm giữ được hội nghị thường vụ, cũng chỉ là ngàn dặm trường chinh bước ra một bước đầu tiên. Các cục các quận huyện phía dưới đều là người của thị trưởng Trương, phía trên anh có tinh thần văn kiện đi nữa, có tinh thần hội nghị đi nữa, đến phía dưới không chứng thực được cũng là không tốt, anh lại không thể đem bọn họ toàn bộ miễn chức tại chỗ. Người ta lại không làm sai, anh thân là bí thư thành ủy,
cho dù muốn miễn chức một phó chủ tịch huyện cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mỗi người trong lòng hiểu được một điểm là, bí thư Hạ là bí thư, là nhân vật số một, tất nhiên phải thu quyền, không thu quyền chính là bí thư thất bại, sẽ không có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng thị trưởng Trương ở Tần Đường rắc rối khó gỡ mười mấy năm, mạng lưới quan hệ trở thành cây to che trời, cây lớn dễ sâu, bí thư Hạ muốn động căn cơ của thị trưởng Trương, khó như lên trời. Một người thu quyền, một người không chịu buông quyền, đọ sức chỉ vừa mới mở màn. Sau hội nghị, Hạ Tưởng suy nghĩ, đã gọi điện thoại cho Từ Tử Kỳ. Bên cạnh không có một thư ký là không tiện, cũng không thể luôn khiến cho trưởng ban thư ký coi như thư ký mà sử dụng, cũng có vẻ hắn quá sĩ diện. Từ Tử Kỳ nhận được chỉ thị của bí thư Hạ, trong lòng biết rõ. Sau khi tan ca, lần lượt có người lấy đủ loại danh nghĩa đến mời Hạ Tưởng ăn cơm, Hạ Tưởng đều nhất nhất từ chối. Hắn không thích ăn cơm khách, nhưng cũng biết ăn cơm là thủ đoạn kéo gần quan hệ tốt nhất, nhưng bây giờ thời cơ không đúng, hơn nữa hắn cũng không có tâm trạng. Bởi vì vệ tân muốn tới Tần Đường. Sau khi tan ca, Hạ Tưởng về đến nhà, Tiểu Quỳ đã trở về rồi, đang chuẩn bị nấu cơm, hắn liền nói với Tiểu Quỳ không ăn cơm ở nhà nữa, Tiểu Quỳ đáp ứng một tiếng, chạy về phòng, lấy ra một túi đồ. Bí thư Hạ, tôi từ quê nhà mang về một ít đặc sản, ngài xem thích ăn gì, tôi đi rửa. Tiểu Quỳ vẫn mặc bộ đồng phục không biết tìm ở đâu mà có, trước ngực xẻ rất sâu, dường như cô không quá chú ý hình tượng, nút áo ở cổ không cài lại, lộ ra một mảnh tuyết trắng. Cô lại khom lưng giơ cái túi cho Hạ Tưởng xem, Hạ Tưởng vừa cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy chỗ phập phồng sinh động. Tiểu Quỳ suy cho cùng là cô gái nông thôn, rất khỏe mạnh, đặc tính sức khỏe có thể từ sự đầy đặn trước ngực cô vô cùng rắn chắc cho ra kết luận, sự khỏe đẹp trên người cô, tuyệt đối tràn đầy sức sống và giàu tính đàn hồi. Mấy cô gái thành thị từ nhỏ không có sức lực không thể nào so sánh được. Hạ Tưởng có chút hoa mắt, thu hồi ánh mắt, nhìn thấy trong túi đồ toàn là những thứ củ quả, liền cười cười. Tiểu Quỳ, không cần phiền phức, tùy tiện rửa vài trái đặt lên là được rồi. Từ xa xôi, cô vác nặng thế này, sau này đừng phiền phức nữa. Tiểu Quỳ cười cười, vẻ mặt rạng rỡ. Không sao cả, tôi có sức lực. Cô quả thật có sức lực, khi quay người đi vào nhà bếp, lại lộ ra cái mông rất đàn hồi, rắn chắc mà cân xứng, có thể so với vận động viên thể thao. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, Tiểu Quỳ thật đúng là một cây hướng dương dồi dào, nhưng tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Cũng may Hạ Tưởng tâm tính không giống người thường, nhưng cũng biết cứ thế mãi, cũng là không tốt, liền nghĩ vẫn là sắp xếp Tiểu Quỳ ra ngoài được rồi, giữa hắn và Lương Thu Duệ, cũng không cần một cầu nối như Tiểu Quỳ, sau khi Từ Tử Kỳ xuất viện sẽ dọn đến căn phòng để trống của Lương Thu Duệ, quan hệ cũng đủ gần rồi. Chờ Tiểu Quỳ rửa trái cây xong đi tới phòng khách, Hạ Tưởng liền hỏi. Tiểu Quỳ, chữ của cô viết không tồi, có nghĩ qua có một công việc chính thức hay không, ví dụ như nhân viên tốc ký, nhân viên ghi chép đều được. Tiểu Quỳ thân mình run lên, một trái táo trong mâm đựng trái cây ngã xuống đất, cô xoay người nhặt lên, chân tay luống cuống đứng qua một bên. Bí thư Hạ, tôi có chỗ nào làm không tốt, ngài cứ việc mắng tôi, phê bình tôi. Ngài đừng đuổi tôi đi, có được không? Cô khổ sở đáng thương, nước mắt rưng rưng ở hốc mắt. Hạ Tưởng ghét nhất là người ta giả vờ đáng thương, mặc kệ Tiểu Quỳ là giả vờ cũng được, hay là thật lòng cũng được, hắn lại mềm lòng rồi, cũng không biết sao, nhiều lần mềm lòng đối với Tiểu Quỳ, chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Quỳ có điểm giống với một cô em họ trước kia của hắn. Em họ của Hạ Tưởng nhỏ hơn hắn vài tuổi, trước khi hắn tốt nghiệp đại học thì gả đi phía Nam, bởi vì đối phương chịu bỏ ra một khoản tiền lớn làm lễ hỏi. Sau khi gả đi xa, mấy năm cũng không thấy trở về một chuyến. Chính là tiền lễ hỏi của cô cấp cho em trai đi học, tuy rằng quan hệ thân thích với hắn cũng không gần, nhưng mỗi lần nhớ lại, trong lòng luôn có bất đắc dĩ và sầu não. Tiểu Quỳ cũng không biết ở đâu có chút giống với cô ấy. Được rồi, đừng động một chút thì khóc nhè. Hạ Tưởng phất tay. Đâu có nói là đuổi cô đi. Tiểu Quỳ lập tức nín khóc mỉm cười. Cảm ơn bí thư Hạ, chỉ cần ngài không đuổi tôi đi, bảo tôi làm cái gì đều được. Lời vừa ra khỏi miệng, có thể lại cảm thấy có chút đột ngột, dễ dàng khiến người ta nghĩ về mặt không tốt, cô lại đỏ mặt. Hạ Tưởng lại chờ một lát, lại nhận được điện thoại của vệ tân, nói là đêm nay tới Bắc Kinh trước, không tới Tần Đường, phải gặp một người bạn ở Bắc Kinh. Vừa thấy thời gian đã 8 giờ tối rồi,
Hạ Tưởng đành phải cho Tiểu Quỳ đơn giản làm một ít thức ăn. Vệ Tân ở Bắc Kinh có vài người bạn trên kinh doanh, Hạ Tưởng cũng không có hỏi đến quá nhiều, hắn tin Vệ Tân có thể xử lý tốt chuyện trên kinh doanh. Vệ Tân ngoại trừ có chút quấn quýt hắn, đối nhân xử thế ở bên ngoài, cũng có một mặt dứt khoát gọn gàng. Tiểu Quỳ vô cùng cao hứng đi nấu cơm, làm món mì hột gà cà chua cho Hạ Tưởng, mì tự tay làm, đừng nói, mùi vị cũng thật không tồi. Mì chủ yếu dựa vào sức lực, bây giờ không có mấy cô gái biết làm mì, bởi vì không có sức lực nặn mì. Tiểu Quỳ đủ sức, mì tự làm vô cùng chính tông, là mỹ vị mà bên ngoài không thể nào thưởng thức được. Khi Hạ Tưởng đang ăn ngon lành một tô cơm lớn, Tiểu Quỳ lén lén quan sát Hạ Tưởng, thấy hắn ăn vui vẻ, mới cúi đầu hiểu ý mà cười. Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng theo thường lệ đi xem sách, lên mạng, hàng ngày hắn đều phải lên mạng nói chuyện với Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạp, Lý Thấm, tìm hiểu tiến triển mới nhất của đại kế tài chính. Khác với khi hắn ở thành phố Tần Đường mở ra cục diện từng bước khó khăn chính là, tài chính của ba người đẹp tăng vọt như quả cầu tuyết, đã từ 10 tỷ đô la Mỹ ban đầu, đến nay đã tiếp cận quy mô hơn hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Hạ Tưởng cũng rất là giật mình, không nghĩ tới, người Mỹ thật đúng là khẳng khái, đương nhiên là nói đùa, thị trường tài chính của Mỹ mở cửa, chỉ cần trong quy tắc, 100 tỷ đô la Mỹ trở mình gấp chục lần trăm lần cũng không ai quản anh. Nhớ năm xưa, tứ tiểu Long Á Châu thịnh cực nhất thời, sau cơn bão tài chính đi qua, bị George Soros thổi quét sạch trơn hơn 10 năm thành tựu kinh tế của tứ tiểu Long, thật là ứng với một câu, cực khổ mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Nhưng lại có cách gì? Ai bảo các anh hoàn toàn dựa theo quy tắc người khác làm việc, không biết người khác bố cục lâu dài, từ lâu đã đào một cái bẫy cho các anh nhảy vào, các anh lại muốn nhảy, người khác muốn ngăn cản cũng không được. Cho đến hôm nay, ai còn không biết tứ tiểu Long Á Châu từng huy hoàng. Nói chuyện với Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm một hồi, cho họ biết tốt nhất cẩn thận làm việc, đứng đặt trứng gà trong một cái rổ, kết quả hai người rất không kiên nhẫn nói Hạ Tưởng vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hạ Tưởng cũng là bất đắc dĩ, khi phụ nữ yêu tiền, ngay cả chồng cũng không cần, cũng thật là đáng sợ. Vô tình ngủ ở trong phòng sách, nửa đêm tỉnh dậy, mới phát hiện trên người khoác một chiếc áo. Hạ Tưởng chuẩn bị về phòng ngủ, vừa đẩy cửa, thấy một thân thể trắng như tuyết nằm ở trên sofa phòng khách, Tiểu Quỳ chỉ mặc bra và quần lót, mông hướng lên nằm trên sofa ngủ thật ngon, tấm thảm đắp trên người bị trượt xuống đất, lộ ra nửa thân trần tươi trẻ. Dưới ánh đèn hoàng hôn, thân thể của Tiểu Quỳ đẹp mà gợi cảm, khiến người ta mơ màng. Hạ Tưởng đoán được tâm tư của Tiểu Quỳ, cô là muốn cách hắn gần một chút, tiện nghe được động tĩnh của hắn ở trong phòng sách, không khỏi trong lòng cảm động. Dầm, một tiếng, Hạ Tưởng cố ý đóng cửa phòng, Tiểu Quỳ bừng tỉnh. Cô lập tức từ sofa trở mình lên, một câu, bí thư Hạ, không nói ra, liền phát hiện nửa thân trần ở bên ngoài của cô, không khỏi đỏ mặt. Trưa hôm sau, Hạ Tưởng đang ở thành ủy chủ trì một hội nghị cán bộ trung tầng, lần lượt từ Cục Công an thành phố và bệnh viện truyền đến tin tức, Mã Quân bị Cục Công an thành phố miễn đi chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công an quận, từ Tử Kỳ khỏi bệnh xuất viện, hai tin tức gần như đồng thời truyền tới, khiến người ta không thể không suy đoán liên hệ bên trong hai sự kiện. Chương 1107, dưới chân có đường, phía sau có giới hạn. Vừa ra viện, từ Tử Kỳ liền chuyển đến căn hộ mà Lương Thu Duệ cấp cho. Từ Tử Kỳ thân là thư ký của bí thư, việc chuyển nhà của y không thể giấu giếm được người khác, rất nhanh đã huyên náo khắp trụ sở thành ủy khiến ai ai cũng biết. Nói gì cũng có người ngưỡng mộ, có người châm chọc khiêu khích, mỉa mai cái mông ngựa chỉ lời tâng bốc, nịnh hót của Lương Thu Duệ vỗ rất kêu, không chỉ theo sát sau mông bí thư Hạ, đến cả mông ngựa của thư ký của bí thư cũng vỗ, thật là mất mặt. Nhưng cũng có người nói Lương Thu Duệ mới là người thông minh. Bởi vì trong giới chính trị trong nước những ví dụ về trưởng ban thư ký cấp nhà ở cho thư ký cũng có, ví dụ điển hình nhất thuộc về thư ký của Tổng Bí thư năm đó là Mễ Kỷ Hỏa khi lần đầu tiên đảm nhiệm trọng trách đương đại là thư ký của Tổng Bí thư của Bí thư tỉnh ủy, bởi vì nhận được sự tán thưởng của Tổng Bí thư, trưởng ban thư ký tỉnh ủy lúc đấy đích thân đem căn hộ nhượng lại cho Mễ Kỷ Hỏa ở. Hiện nay Mễ Kỷ Hỏa là chánh văn phòng Tổng Bí thư, nghe nói, đã rất chiếu cố đối với trưởng ban thư ký năm đó có ân nghĩa nhượng căn hộ. Luôn khắc ghi tình nghĩa của ông ta trong lòng. Cho nên có người nói nhượng cho người ta một căn nhà ở, bảo đảm cả đời đi trên con đường tơ lụa. Đương nhiên những điều ở trên chỉ là chuyện cười, nhưng Lương Thu Duệ nhượng phòng cho Từ Tử Kỳ, cũng quả thực dẫn phát ra những ngờ vực vô căn cứ của không ít người,
đều đang nghĩ, Lương Thu Duệ coi trọng Bí Thư Hạ như vậy sao? Buổi chiều, Chu Minh Hoành chính thức đệ trình văn bản kiểm điểm lên thành ủy, là lấy xe công dùng vào việc riêng, sau khi say rượu đã lái xe và sau đó nhận sai với lãnh đạo thành ủy, thừa nhận sai lầm, lãnh đạo thành ủy đương nhiên chính là Hạ Tưởng rồi, thành ủy là một cách xưng hô rất không rõ ràng, cụ thể là ai, hiển nhiên chính là Bí Thư thành ủy. Chu Minh Hoành vừa nhận sai với Hạ Tưởng, vừa thầm chế giễu trong lòng, nhận định rằng Hạ Tưởng vẫn còn ghi hận trong lòng đối với những việc mà y đã từng làm ở thành phố Thiên Trạch lần trước, cố ý trừng trị y. Nên trong lòng y đã hận Hạ Tưởng đến tận xương tủy, quyết định cùng Trương Quốc Vĩ đi chung đến cuối con đường, không cho Hạ Tưởng phát triển an toàn ở Tần Đường, tốt nhất là một năm nửa năm sẽ chán trường rời khỏi Tần Đường. Hạ Tưởng nhìn ra sự bất mãn của Chu Minh Hoành, không giải thích, không nói nhiều, chỉ sau khi đi qua hết sân khấu, lại khuyên giải an ủi vài câu, và đưa mắt nhìn theo Chu Minh Hoành rời đi. Hắn cũng biết rõ, giữa hắn và Chu Minh Hoành, mâu thuẫn không thể chốc lát có thể hóa giải được. Dù sao hắn lần này là đối phó với công việc chứ không phải đối phó với người, sẽ không quản bất kỳ cảm tưởng gì của Chu Minh Hoành. Trong việc xử lý vấn đề của Mã Quân, Lưu Kiệt Huy tuy cũng gây ra áp lực từ các phương diện, nhưng từ đầu đến cuối lại không đích thân gọi điện tới mở miệng với hắn, cũng không biết là tự cao với thân phận, hay là có những băn khoăn khác. Nếu Lưu Kiệt Huy gọi điện tới thì còn dễ nói một chút, y lại luôn nấp ở đằng sau, ngược lại khiến Hạ Tưởng có chút đề phòng trong lòng. Ấn tượng mà Lưu Kiệt Huy mang đến cho hắn là không thành thật và mèo già hóa cáo, cũng không phải là hệ dễ đối phó. Không cần phải nói, Lưu Kiệt Huy tất có chuẩn bị ở sau. Cục diện của thành phố Tần Đường, so với cục diện của thành phố Thiên Trạch còn phức tạp hơn, còn khó mở ra hơn. Đừng nghĩ hắn là bí thư ở Tần Đường, là nhân vật số một, nhưng ở Thiên Trạch hắn là thị trưởng, có thể dựa vào sự phát triển kinh tế, để lôi kéo đầu tư làm cơ hội. Lấy đòn bẩy kinh tế để nảy lên lợi ích của các phương, nhưng ở Tần Đường với nền kinh tế phát đạt, hắn lại không nắm chắc được công việc về kinh tế, muốn mượn lợi ích kinh tế làm điểm đột phá, là phương pháp không khả thi. Hơn nữa chẳng những phải đối đầu với sự bức bách của một thị trường vô cùng cứng rắn mạnh mẽ, còn có một vị chủ tịch hội đồng nhân dân trốn ở phía sau, bốn bộ máy lớn thì có nhân vật số một của hai bộ máy là đoàn kết một lòng với nhau, hắn đúng thật là một kẻ đến không được hoan nghênh. Nhưng chuyện trên chính trị lại không thuận theo con người, thế lực của Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường càng lớn, tỉnh ủy lại càng lo lắng, lại càng tìm cách đánh vỡ cái độc đại của Trương Quốc Vĩ, cái chính trị muốn chính là cân bằng, không phải độc tài quyền thế. Cho dù Phạm Duệ Hằng có tán thưởng Trương Quốc Vĩ đi chăng nữa, y cũng xuất phát từ đại cục, xem xét trên sự phát triển lâu dài của Tần Đường. Bởi thế mới hai lần khống chế sự thăng cấp của Trương Quốc Vĩ. Càng nghĩ càng rõ đó là... Bí thư thành ủy Tần Đường không rơi xuống đầu y, cũng sẽ không rơi xuống đầu Trương Quốc Vĩ, tất nhiên vẫn sẽ phái người khác đến phá cục diện của Tần Đường. Giống như năm đó sau khi Cao Thành Tùng dần dần phát triển an toàn ở tỉnh Yến, Trung ương cuối cùng không khỏi giống như gây khó khăn với y, ở bất kỳ một nơi nào đều không cho phép bí thư hoặc thị trưởng xuất hiện ở các cục diện hoàn toàn độc đại, nếu không, sức khống chế của tỉnh ủy đối với địa phương sẽ giảm xuống. Hạ Tưởng hoàn toàn rõ phương hướng con đường của hắn. Cân bằng thế cục Tần Đường, phá giải cục diện một nhà độc đại của Trương Quốc Vĩ, đạt được sự vừa lòng của tỉnh ủy hoặc là nói sự vừa lòng của nhân vật đằng sau luôn luôn chú ý hắn. Nhưng tình trạng bây giờ dùng một câu châm ngôn để hình dung chính là, tiền đồ là sáng sủa, nhưng đường đi thì khúc khuỷu, gập ghềnh. Cục diện của Tần Đường, quả thật rất khó tháo gỡ. Khi còn chưa đến giờ tan ca, Hoàng Đắc Ích gọi điện thoại tới, nói là muốn hân hạnh được mời hắn một bữa cơm. Có mấy người bạn cũng muốn đón tiếp về việc Bí Thư Hạ đến Tần Đường nhậm chức. Dù sao lý do nói rất dễ nghe, Hạ Tưởng khách khí mấy câu, thịnh tình của Hoàng Đắc Ích dù sao cũng rất khó từ chối. Bí Thư Hạ, phải cho quần chúng cơ hội gần gũi với lãnh đạo chứ. Không ít người đều rất tha thiết trông chờ việc ngài đến đây, ngài đã đến Tần Đường rồi, họ không thể hiện hết cái nghĩa của người chủ nhà, sợ sẽ khiến ngài cảm thấy người dân Tần Đường không đủ nhiệt tình hiếu khách. Hạ Tưởng ha hả cười. Anh Hoàng, anh thật là khéo đấy, được rồi, cứ theo ý anh đi, nhưng chỉ một lần này thôi nhé. Hoàng Đắc Ích buông điện thoại xuống, vui mừng đến rối cả miệng, lập tức phân phó một nhóm người đi chuẩn bị tốt trận thế, nghênh đón Bí Thư Hạ đã đến Tần Đường. Sự vui mừng của y là có nguyên do, vì từ khi Hạ Tưởng nhậm chức ở Tần Đường, không nhận bất cứ một bữa cơm khách nào, y là người đầu tiên mời được Bí Thư Hạ. Thể diện cũng rất lớn,
khiến hắn rạng rỡ như đón mùa xuân thứ hai, mặt mày hớn hở. Nơi Hoàng Đắc Ích hẹn gặp vẫn là Thiên Ngoại Thiên, y và đám người đứng ở cửa đợi bí thư hạ đến. Qua gần nửa giờ đồng hồ, một chiếc xe Audi màu đen từ từ chạy tới, vừa nhìn biển số thì không quen, nên y không để ý tới, tiếp tục nghiền cổ chờ đợi. Không ngờ sau khi chiếc xe dừng lại, Hạ Tưởng lại bước từ trên xe xuống, Hoàng Đắc Ích vừa thấy Thẩm Kiêu thất lễ, vội chạy tới thay Hạ Tưởng mở cửa, nhưng Hạ Tưởng đã một chân chạm đất, liền vẻ mặt tươi cười mà đứng im tại chỗ. Sao lại không đi xe hạng nhất chứ? Hoàng Đắc Ích vừa nghĩ liền hiểu, đang ngăn chặn lối lấy xe công dùng vào việc riêng, bí thư Hạ lấy mình làm gương, y vỗ đầu, lập tức phân phó cho thuộc hạ lái chiếc xe số 1 của Cục Công an thành phố mà y lái đến đi chỗ khác. Mới cùng mấy người tiến lên phía trước, nhiệt liệt hoan nghênh bí thư Hạ đã đến. Hạ Tưởng không dẫn theo ai, chỉ có thư ký Từ Tử Kỳ đi cùng. Khi lên đến trên lầu, Hạ Tưởng được dẫn vào ghế đầu, Từ Tử Kỳ cũng ngồi bên cạnh để tiếp. Khách mà Hoàng Đắc Ích đưa tới cũng không nhiều, tất cả chỉ có hai người. Mời khách ăn cơm phải chú ý rất nhiều, nhất là quan lớn có cấp bậc như Hạ Tưởng, vì Hạ Tưởng đường đường là nhân vật số 1 của thành ủy, việc chú ý lại càng nhiều. Nếu khách đi cùng quá ít, thì có vẻ không đủ long trọng, quá nhiều thì có vẻ ồn ào, hơn nữa dễ làm cho lãnh đạo không vui. Người tiếp khách cấp bậc quá cao, thì giọng khách sẽ át giọng chủ. Cấp bậc quá thấp, thì dễ nghi ngờ là khinh thị khách chính. Nếu tầng lớp quá cao, dễ khiến khách chính không vui. Tầng lớp quá thấp, khách chính cũng sẽ soi mói. Hơn nữa người tiếp khách vừa không thể nói quá nhiều, cũng không thể nói quá ít, càng không thể không biết nói chuyện. Dù sao muốn làm đúng mức, vô cùng không dễ. Hai người tiếp khách hôm nay, vừa nhìn thì không phải người bình thường, không phải nói cách ăn mặc của họ lộ ra vẻ giàu có, mà là lời nói cử chỉ hiện rõ là nhân vật thuộc tầng lớp nhất định. Hai người ở trước mặt Hạ Tưởng, cung kính mà khiêm tốn, không nói nhiều, mà đợi Hoàng Đắc Ích giới thiệu. Sau khi ngồi vào chỗ, Hoàng Đắc Ích trước tiên cáo tội với Hạ Tưởng, sau đó mới giới thiệu hai vị khách làm quen với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết chỉ cần dự tiệc khẳng định sẽ có người tiếp khách, bên ngoài là người tiếp khách nhưng thực tế là người trả tiền. Đương nhiên trả tiền là chuyện nhỏ, nhân cơ hội kết giao mới là chuyện lớn. Một người hơn 50 tuổi, đỉnh đầu đã chọc hơn một nửa, mắt nhỏ, mũi tẹt, vừa cười thì hai mắt híp thành một khe hở nhỏ. Chương 1108, thái quá cũng như bất cập, nóng vội. Hoàng Đắc Ích giới thiệu ông ta. Bí thư Hạ, vị này là Cát Tú. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Cái tên Cát Tú Hạ Tưởng cũng có nghe qua, nhưng chưa gặp bao giờ. Cát Tú là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Hoàng Đắc Ích giới thiệu ông ta làm quen với Hạ Tưởng, xem như một bước diệu kỳ. Hạ Tưởng liền không khỏi dành cho Hoàng Đắc Ích ánh mắt tán thưởng. Hạ Tưởng và Cát Tú hàn huyên mấy câu, bây giờ chỉ là bước làm quen ban đầu, là giai đoạn tiếp xúc, toàn là những lời khách sáo và chuyện tào lao. Ai cũng sẽ không nói những chuyện liên quan đến công việc, bởi vậy đơn giản là nói chuyện suông. Sau đó Hoàng Đắc Ích giới thiệu người đàn ông còn lại có thân hình cao gầy, chưa đến 50 tuổi làm quen với Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, vị này là Lý Hữu Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hữu hạn Thực nghiệm Đại Địa Tần Đường. Chỉ đơn giản nói qua, y không giới thiệu quá nhiều về quy mô nghiệp vụ của Công ty Thực nghiệm Đại Địa, bởi vì nếu Bí thư Hạ có hứng thú, khẳng định còn có đầu đề câu chuyện. Lý Hữu Quốc, Hạ Tưởng cười, chú của Lý Niên, rất thú vị, tiệc chiêu đãi mà hôm nay Hoàng Đắc Ích tổ chức rất có nội hàm, cũng không phải là bữa cơm bình thường. Đương nhiên rồi, với cấp bậc của hắn, cũng không thể vì ăn cơm mà ăn cơm, ai mời hắn, đều có muôn vàn nhu cầu lợi ích. Nếu mời bí thư thành ủy chỉ đơn giản là vì bữa cơm, vậy thì thật không biết nắm lấy cơ hội rồi. Sau đó thì chén rượu giao thoa, Hạ Tưởng trước đó đã thanh minh, hắn chỉ uống 3 chén. Hoàng Đắc Ích thịnh tình khuyên hai câu, thấy Hạ Tưởng vẫn kiên trì như thế, cũng không cố thêm. Trước mặt lãnh đạo nhiệt tình thì nhiệt tình, nhưng nhất định phải nắm chắc mức độ tốt nhất, biết đến điểm dừng, nếu không hảo tâm sẽ thành chuyện xấu, sẽ mất nhiều hơn được. Rất lâu sau bầu không khí vẫn sôi nổi, chủ yếu là Đắc Ích và Lý Hữu Quốc nói chuyện, các mặt đều nghĩ rất chu toàn, lời nói ra cũng rất có chừng mực, vừa tô đậm cho bầu không khí, lại không đến mức có vẻ đột ngột. Quả nhiên là một cao thủ hòa giải. Khi bầu không khí cũng đã sắp sửa, Hạ Tưởng đưa ra yêu cầu kết thúc bữa tiệc, hôm nay chỉ là làm quen một chút, gặp mặt, trên bàn ăn sẽ không nói ra được chuyện quan trọng gì. Bí thư muốn đi, Hoàng Đắc Ích cũng không tiện giữ lại, cả đám người tiễn ra bên ngoài,
Hạ Tưởng bắt tay Cát Tú nói. Ông Cát, về sau nhớ giúp đỡ nhiều cho công tác của thành ủy nhé, ông là chủ tịch hội đồng nhân dân, tôi cũng phải nhận sự đốc thúc của nhân dân. Cát Tú vội khiêm tốn vài câu. Tôi làm việc dưới sự lãnh đạo của thành ủy, bất cứ lúc nào cũng xin nhận tinh thần chỉ thị của bí thư Hạ. Hạ Tưởng bắt tay Lý Hữu Quốc nói. Đồng chí Hữu Quốc, công ty thực nghiệm đại địa phạm vi nghiệp vụ rất rộng, về sau phải vì sự phát triển kinh tế của Tần Đường mà làm nhiều cống hiến nhé. Lý Hữu Quốc vội gật đầu tán thưởng. Nhất định sẽ làm theo tinh thần chỉ thị của bí thư Hạ. Hạ Tưởng bắt tay với Hoàng Đắc Ích thì đơn giản nhiều rồi, thuận miệng nói một câu. Đắc Ích, lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe. Hoàng Đắc Ích nghe ra sự thân thiết trong lời nói của bí thư Hạ, vui như mở cờ trong bụng. Sau khi Hạ Tưởng chào từ biệt đám người Hoàng Đắc Ích, thì lên xe mà đi, khiến họ không thể ngờ đó là, trong một căn phòng ở bên kia đường đối diện với lầu 3 của khách sạn Thiên Ngoại Thiên, Trương Quốc Vĩ và Lưu Kiệt Huy đứng trước cửa sổ, nhìn rõ mồn một khung cảnh Hạ Tưởng và đám người Hoàng Đắc Ích chào từ biệt nhau. Trương Quốc Vĩ còn tạm, cười nhếch mép, hình như không cho là đúng đối với cuộc gặp mặt của đám người Hạ Tưởng và Hoàng Đắc Ích, Cát Tú. Lưu Kiệt Huy lại mang vẻ mặt u ám, trong ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ. Quốc Vĩ, bí thư Hạ hình như được ngưỡng mộ hơn cả Ngả Thành Văn và Phương Tiến Giang nhỉ. Lưu Kiệt Huy quay lại ngồi vào chỗ của mình, trừng mắt nhìn Mã Quân đang uống rượu giải sầu. Chẳng có triển vọng gì, không phải là phó cục trưởng phân cục, thì làm được gì. Cậu không thể thay đổi được suy nghĩ, tôi thấy cậu làm kinh doanh cho xong đi, quan trường không phải là nơi để cậu ngồi không. Trương Quốc Vĩ ha hả cười. Ông Lưu, ông cũng đừng phê bình Mã Quân nữa, cậu ta cũng đủ xui xẻo rồi, còn không phải nói nghĩa khí ra mặt thay bạn nên đã hại cậu ta sao. Mã Quân là một người trẻ tuổi rất khá, chỉ là có một điểm, thích uống rượu, một khi rượu là say, một khi say là phạm sai lầm. Cậu ta không làm phó cục trưởng thật ra lại tốt, ra khỏi quan trường, bầu trời trên đầu càng rộng lớn. An ủi Mã Quân xong, Trương Quốc Vĩ lại tiếp lời Lưu Kiệt Huy nói. Bí thư Hạ quả thực có dự tính, chủ yếu là hắn ta trẻ, trẻ là cái quý giá, không nói cái khác, chỉ nói về niên hạn chịu đựng, hắn cũng có thể chịu đựng đến mức tôi không còn cáu gắt nữa. Nhưng mà hắn kém tôi 11 tuổi, sự cách biệt 11 tuổi, trong quan trường cũng là mấy tầng trời cao rồi. Tôi không làm kinh doanh, tôi nuốt không nổi cục giận này. Mã Quân một hơi uống cạn ly rượu, rồi lại rót tiếp ly khác. Bí thư Hạ ngọn lửa đầu tiên đã lấy tôi làm mồi nhóm, tôi không phục, tôi đâu có đắc tội với anh ta dựa vào cái gì mà cắt chức tôi. Tôi không để yên cho anh ta đâu. Trách ai, chỉ bằng trách cậu đã quá lỗ mãng đụng vào thư ký bí thư, miễn chức là còn nhẹ, đừng cho rằng thi trưởng Hạ vừa mới đến mà không dám làm gì, hắn là bí thư, là nhân vật số một của thành ủy Tần Đường. Lưu Kiệt Huy thở phì phì mắng Mã Quân mấy câu. Cậu nói cậu là người sắp 30 tuổi rồi, vậy mà vẫn mang tính con lừa, một chút là ầm lên. Cậu tự mình lao đầu vào tấm sắt, đến mức đầu rơi máu chảy, còn có thể trách người khác không kéo cậu lại sao? Đừng có gây thêm chuyện nữa. Không được, tôi sẽ gây phiền phức cho anh ta, tôi không tin trên người anh ta sạch không có một chút cứt nào. Tôi liều mạng với anh ta, ngày ngày điều tra vấn đề của anh ta, khiến anh ta ngủ không yên giấc. Chuyện đàn bà, chuyện kinh tế, không tin anh ta không có vấn đề gì. Mã Quân nghiến răng nghiến lợi nói, mắt lộ ra sự hung hãn. Khiến tôi không còn đường sống, tôi cũng cho anh ta đi vào đường cùng. Lưu Kiệt Huy còn muốn nói gì đó, Trương Quốc Vĩ mắt lại chợt sáng lên. Hạ Tưởng một mình đến Tần Đường, bên cạnh không có đàn bà thật quá không bình thường, hắn mới 32 tuổi, đang độ sung nhất. Đúng, trước hết điều tra tác phong sinh hoạt của anh ta. Mã Quân đập bàn. Lưu Kiệt Huy lắc đầu. Vấn đề tác phong sinh hoạt của bí thư thành ủy. Đừng gây náo loạn nữa, tưởng dễ hay sao chứ? Đến tỉnh ủy sẽ bị khống chế lại thôi. Muốn lấy vấn đề tác phong sinh hoạt để vật ngã một bí thư thành ủy, thật viển vông. Vấn đề tác phong sinh hoạt không làm được gì, nhưng nếu trở thành sự kiện xôn xao thì cũng không có cách mà thu dọn đâu. Bản lĩnh khác của Mã Quân thì không có, nhưng chủ ý xấu xa thì lại rất nhiều. Vụ án nổ mìn hại chết tình phụ ở tỉnh Tề vào một thời gian trước, cũng không làm cho một quan lớn cấp phó tỉnh ngã ngựa sao. Trương Quốc Vĩ thấy độ lửa đã đến, liền ha hả cười. Cậu càng nói càng không ra thể thống gì cả, uống rượu, uống rượu.
Lưu Kiệt Huy ít nhiều hiểu được cách đối nhân xử thế của Trương Quốc Vĩ, biết Trương Quốc Vĩ rất giỏi mượn đao giết người, đồng thời bản lĩnh mượn gió nhóm lửa cũng hạng nhất, liền nghi ngờ Trương Quốc Vĩ có ý muốn thêm gió cho sóng, lại thấy Trương Quốc Vĩ có chuyển biến tốt lại thôi, rõ ràng là muốn đứng ngoài cuộc, cũng tính bỏ qua không đề cập đến. Được rồi, Mã Quân, cậu cứ chịu khó một thời gian, bản thân nghĩ phương pháp trước đi, đừng suốt ngày suy nghĩ đường ngang ngõ tắt nữa. Khắp đầu Mã Quân chỉ có những suy nghĩ trả thù, làm gì còn để ý đến những lời của Trương Quốc Vĩ, y lại uống thêm hai hớp rượu, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó. Đúng rồi, người tình quan lớn của vụ án nổ mìn ở tỉnh Tề, chính là bắt nguồn từ chuyện bảo mẫu của quan lớn, sau đó là lên giường, nghe nói bây giờ nhà bí thư Hạ cũng có một tiểu bảo mẫu, ha ha, đúng lúc lắm. Trương Quốc Vĩ không tiếp lời của Mã Quân, chuyển hướng đề tài. Nói ra công ty của Kim Cương quy mô không nhỏ, Mã Quân, cậu xem ra làm kinh doanh cùng cậu ta, khẳng định kiếm được tiền. Mã Quân ngoài miệng ứng phó, tâm tư lại sớm đã chạy rất xa rồi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào chai rượu, dường như trong rượu không phải là rượu mà giống như là thuốc độc, có thể một ngụm giết chết Hạ Tường. Trương Quốc Vĩ không hề để ý tới Mã Quân, quay sang nói với Lưu Kiệt Huy. Ông Lưu, Hạ Tường để cho Hoàng Đắc Ích cắt chức Mã Quân. Rồi lại khống chế sự đề danh của Tương Huy, hắn chỗ nào cũng nhằm vào ông phải cho ra một điều lệ chứ. Tôi có thể có cách gì đây? Tôi là chủ tịch hội đồng nhân dân, anh ta là bí thư thành ủy, tôi có thể quản được anh ta sao? Lưu Kiệt Huy ngoài miệng nói không còn cách nào, kỳ thực trong lòng sớm đã có kế sách. Trương Quốc Vĩ cười ha hả, gã cũng nhìn ra Lưu Kiệt Huy đã bị gã làm thay đổi hoàn toàn cảm xúc, cũng không nói thêm gì. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài sắc đêm đen như mực. Tần Đường tuy không khí rét lạnh không như thiên trạch, nhưng mùa thu đến rất sớm, sắp đến quốc khánh, bóng đêm đã mát như nước. Hạ Tưởng và Từ Tử Kỳ đã về đến thành ủy, Từ Tử Kỳ lấy ra một tấm thẻ, ái ngại nói. Bí thư Hạ, khi bắt tay, Lý Hữu Quốc kín đáo đưa cho tôi một tấm thẻ. Hạ Tưởng không nhận, ông cầm lấy, tự trong lòng biết là được rồi. Từ Tử Kỳ biết bình thường bí thư Hạ đối với y yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, bởi vì bí thư Hạ luôn lấy mình làm gương, chưa bao giờ nhận quà tặng, càng không thấy hắn nhận tiền. Nói thật, người làm quan có mấy ai không hám tài. Bí thư Hạ có tổ chức kinh tế của riêng mình thì không nói, nhưng con người đều không chê tiền nhiều, quả thực bí thư Hạ vô cùng biết tự hạn chế, cũng khiến y không dám tùy tiện nhận đồ này nọ của người khác. Nhận tiền của người thì phải thay người giải trừ tai họa. Thái độ làm người của bí thư Hạ rất có nguyên tắc, hắn muốn làm giúp người khác thì cũng phải có thể nói được mới được. Lý Hữu Quốc mặt ngoài là tặng thẻ cho y, kỳ thật dụng ý rất rõ ràng, là muốn y chuyển giao cho bí thư Hạ. Bí thư Hạ lại không cần, bảo y cầm lấy, trong lòng y vô cùng cảm động. Xưa nay lãnh đạo ăn thịt, lính gặm xương, không ngờ bí thư Hạ đến nhìn cũng không thèm nhìn mà để toàn bộ thẻ lại trong tay y, phải biết rằng. Với thực lực của Lý Hữu Quốc, xuất hàng ít nhất cũng phải trên 100.000 tệ. Trên quan trường, còn có chuyện lãnh đạo không nhận tiền mà để lại cho thư ký sao? Từ Tử Kỳ đến nghe cũng chưa nghe qua, bây giờ lại đích thân trải nghiệm, nhất thời không dám tin, cũng không biết nói gì thì tốt. Hạ Tưởng thấy Từ Tử Kỳ ngây ra, liền mắng y một câu. Giờ tạm giữ lấy, đừng đụng đến tiền bên trong, sau này ra sao, sau này tính. Từ Tử Kỳ nhìn bóng bí thư Hạ tan dần trong bóng đêm, mới cầm tấm thẻ cất cẩn thận. Sự tín nhiệm của lãnh đạo là của cải lớn nhất, trong lòng y đã rõ. Ngày hôm sau, buổi chiều sau khi tan ca, Hạ Tưởng đích thân đến bến xe đón Vệ Tân. Vệ Tân lái xe đến, lại cố phải vòng qua bến xe, nói là chỉ có ở bến xe đón đưa mới có cảm giác đang hành trình, Hạ Tưởng chỉ đành nghe theo cô. Vệ Tân đã gầy đi. Vệ Tân mặc chiếc áo gió màu đen đứng cạnh chiếc xe Audi màu xanh da trời, giống như chim nhạn bay về nam trên bầu trời xanh, xa xăm mà tịch liêu, chỉ liếc qua đã khiến Hạ Tưởng không hiểu vì sao mà đau lòng. Khuôn mặt cô hơi tiều tụy, đôi môi trắng bệch, lúc này khí thu khoan khoái, là mùa khiến người ta thoải mái nhất, cô đứng dưới ánh mặt trời tươi đẹp, nhưng lại có chút cảm giác hư lãnh. Những ngón tay của mềm mại nhưng yếu ớt, hơi lạnh cóng, Hạ Tưởng không khỏi thầm than. Vệ Tân là một người phụ nữ tâm tư kín đáo, cũng chính bởi vì thế, cô mới hao tổn tinh thần quá mức, mới quá mệt mỏi. Lên xe, Hạ Tưởng đích thân lái xe, hỏi cô. Có phải chỗ nào không khỏe phải không? Trông em mệt mỏi lắm, nên chú ý nghỉ ngơi, đừng làm khó cho mình.
Vệ Tân miễn cưỡng cười. Anh đừng quan tâm em bao nhiêu tuổi rồi chứ, đâu còn là con nít nữa. Chỉ là lái xe liên tục, nên có chút mệt thôi. Đến khi nào có thời gian thì quay lại Mỹ kiểm tra lại bệnh tình một chút. Anh thấy lo cho em. Hạ Tưởng nắm chặt tay Vệ Tân, cảm thấy lòng bàn tay của cô đã mất đi hơi ấm quen thuộc ngày xưa, càng thêm đau lòng. Hơi ấm trong lòng bàn tay Vệ Tân là hương phụ nữ mà Hạ Tưởng say đắm nhất, ít nhiều lần trong những lúc hắn mệt mỏi nhất, Vệ Tân dùng sự ấm áp trong lòng bàn tay ấn thái dương cho hắn, xoa bóp cho hắn, rồi hà hơi ấm ra làm ấm tai cho hắn, chuyện cũ không nhớ lại thì thôi, nhưng khi nhớ lại khiến người ta yêu thương đến ghi lòng tạc dạ. Hắn nợ Vệ Tân rất nhiều, chỉ là hai thế giới không có cách nào để bù đắp tất cả, khiến người ta đau lòng khi phải nói đành vậy với thế sự. Trong lòng Hạ Tưởng chợt hiện lên một dự cảm chẳng lành, căn bệnh lạ của Vệ Tân, lẽ nào đã phát lại rồi sao? Thị trường thương vụ điện tử ở Tần Đường rất có triển vọng, em cứ yên tâm ở lại, trước mắt nghỉ ngơi một thời gian, công tác tiền kỳ anh đã phái chuyên gia phụ trách. Hạ Tưởng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Vệ Tân. Em nhất định phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, anh muốn đợi sau khi em khỏe lại, làm cơm quê nhà của thành phố Yến cho anh ăn. Vệ Tân vui vẻ mỉm cười. Nói dối, anh thật ra đâu muốn em tới đây, đối với anh mà nói em sớm đã không còn cảm giác mới lạ rồi, đàn ông toàn là những mặt hàng có mới nới cũ. Hạ Tưởng thầm nghĩ kiếp trước và đời này, hắn sớm đã quen thuộc với cơ thể của cô đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, nhưng hắn đối với cô, ngoài tình yêu ra, nhiều hơn chính là thân tình rất đậm, xem cô là một người thân quan trọng nhất trong sinh mạng hắn. Có mới nới cũ là bệnh chung của đàn ông, nhưng đối với Hạ Tưởng luôn khác với người bình thường mà nói, có mới không nới cũ mới là bản sắc thật. Vệ Tân đến Tần Đường chậm một ngày, hóa ra là đến Thiên Trạch gặp Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm muốn Vệ Tân giúp cô cùng vơ vét của cải của dân Mỹ, cũng muốn sang Mỹ một chuyến, đích thân xử lý một số công việc, muốn Vệ Tân làm bạn đồng hành. Đồng thời muốn kiểm tra lại bệnh tình cho Vệ Tân, Vệ Tân không trả lời ngay, nói là muốn suy nghĩ thêm. Kỳ thật là cô muốn trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng, cũng sợ một khi sang Mỹ không thể quay lại trong thời gian ngắn, cô quá nhớ Hạ Tưởng, không gặp Hạ Tưởng một lần, cô khó mà yên tâm. Thu xếp xong chỗ ở cho Vệ Tân, lại cùng cô ăn cơm trưa. Cũng may, khí sắc của Vệ Tân đã khá hơn nhiều, Hạ Tưởng muốn cô nghỉ ngơi trước, buổi tối sẽ đến thăm cô. Vệ Tân đồng ý. Đợi Hạ Tưởng đi ra đến cửa, cô bỗng nhiên gọi to. Này, em còn muốn nói với anh một câu. Hạ Tưởng gật đầu. Anh nghe đây. Nếu có một ngày em không còn nữa, anh không cần ngày ngày phải nhớ em, chỉ cần chôn em ở một nơi sâu nhất trong lòng anh, có một không gian nho nhỏ là được rồi. Hạ Tưởng chỉ đành phải cười an ủi. Được rồi, cô bé ngốc, em lúc nào cũng nghĩ lung tung, giống Lâm Đại Ngọc tên nữ nhân vật chính trong Hồng Lâu Mộng. Sau khi Hạ Tưởng đi, Vệ Tân ngơ ngác đứng bên cửa sổ, nhìn Hạ Tưởng lái xe rời đi, không biết vì sao trong lòng vô cùng lạnh lẽo, nước mắt tràn mi. Buổi chiều vừa vào làm, Nam Hân Vũ liền đến báo cáo công việc. Hạ Tưởng hơi có chút phiền chán, Nam Hân Vũ nóng vội rõ ràng là thái quá cũng như bất cập, không ngờ Nam Hân Vũ vừa mở miệng liền nói ra một việc khiến hắn vô cùng hứng thú. Bí thư Hạ, có một việc tôi muốn báo cáo với ngài một chút. Đó là vấn đề ứng cử viên phó cục trưởng cục xây dựng đô thị, tôi muốn đề cử đồng chí Chiến Nhâm. Mặc dù Nam Vũ Hân có đôi lúc nói thẳng, nhưng cô cũng không vượt quá giới hạn. Cô là ủy viên thường vụ thành ủy, lại là phó thị trưởng phân công quản lý hệ thống xây dựng đô thị. Ở cục xây dựng đô thị, phó cục trưởng cục xây dựng đô thị có quyền phát ngôn nhất định. Đồng chí Chiến Nhâm đã công tác ở hệ thống xây dựng đô thị nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, năng lực tốt. Cá nhân tôi cho rằng để cho đồng chí Chiến Nhâm đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng là nguyện vọng chung của mọi người. Lý lịch của Chiến Nhâm, Hạ Tưởng cũng không biết rõ, Nam Vũ Hân lại sớm có chuẩn bị, chuyển tư liệu của Chiến Nhâm lên. Chiến Nhâm năm nay 38 tuổi, tốt nghiệp khoa công trình thổ mộc Đại học Đồng Tế, học vị thạc sĩ, đang đảm nhiệm chức vụ tránh văn phòng cục xây dựng đô thị thành phố Tần Đường. Xem xét kỹ một chút, Chiến Nhâm không những là cán bộ có học thức, những thiết kế của Chiến Nhâm còn đạt được không ít giải thưởng. Là một nhân tài hiếm có. So sánh với lý lịch kém cỏi của Lưu Kiệt Huy, thì phân rõ cao thấp, Hạ Tưởng không thay đổi sắc mặt đặt lý lịch của Chiến Nhâm xuống, không nhanh không chậm nói. Đồng chí Chiến Nhâm quả thật là một đồng chí tốt về mọi mặt. Để tôi suy xét một chút.
Nam Vũ Hân đoán không ra ý tưởng thực sự của Hạ Tưởng, định hỏi lại nhưng lại cảm thấy hơi đột ngột. Tuy nhiên tính cách của cô ất ngay thẳng, liền nói. Tôi vừa mới gặp trưởng ban bí thư, ấn tượng của ông ấy với Chiến Nhâm không tồi. Nếu như vậy, thì dành sắp xếp thời gian mở cuộc họp nghiên cứu một chút. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, không chút để ý hỏi. Vũ Hân, gần đây liên quan đến ý kiến phản hồi của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển về khu công nghiệp kỹ thuật cao, có tin tức gì không? Nam Vũ Hân lắc đầu. Không có tin tức cụ thể gì. Đến đó hỏi người ta luôn trả lời vẫn đang nghiên cứu. Bảo chúng ta chờ trả lời, không biết phải chờ tới lúc nào. Đó đều là quan chức cấp cao của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, tôi chỉ là một phó thị trưởng qua đấy, người ta không thèm ngước mắt nhìn. Không được nói những lời giận dữ, công việc phải làm như thế nào thì cứ thế mà làm. Hạ Tưởng không nặng không nhẹ nhắc nhở Nam Hân Vũ một câu. Hắn phát hiện Nam Vũ Hân mặc dù cũng có ý đồ, nhưng vẫn nhanh mồm nhanh miệng. Phỏng chừng cô cũng đã chịu không ít thiệt thòi vì tính cách của mình. Chỉ có giữ mồm giữ miệng mới có thể tồn tại trong môi trường này. Tiếp tục nắm chắc công tác phê duyệt, không được nới lỏng. Đề danh chức Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị, sớm nhất sẽ được họp nghiên cứu. Chương 1109, trước đài nghiên cứu, độc thủ phía hậu đài. Nam Hân Vũ trong lòng biết chút rồi, tuy rằng Bí Thư Hạ không có đáp án rõ ràng nhưng cũng không phản đối. Điều đó chứng minh đối với sự đề danh của cô xem như ngầm thừa nhận, trong lòng cảm thấy vui vui. Nam Hân Vũ vừa đi thì Từ Tử Kỳ bước vào, vừa rót trà cho Hạ Tưởng, vừa nói. Chiến Nhâm và chồng của Nam Hân Vũ là bạn học. Hạ Tưởng nhận chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, không sợ người bên dưới có tư tâm tạp niệm, chỉ sợ không rõ quan hệ của ai với ai, sẽ bị người khác lợi dụng. Thân là kẻ bề trên, đừng nghĩ ở tít trên cao. Nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ từng chân tơ kẽ tóc mà không thấy sai lầm của những chuyện lớn dễ nhận thấy, cấp dưới thường xuyên dựng chuyện lừa gạt cấp trên là chuyện thường tình. Không lâu sau, Lương Thu Duệ liền tới. Sau khi nghe tinh thần chỉ thị của Hạ Tưởng về việc chọn người cho vị trí Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị, liền đi chứng thực. Thấy sắp đến giờ tan tầm, Hạ Tưởng nghĩ rằng không còn việc gì nữa, không ngờ trưởng ban tuyên giáo Trần Thiên Thu tới tìm. Trần Thiên Thu nét mặt niềm nở giống như một đóa hoa cúc, vừa vào cửa liền tươi cười nói. Ồ, hoa hải đường của Bí Thư Hạ quả thật rất đẹp, rất ít gặp hoa hải đường nào được chăm sóc tốt như vậy. Tôi nghe nói, muốn chăm sóc hoa tốt thì tâm hồn con người cũng phải phóng khoáng, còn nếu không, hoa cũng rất khó sống. Không một dấu vết nịnh bợ, không nhìn ra, Trần Thiên Thu quả thật thâm sâu. Hạ Tưởng cũng thản nhiên cười. Đối với việc chăm sóc cây cỏ, tôi chẳng có bí quyết gì cả. Chỉ là chăm sóc cho vui thôi, ông Trần, mời ngồi. Trần Thiên Thu cũng không ngồi, trong tay cầm một xếp tài liệu. Bí Thư Hạ, đây là bản tổng kết công tác tuyên truyền năm nay và kế hoạch công tác tuyên truyền nửa năm sau, xin được anh phê chuẩn. Còn hai tháng nữa là hết năm, bây giờ tổng kết công việc cuối năm về hối đoái, Trần Thiên Thu có bài văn gì muốn làm đây? Hạ Tưởng cầm tài liệu, cúi đầu xem thì không sao, vừa xem đã thấy bực mình. Trong thời gian 10 tháng của năm 2008, trong bản tổng kết số lần xuất hiện trên báo và truyền hình của lãnh đạo thành ủy chủ chốt, số lần xuất hiện của Trương Quốc Vĩ hơn bí thư 10 lần. Không phải so đo việc xuất hiện hơn 10 lần, mà theo nguyên tắc tiên chế ưu tiên trên quan trường ở trong nước, thì số lần xuất hiện của thị trưởng không được nhiều hơn bí thư. Ở đâu ít hơn một lần cũng cần hiển thị ra sự khác biệt, thị trưởng Trương lại ngược lại, không ngờ lại muốn xuất hiện nhiều hơn so với bí thư. Nếu nói chỉ là sự đọ sức ngầm, nơi nơi lén lút kiềm chế bí thư đã không tính rồi, còn trực tiếp ức hiếp người thế này thật là quá đáng. Hạ Tưởng không tức giận mới là lạ, may mà không phải hắn, bởi vì Trần Thiên Thu tổng kết theo tình hình trước khi hắn đảm nhiệm chức vụ, đó là tổng kết công tác tuyên truyền của Ngả Thành Văn khi đảm nhiệm chức vụ. Bí thư Ngả ở thành phố Lang coi như không tồi, ít nhất cũng để cho Hạ Tưởng ấn tượng không tồi, không ngờ ở Tần Đường lại bị Trương Quốc Vĩ ức hiếp như thành như vậy. Kế hoạch công tác tuyên truyền sang năm, Trần Thiên Thu đã rõ ràng tinh thần chỉ thị công tác tuyên truyền, ban tuyên giáo là cơ quan ngôn luận của Đảng, theo sát phương châm đường lối của Đảng, lấy tinh thần tuyên truyền văn minh làm chủ, phát huy chính khí, VV Hạ Tưởng đã xem hiểu rồi, Trần Thiên Thu muốn nghiêng về Đảng ủy, nói cách khác, là y muốn nghiêng về phía hắn. Cũng đúng, ban tuyên giáo là một bộ phận của thành ủy, ngày ngày luẩn quẩn sau thị trường, cũng không ra cái thể thống gì cả. Hạ Tưởng liền lấy bút ra phê duyệt,
dựa vào tuyên truyền xúc tiến mở rộng, dựa vào tuyên truyền xúc tiến phát triển, dựa vào tuyên truyền liên kết lòng dân. Sau đó đưa tài liệu cho Trần Thiên Thu. Công việc của ban tuyên giáo vẫn đáng được khẳng định, đồng chí Thiên Thu. Công tác của đồng chí Thành ủy vẫn ghi nhận. Trần Thiên Thu hơi kích động tiếp nhận phê chuẩn của Hạ Tưởng, thể hiện quyết tâm. Ban tuyên giáo Thành ủy quyết định tổ chức tọa đàm về công tác tư tưởng tuyên truyền, học tập triệt để tinh thần chỉ thị trọng yếu của Bí thư Hạ, tổng kết công tác tuyên truyền thời gian trước, đồng thời sắp xếp công tác tuyên truyền tư tưởng trong thời gian trước mắt và sau này. Bí thư nắm rõ công tác tư tưởng, cần phải thống nhất tư tưởng, xây dựng lá cờ đầu, sự phối hợp của bộ phận tuyên truyền là vô cùng quan trọng. Ban tuyên giáo và ban tổ chức cán bộ là hai đơn vị lớn của Thành ủy, không thể thiếu một đơn vị nắm giữ nhân sự, một đơn vị nắm giữ tư tưởng, quyền điều hành nhân sự ở trong tay, đồng thời thống nhất nhận thức tư tưởng, đó mới là sự bắt đầu tạo lập quyền uy của bí thư. Thái độ ban đầu của Trần Thiên Thu khiến Hạ Tưởng liên tưởng tới ban tuyên giáo, bởi vậy, nắm trong tay hai đơn vị lớn của Thành ủy đã là bước đi đầu tiên. Sau khi Trần Thiên Thu đi, tâm tư của Hạ Tưởng như gồng lên. So sánh giữa bí thư với thị trưởng, quả thật quyền lực lớn hơn rất nhiều, ít nhất hắn cũng không cần chủ động lôi kéo lực lượng, chỉ cần ngồi chờ là người khác sẽ tiến đến. Đương nhiên cũng phải biết rằng tình thế ác liệt bây giờ, hành động của Trần Thiên Thu có thể xem là biểu hiện dựa vào, cũng có thể coi là báo cáo công tác bình thường, không thể chỉ xem trước mắt, còn phải xem hành động sau này. Mà sau khi hắn nhậm chức, Nhâm Hải Phong chỉ có báo cáo công tác một lần, hơn nữa còn là thái độ giải quyết việc chung, và hắn thiếu sự kết nối cần thiết, hiển nhiên, ban tổ chức cán bộ vẫn được nắm giữ trong tay của Trương Quốc Vĩ. Sau khi tan làm, biết Tiểu Quỳ không về nhà ăn cơm, hắn liền đi tới chỗ Vệ Tân. Vệ Tân nghỉ cả một buổi chiều, trạng thái tinh thần rõ ràng chuyển biến tốt, nét mặt tỏa sáng, xuất hiện những nét rạng rỡ mà một người phụ nữ nên có. Hạ Tưởng coi bộ yên tâm hơn nhiều, hắn lo lắng nhất là bệnh tình của Vệ Tân, giống như một quả bom hẹn giờ không biết nổ lúc nào, luôn là tâm bệnh khó chữa. Vệ Tân ở tại khách sạn 3 sao của Tần Đường, cô dành nửa tiếng buổi chiều để thuê nhà ở, là một căn nhà ở tiểu khu rất yên tĩnh, có hai phòng ngủ, một phòng khách, yên tĩnh nhưng lại ấm áp. Vệ Tân và Hạ Tưởng hẹn nhau, sau khi phòng ở sắp xếp xong mới để Hạ Tưởng đến ở, trước mắt thì phải chịu đựng chút. Hạ Tưởng đương nhiên không đồng ý, bởi vì sau khi tắm xong, Vệ Tân chỉ mặc có chiếc áo tắm, lộ bờ vai trắng, tóc ướt, đôi gò bồng lấp ló, hắn có thể chịu được mới lạ. Rất nhanh đã bế Vệ Tân lên giường, tận hưởng những cảm giác tuyệt vời. Sau đó, Hạ Tưởng đi tắm và đưa Vệ Tân đi ăn, Vệ Tân khá kén ăn, không phải vì cô ăn ngon, mà là cô ăn được ít mà kén chọn. Hạ Tưởng liền đưa cô đi đến mấy nhà hàng liền mới quyết định được. May mà hắn rất ít khi xuất hiện trên truyền hình, vì vậy khi đi ra ngoài rất ít người nhận ra vị bí thư của 7 triệu người dân của thành phố Tần Đường cũng giống như bao người thanh niên trẻ tuổi bình thường khác. Sau khi ăn xong, Vệ Tân nói với Hạ Tưởng kế hoạch sau này của cô. Suy nghĩ của cô và Hạ Tưởng giống nhau, cô vẫn muốn tiếp tục triển khai thương vụ điện tử, Hạ Tưởng muốn cô trước hết hãy hoàn thành tốt công việc tiền kỳ, khi chuẩn bị đã tạm ổn, hắn sẽ sắp xếp phó thị trưởng Nam Hân Vũ giúp đỡ cho kế hoạch đầu tư của cô. Vệ Tân cũng giống như bao phụ nữ khác, vừa nghe Nam Hân Vũ là tên của con gái, liền hỏi Hạ Tưởng, Nam Hân Vũ có phải là một cô gái rất xinh đẹp hay không? Hình tượng người phụ nữ vẹn toàn, khiến cho Hạ Tưởng không biết khóc hay cười. Cũng may Vệ Tân cũng rất hoạt bát hơn nhiều, cũng khiến Hạ Tưởng trấn an đôi chút, có lẽ bệnh tình của Vệ Tân sẽ vĩnh viễn không phát tác, cô ấy sẽ ở bên hắn vĩnh viễn và là một người phụ nữ cẩn thận chu đáo. Hạ Tưởng buổi tối không về nhà. Nghĩ muốn gọi điện cho Tiểu Quỳ không cần đợi hắn, không ngờ gọi thì không có ai nhấc máy, khiến cho hắn trong lòng hoài nghi, Tiểu Quỳ đi đâu rồi. Hắn vốn dĩ có chút không yên tâm về Tiểu Quỳ, bây giờ Tiểu Quỳ lại không có nhà, hắn không tránh khỏi suy nghĩ. Hạ Tưởng lo lắng không phải thừa, Tiểu Quỳ quả thật đi ra ngoài, tuy nhiên không phải đi chơi, mà là đi mua đồ ăn. Tiểu Quỳ vừa đi vừa khẽ ngân nga hát, dáng vẻ rất thoải mái. Lại không biết đằng sau có một bóng người đi theo cô từ lúc cô vừa đi ra cửa, đi theo cô qua mấy dãy phố, còn thừa dịp cô không để ý, chụp liên tiếp vô số ảnh của cô. Sau khi Tiểu Quỳ mua đồ ăn xong, trời đã tối rồi, cô một chút cũng không có tâm lý đề phòng, vừa đi vừa hát, tâm trạng vô cùng thoải mái. Từ chợ rau đến cửa sau của tòa nhà thành ủy, ở đấy có một con đường nhỏ, trời tối, ít người qua lại, Tiểu Quỳ cứ đi,
bỗng nhiên cảm thấy không bình thường, hình như phía sau luôn có tiếng bước chân theo sát cô. Cô quay người lại nhìn, bóng người kia liền chạy tới trước mặt, đẩy cô ngã, cô kêu lên một tiếng rồi ngã lăn trên đất. Bóng đen trong nháy mắt bỏ chạy, cơ bản không nhìn thấy rõ là nam hay nữ, dáng người như thế nào. Tiểu Quỳ không bị thương, chỉ có điều đồ ăn bị rơi xuống đất, cô liền có một chút ảo não, mắng bóng đen vài câu. Cô về đến nhà tìm tấm thẻ từ ra, đang suy nghĩ xem có nên kể chuyện này với Hạ Tưởng hay chú Lương không. Cô suy nghĩ một lúc, vẫn không biết phải làm thế nào. Chương 1110, khác nhau một chữ, ý nghĩa sâu xa. Mới đó thôi mà chỉ còn 3 ngày nữa là tới Quốc Khánh, Nghiêm Tiểu thì gọi điện thoại tới nói ngày mốt sẽ tới Tần Đường, Hạ Tưởng cũng không đành cự tuyệt, đành phải tỏ vẻ hoan nghênh. Nhưng quả thật là hắn bận tối ngày, các hạng công tác đọng lại một chỗ, mỗi ngày phải làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ. Ai nói bí thư thành ủy dễ làm, hàng ngày đều phải làm việc cật lực, có thư ký và trưởng ban thư ký cũng không ổn, có rất nhiều văn kiện phải do hắn phê duyệt. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu. Hắn không đưa ra ý kiến, người khác cũng không dễ chứng thực. Chỉ là phê duyệt công văn thôi mà khối lượng công việc cũng đã rất nhiều rồi. Việc bổ nhiệm phó cục trưởng cục xây dựng đô thị đành để sau, nhưng trên bản thảo bài diễn thuyết của buổi lễ quốc khánh, xuất hiện một sự tình mang ý vị sâu xa. Bản thảo diễn thuyết vốn dĩ là do Lương Thu Duệ khởi thảo, sau khi viết xong có đưa Hạ Tưởng xem qua. Hạ Tưởng có sửa một số chỗ, sau khi trả lại cho Lương Thu Duệ. Lương Thu Duệ còn nhờ Phạm Tiến phê duyệt. Phạm Tiến là phó bí thư, các bản dự thảo của những sự kiện trọng đại đều do Phạm Tiến thẩm định. Phạm Tiến sau khi sửa vài chỗ, trả lại cho Lương Thu Duệ. Lương Thu Duệ vừa xem, dở khóc dở cười, đoạn mà Phạm Tiến sửa chính là đoạn mà bí thư Hạ đã sửa qua. Trên bản thảo phát biểu có một chỗ nhắc đến Tần Đường là thành phố mạnh về kinh tế, bí thư Hạ sửa thành thành phố lớn về kinh tế. Nhưng sang tay Phi Phó Bí Thư Phạm lại sửa lại thành thành phố mạnh về kinh tế, Lương Thu Duệ thấy khó xử, rốt cuộc theo ý kiến của ai đây? Một thành phố lớn, một thành phố mạnh, chỉ khác nhau có một chữ, ý nghĩa đã khác nhau rồi, có nhiều ngụ ý trong đó. Thành phố lớn chưa chắc đã là thành phố mạnh, lớn có thể chỉ diện tích lớn, hoặc có thể chỉ tổng lượng kinh tế lớn, nhưng đều không thể bằng thành phố mạnh. Thành phố mạnh không nhất định là thành phố lớn nhưng có nền kinh tế phát triển mạnh và có sức ảnh hưởng lớn về kinh tế, VV, càng được người ta đánh giá hơn thành phố lớn. Xem xét kỹ lại, thành phố Tần Đường có thể xem là có nền kinh tế mạnh của tỉnh Yến, nhưng so với cả nước thì vẫn chưa được xem là thành phố mạnh. Quan điểm bất đồng, đã quyết định về sự bất đồng trong định vị của Tần Đường, bởi vậy, không thể nói bí thư Hạ sửa không đúng, cũng không thể nói là phó bí thư Phạm sửa dư thừa. Lương Thu Duệ là trưởng ban thư ký thành ủy, bí thư Hạ là lãnh đạo của ông, phó bí thư Phạm cũng là lãnh đạo của y. Theo trình tự thì sau khi phó bí thư Phạm ký thì sẽ thành văn bản, khác nhau một chữ, hai bí thư một chính một phó, y thật sự là bị kẹp trong tình thế khó xử. Việc này không thể xin chỉ thị, nếu không hiên rõ là y ở giữa châm ngòi ly gián, Lương Thu Duệ phân vân một hồi, sau cùng quyết định chọn bản thảo của phó bí thư Phạm sửa. Sau khi bản thảo được sửa hoàn chỉnh, Lương Thu Duệ lo lắng đưa cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhìn lướt liền nhìn thấy một trong đã bị sửa lại, giả bộ như không nhìn thấy, nói. Được, cứ làm như vậy đi, để lại bản thảo ở đây. Lương Thu Duệ quay người bước đi, nghĩ thế nào lại nói thêm một câu. Câu văn của bí thư Phạm quả thật xúc tích, thích nghiên cứu từng chữ một, năm nay khi ở Bộ Thương mại Bắc Kinh, được mệnh danh là cây bút của Bộ Thương mại. Hạ Tưởng dường như không để ý, chỉ thản nhiên đáp. Ồ, một tiếng, lại quay sang hỏi vấn đề khác. Thu Duệ, về việc đề danh Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị, tôi cảm thấy cần phải quyết định trước lễ Quốc Khánh, sau lễ Quốc Khánh cũng có rất nhiều việc, không nên kéo dài nữa. Lương Thu Duệ trải qua một thời gian tiếp xúc với Bí Thư Hạ, đối với tính cách của Bí Thư Hạ thì cũng dần dần đoán được ý của Bí Thư Hạ, nói. Tôi sẽ cùng với trưởng ban nhâm chứng thực một chút việc đề danh ứng cử viên, thời gian này có hai người được chọn. Một là Lưu Tương Huy, một là Chiến Nhâm. Ban tổ chức cán bộ đều xem xét rồi, cả hai người đều phù hợp điều kiện đề bạt. Hạ Tưởng chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn muốn giải quyết vấn đề còn sót lại trước lễ Quốc Khánh, hắn có tính toán của hắn, bởi vì hắn luôn cảm thấy Lưu Kiệt Huy quá bình tĩnh, không biết còn có chuẩn bị gì ở phía sau chưa thi triển. Hạ Tưởng cũng biết rõ mưu mẹo trong bản thảo phát biểu, hắn không nói, không có nghĩa là hắn không có suy nghĩ riêng.
hắn biết là bí thư Phạm sửa thành phố lớn thành thành phố mạnh. Chỉ khác một chữ thôi cũng không thể đem thành phố Tần Đường từ thành phố lớn thành thành phố mạnh. Nhưng trong cuộc khiêu chiến ngầm thì ý tứ hàm xúc của quyền uy của bí thư biểu lộ rất rõ ràng. Phạm Tiến là phó bí thư, là nhân vật lớn thứ ba ở thành phố Tần Đường, trên có bí thư và thị trưởng, dưới có phó chủ tịch thường trực và trưởng ban tổ chức cán bộ. Ông ta tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cũng kiêng kỵ nhất việc thò tay ra quá dài, vừa không thể không khiến bí thư trong lòng có cảnh giác với ông ta, lại cũng không thể khiến thị trưởng phiền não vì ông ta. Trên thực tế, chức phó bí thư cũng không phải dễ làm. Vừa phải khiêm tốn vừa phải thiết thực, lại phải thỉnh thoảng cần thể hiện quyền uy và phân lượng nên có, phải nắm rõ một mức độ không lệch trái không lệch phải không lên không xuống, quả thật không dễ dàng. Trên thực tế vị trí phó bí thư cũng rất tinh tế, tiến thêm một bước có khả năng thăng lên thị trưởng thậm chí là bí thư, lùi một bước thì có thể vẫn tung tăng ở vị trí phó bí thư. Phán đoán theo tình thế trước mắt, Phạm Tiến đang bất mãn với Trương Quốc Vĩ khoa tay múa chân về vấn đề nhân sự. Y còn có ý thăm dò điểm mấu chốt của nhân vật số một thành ủy. Hạ Tưởng thầm lắc đầu, cái hắn đối đầu không phải là một đối thủ, vừa có một thị trưởng đối địch, lại thêm một phó thị trưởng thường trực, lại còn một phó bí thư không nghe lời, công thêm một trưởng ban tổ chức cán bộ không trung thành, không thể không nói, cái chức bí thư của hắn hiện tại một chút cũng không thật với cái tên của nó. Tuy nhiên Hạ Tưởng một chút cũng không lo lắng, hắn mới đến Tần Đường không lâu, còn nhiều thời gian. Không ngoài dự kiến, hắn có khả năng làm hết một khóa ở Tần Đường. Hiện tại đến cả bước đầu tiên của cuộc vạn lý trường chinh cũng không tính, con đường phía sau còn rất dài. Nếu như đặt toàn bộ mâu thuẫn lên bàn cân, không sử dụng đến những thủ đoạn ngầm, thì hắn một chút cũng không sợ. Hắn chỉ sợ sẽ có một số người sử dụng âm mưu trong chỗ tối. Trương Quốc Vĩ là người gây sự, Phạm Tiến là người hai mặt, không dễ sống chung, lại ngày ngày phải đối mặt. Hạ Tưởng suy nghĩ hồi lâu, khi chuẩn bị tan làm, thì bất ngờ nhận được điện thoại của Ngả Thành Văn. Xem ra một thời gian rồi hắn và Ngả Thành Văn không liên lạc, từ sau khi Ngả Thành Văn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, có liên lạc mấy lần, sau đó cũng liên lạc ít dần. Có lẽ là do tâm trạng của Ngả Thành Văn không tốt, lúc gọi điện, nghe giọng rất trầm thấp. Hôm nay tâm trạng của Ngả Thành Văn tốt hơn rất nhiều, vừa bắt đầu đã thấy tiếng cười. Bí thư Hạ, không làm mất thời gian quý báu của anh chứ? Hiện giờ Ngả Thành Văn đã là cấp thứ trưởng rồi, Hạ Tưởng đương nhiên phải mang sự tôn kính nên có, vội nói. Sao lại mất thời gian chứ? Tôi còn mong được trưởng ban Ngả cho công tác chỉ đạo. Ngả Thành Văn nói. Tôi nào dám chỉ đạo bí thư Hạ? Tần Đường là trung tâm kinh tế của tỉnh Yên, cậu đảm nhiệm chức bí thư, đó là tín nhiệm của tỉnh ủy đối với cậu. Hạ Tưởng nói chuyện khách khí vài câu, chúc mừng Ngả Thành Văn thăng chức, vân vân. Hắn biết Ngả Thành Văn sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện tới, nói. Bộ trưởng Ngả có tinh thần chỉ thị gì, tôi sẽ cố gắng thực hiện đầy đủ. Ngả Thành Văn có chút cảm khái nói. Bí thư Hạ, tôi quen rất nhiều người, cuối cùng thì chỉ cảm thấy cậu là người đáng tin cậy nhất. Nói chuyện với cậu, không cảm thấy có gánh nặng gì hết. Được rồi, tôi sẽ căn cứ theo tình hình thực tế, thời gian tôi ở Tần Đường không lâu, cũng có thể coi là có một chút quan hệ, tôi vừa đi. Cuộc sống hiện tại của họ quả thật không được tốt lắm. Tôi cũng không giúp gì được cho bọn họ, nếu anh cảm thấy bọn họ có thể làm được việc thì nâng đỡ họ một chút. Tiếp sau đó, Ngả Thành Văn đọc cho Hạ Tưởng tên của mấy người đó, trong đó có Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đường Triều, Phó Cục trưởng Phòng Tài nguyên Đất đai Hồ Thư Dương, Phó Cục trưởng Phòng Tài chính Hồ Định, vân vân, sơ lược có 5, 6 người. Hạ Tưởng nghe xong cũng thật là bất đắc dĩ, Ngả Thành Văn tốt xấu ở Tần Đường một năm. Cấp dưới cũng chỉ có vài chức phó của cả đại cục, không thể không nói là một cảm giác bi ai. Cũng may, quan hệ của Ngả Thành Văn với trưởng ban tuyên giáo Trần Thiên Thu, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thường công trị vẫn coi như khá tốt. Tuy nhiên hai người đó bắt đầu đứng về phía hắn, vì vậy Ngả Thành Văn có điểm danh hay không cũng không liên quan đến đại cục. Nhưng Hạ Tưởng vẫn cảm ơn ý tốt của Ngả Thành Văn, trong quan trường chính là anh giúp tôi giúp anh, Kiệu Hoa mọi người cùng khiêng. Có người giúp anh khiêng kiệu ắt hẳn có người phá đám anh. Hắn liền viết tên của mấy người đó vào sổ. Đội ngũ, phải càng ngày càng lớn mạnh mới có lực lượng. Nói thêm vài câu ngoài lề với Ngả Thành Văn, liền gác máy, Hạ Tưởng biết rõ, Ngả Thành Văn một là lấy lòng hắn, mặt khác cũng là vì mấy người thân tín trước kia tìm ra con đường khác. Nếu có thể dùng mấy người trên, thì cũng là bất đắc dĩ,
dù sao cũng không phải là thân tín của mình, chẳng qua chỉ là theo yêu cầu mà thôi. Bồi dưỡng thân tín, phải thật cẩn thận. Ban đêm, sau khi Trương Quốc Vĩ tan tầm, đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của Mã Quân. Thị trưởng Trương, tôi đã điều tra được lai lịch của Tiểu Quỳ, cô ta là bà con thân thích của Lương Thu Duệ. Trương Quốc Vĩ lập tức ngắt lời Mã Quân. Tiểu Quỳ cái gì, tôi xem như cậu chưa nói ra những lời này. Thị trưởng Trương, không phải lần trước đã nói phải dựa nhúng tay vào chuyện bảo mẫu để trừng trị Hạ Tưởng sao? Tiểu Quỳ chính là bảo mẫu mà Lương Thu Duệ sắp xếp cho Hạ Tưởng. Trương Quốc Vĩ lại ngắt lời Mã Quân, lạnh lùng nói. Về sau không được nhắc lại chuyện này trước mặt tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không nhận thức. Rồi sau đó liền cúp điện thoại. Trong một căn phòng, Mã Quân vẻ mặt ngạc nhiên không dám tin nhìn điện thoại trong tay, không rõ Trương Quốc Vĩ thế nào mà nói trở mặt liền trở mặt, ngẫm nghĩ một chút, vốn dĩ định gọi điện cho Lưu Kiệt Huy, nhưng rồi lại tưởng tượng đến khuôn mặt đáng ghét của cha vợ đối với hắn, lại khiếp đảm, nghĩ một lúc liền gọi điện cho Lưu Tương Huy. Lưu Tương Huy với Lưu Kiệt Huy là hai anh em họ, nhưng lại nhỏ hơn Lưu Kiệt Huy nhiều. Tuy rằng lớn hơn Mã Quân một thế hệ nhưng lại có quan hệ thân thiết với Mã Quân. Có đôi lúc uống rượu say còn gọi đệ xưng huynh, loạn cả thế bậc. Mã Quân vừa bắt đầu liền lên tiếng trước. Tương Huy, Trương Quốc Vĩ không chấp nhận, làm sao bây giờ? Tại sao thị trưởng Trương lại không chấp nhận? Ông ấy lại không có đáp ứng cậu cái gì? Chắc chắn là khi cậu gọi điện cho ông ấy không nghe cậu nói chuyện của bí thư Hạ, đúng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.